Hello các bác nhé. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ổ xanh nhá. Đấy, con này thì giá chỉ có 55.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là ổ xanh này, đó ổ xanh. Giá sẽ là 55k cho một chiếc ổ xanh như này nhá. Con này thì dây của nó sẽ dài khoảng là 1 mét nhá, dây dài khoảng 1 mét. Các bác thao hồ thoải mái sử dụng luôn để mình có thể dòng đi các vị trí này. Ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là 3 chân USB này, 3 chân USB và 6 ổ cắm luôn. Đấy, 3 chân USB và 6 ổ cắm nhá. Đấy thì các bác chỉ cần cắm trực tiếp điện 220 cho em là xong này. Cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đây. Đấy và bật công tắc lên, có đèn báo luôn nhá, có công tắc đóng ngắt. Có đèn báo. Có công tắc đóng ngắt, có đèn báo cho em. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55.000 cho con ổ xanh như này. Đấy, ngoài ra thì bên shop có bán kèm cho các bác là cái dây sạc béo này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là sạc béo nhá. Đấy thì có hai màu này thì bên em cũng gửi màu ngẫu nhiên thôi. Cái màu thì nó cũng không quan trọng. Có màu cam và màu xanh như này bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên hoặc hàng về theo lô. Dây này của nó là dây béo nhá. Đấy, các bác có thể giật này, xoắn này, thoải mái cho các bác luôn. Dây to, đẹp, bền, chắc chắn. Đấy và có 3 đầu nhá. Đấy, có 3 đầu. Cái dây này thì giá bao nhiêu nhỉ? 50.000 cho một cái sạc béo như này nhá. Và đầu này sẽ có đèn báo cho các bác luôn. Có đèn báo luôn, sạc vào cực kỳ là nhanh luôn nhá. Đầu có đèn báo này, sạc vào cực kỳ là nhanh cho bác luôn. Đây, có đèn báo các bác này. Đấy, có đèn báo thì ban đêm hoặc là các bác ban ngày các bác cũng có thể quan sát rất là rõ luôn là có điện hay chưa. Đó, và cái dây này thì các bác lên cho em là sạc béo. Dây dài khoảng gần 1 mét nhá. Đấy, khoảng 1 mét, dây dài khoảng 1 mét. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 nhá, 50.000. Lấy cái ổ vàng này. Các bác lên cho em là sạc béo nhá. Đấy, sạc béo này. Đó, sạc béo, giá sẽ là 50k một chiếc nhá, 50.000 một chiếc sạc béo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia đấy, cái ổ điện vàng nhá. Đấy, ổ điện vàng này thì các bác lên cho em là ổ B1 nhá, ổ B1. Ổ B1 giá sẽ là 65k nhá, 65k cho một cái ổ B1 như này. Đấy. Thì các bác lên cho em là ổ B1 nhá. Ổ B1 giá sẽ là 65.000. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng ổ điện dùng cực kỳ là thực tế luôn để các bác chiến công trình này. Xoáy em hai gốc này ra sau đó là đấu dây và ổ là xong này. Đập đi này. Đập mạnh lên các bác nhá. Phá mạnh lên. Phá mạnh lên nhá. Phá mạnh lên các bác. Đấy. Đập phá cực kỳ là ok luôn. Dòng này của nó sẽ là dòng ổ này nó sẽ là dòng là ổ chống va đập nhá. Ổ chống va đập các bác đập phá thoải mái chưa? Đó. Giá sẽ là 65.000, 1 2 3 chân cắm như này có đèn báo luôn, 3 chân cắm có đèn báo nhá. Lên cho em là ổ B1 giá sẽ là 65.000 trong cái ổ B1 như này nhá. 65.000 trong cái ổ B1 như này. Ổ này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng rồi. Giá cũng rất hợp lý thôi. Tiếp theo thì em về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cọ nồi nhá. Các bác lên cho em là cọ nồi. Thì các bác về các bác cho em cái nước rửa bát vào đây, cho nước rửa bát vào đây này. Sau đó thì mình đánh rửa kỳ cọ cho em nó rất là tiện này. Đấy, trà này, kỳ cọ như này nó rất là tiện luôn. Đó. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho các bác, chỉ có 15k thôi. 15k cho một cái cọ nồi như này nhá, 15k. Đó, thì các bác dùng để đánh này, các bác không cần phải động tay vào xà phòng cũng không phải động tay vào nước này. Đấy, cứ này là mình đánh kỳ cọ thôi, 15k. Tiếp theo thì nó sẽ là cái sản phẩm găng tay thức ăn. Một hộp này của nó thì sẽ là từ 80 đến 100 cái nhá. Đấy. Hộp này của nó sẽ là từ 80 đến 100 chiếc. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là giấy bóng lụa nhá, giấy bóng lụa. Đấy, giấy bóng lụa và giấy bóng nguyên sinh, rất là mềm, tay to tay nhỏ, tay lớn tay bé đều đi được hết nhá. Đấy, tay to tay nhỏ, tay lớn tay bé đều đi được hết. Giấy bóng lụa này, nó có cái độ co giãn đàn hồi nên các bác đi không lo bị đứt nhá, không lo bị đứt, không lo bị rách này. Đấy, co giãn đàn hồi rất là tốt luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, giấy bóng lụa nhá, đàn hồi rất là tốt luôn. Đó thì các bác có thể dùng để làm thực phẩm chế biến thức ăn này, hoặc là mình dùng đa di năng này dọn dẹp vệ sinh đều được hết. Đấy, các bác muốn dùng vào đâu thì dùng, tại vì một hộp này của nó là tới từ 80 100 cái cơ. Qua lên cho em là găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn này. Thức ăn giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 25k nhá, 25k cho một hộp như này. Đấy, từ 80 100 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá, cam mô hình. Đây nó sẽ là một cái camera, nhưng mà nó không phải là camera, nó chỉ mang tính chất là mô hình thôi. Có cả cho các bác là điều khiển được chiếc luôn. Đấy thì dòng này của nó thì sẽ là cảm biến nhá. Ban đêm thì nó sẽ tự sáng này. Đấy các bác này. Đấy. Đây. Đấy, nó sẽ là cảm biến, ban đêm nó tự sáng. Con này thì nó đang bị hết pin năng lượng rồi. Đấy, về nhà thì các bác cứ đưa ra ngoài ánh sáng nhá. Đấy thì là nó sẽ có pin thôi, nó sẽ có pin, tại vì cái này nó là sạc pin năng lượng. Cho nên là các bác dùng thì nó rất là tiện đây. Đấy. Nó sẽ có các chế độ sáng như này. Đấy, dòng này của nó thì nó đang bị hết pin tất rồi. Thì về nhà các bác đưa ra ngoài ánh sáng là xong thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cam mô hình nhá. Giá sẽ là 100.000.
cam mô hình. Cam mô hình này giá sẽ là 100k. Vừa là cái cam giả đây, đấy đúng như này luôn. Vừa là cái cam giả để các bác sử dụng và vừa là đèn sáng luôn. Đấy, cam giả để mình dọa trộm nhá. Nó có tới là 77 mắt led luôn nhá. 77 mắt led rất là sáng luôn. Đây. Đấy các bác này, 100.000 thôi. Này là cam mô hình chứ không phải cam thật đâu nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là khi bộ 5 đĩa nhá. Đấy, bộ 5 đĩa như này. 5 cái đĩa rất là đẹp luôn. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Winling hai hình người của Đức nhá. Đựng thực phẩm, đựng thức ăn hoặc là chế biến đồ ăn sống, đồ ăn chín, ăn lẩu, ăn lả các bác cho vào cho em rất tiện luôn. Combo cho bác một bộ này bao gồm là 5 đĩa, giá sẽ là 120.000. Lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn này. 5 đĩa tròn, giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho bộ 5 đĩa tròn như này rất tiện ích luôn. 1 2 3 4 5. Cái nhỏ nhất thì khoảng 10 cm và cái to nhất thì khoảng là 24 cm nhá. Rất tiện ích luôn. 5 cái đĩa như này 120.000 đi đâu mua được các bác. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm, đó là cái con bàn là hơi nước mini nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một cái dòng bàn là hơi nước mini. Thì con này nó rất là tiện, các bác dùng để mình gọi là sử dụng trực tiếp để mình là quần là áo này. Đấy. Có cho các bác là cái phần này để các bác tiêm nước vào đây. Đấy, tiêm nước vào đây cho em nhá. Đấy. Tiêm nước vào đây cho em. Xoáy giật cái đầu núm ra này. Đấy. Các bác giật cái đầu núm ra này. Đấy, sau đó thì các bác cho nước vào là xong. Sau đó các bác lại đẩy vào. Khi các bác ấy thì các bác nhấp này là nước nó sẽ đẩy ra. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Một cái bàn là hơi nước như này có cả điều chỉnh này. Mâm của nó thì có đầu để tỏa nước này và nóng rất là nhanh luôn nhá. Mâm dày nóng nhanh. 135.000 cho một con bàn là hơi nước mini này thôi. Giá rất hợp lý các bạn, giá rất hợp lý. Các bác có thể mua để mình mang đi du lịch này, đi phượt này, đi học, đi làm hoặc đi công tác đều được hết. Đấy, mình mang đi mình sử dụng trực tiếp rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước nhá. Đấy, bàn là hơi nước này, mini nhá. Dòng nhỏ mini 135k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hút rửa bát nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là hút rửa bát này. Đấy, con này thì rất là tiện, bao gồm là một hệ thống ống dẫn này và một đầu vòi hút như này. Đấy, và giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi. 70.000 nhá. Đầu vòi ống dẫn này bằng inox hết nhá. Các bác chỉ cần là bắt vào cái vòi chậu rửa, vào cái lỗ chậu rửa nhà mình là xong. Đấy, lên cho em là hút rửa bát nhá. Hút rửa bát giá sẽ là 70k. Đây sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái hút rửa bát này luôn, rất là tiện ích nhá. Các bạn này rửa chén rất là nhiều nên mỗi lần mua về là cả một cam to, mỗi lần sử dụng lại chia ra một chai nhỏ mà mỗi lần lấy ra sử dụng thì lại hay bị đổ. Thế nên mình đã mua bộ bơm hút nước rửa chén này về cắm vào bình lớn xài luôn được rất là lâu, lại không phải chia thành chai nhỏ nữa. Mà bộ vòi này cũng là inox 304 cùng màu với cái bồn rửa nên khi lắp vào nhìn cũng tinh tế phết. Được cái là cũng dễ lắp đặt nên vợ mình tự lắp luôn, vừa tiện vừa gọn gàng, 10 điểm nha. Nhà mình sử dụng nước rửa chén rất là nhiều nên mỗi lần mua về là cả một cam to, mỗi lần sử dụng lại chia ra một chai nhỏ mà mỗi lần lấy ra sử dụng thì lại hay bị đổ. Thế nên mình đã mua bộ bơm hút nước rửa chén này về cắm vào bình lớn xài luôn được rất là lâu, lại không phải chia thành chai nhỏ nữa. Mà bộ vòi này cũng là inox 304 cùng màu với cái bồn rửa nên khi lắp vào nhìn cũng tinh tế phết. Được cái đấy, rất là tiện các bác nhá. Giá thì chỉ có cho bác là 70.000 thôi. Đấy, về nhà các bác chỉ việc là lắp vào cho em là xong. Đấy, giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải điện này. Đấy, đây nó sẽ là một cái bộ bàn chải như này, bao gồm cho các bác là một đầu bàn chải, bốn cái một máy và bốn đầu bàn chải và một cái cáp sạc nhá. Đấy, đầu bàn chải của nó đây, thân máy đây, rất là tiện luôn các bác này. Đấy, đây các bác chỉ cần là giữ này là nó sẽ lên này. Có chế độ 1 2 3 4 5 này, có 5 chế độ cho các bác luôn, tùy chỉnh nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60.000 thì cái bộ bàn chải điện như này bao gồm cho các bác là bốn bàn chải như này nhá, bốn bàn chải, một thân máy, một cáp sạc cho các bác luôn, đầy đủ combo cho các bác như này, giá sẽ là 60k. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện nhá. Đấy, lên cho em là bàn chải điện này. Đó, bàn chải điện giá sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái bộ bàn chải điện như này, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Lên mã cho em bàn chải điện. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là vật mũi đứng nhá. Vật mũi đứng thì đây nó sẽ là một con vật mũi như này. 70.000 đúng không? Vật mũi đứng nhá. Đấy thì sẽ là một vật và một cái đế như này, một vật một cái đế sạc như này. Cái đế sạc này thì về nhà các bác cắm cái củ sạc điện thoại cho em. Đấy. Con vật này thì rất là ngon luôn, có chế độ bắt mũi tự động này. Đấy. Có chế độ bắt mũi tự động và các bác chỉ cần là bật lên như này, sau đó thì cắm đặt vào cái đế sạc như này thì khi mà ban đêm ấy con mũi nó sẽ bị thu hút bởi cái ánh đèn hồng ngoại này, nó sẽ bay vào này. Đấy. Còn ngoài ra thì các bác có thể dùng chế độ vật mũi như bình thường. Vật mũi như bình thường này. Đấy.
thì nó sẽ có cho các bác là chế độ là bắt muỗi tự động là lên đèn này. Đấy, lên đèn như này và một chế độ bắt muỗi bình thường. Đấy, có đầy đủ các cái chức năng cho các bác luôn. Một con vật muỗi đứng như này, giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi nhá. Vật muỗi đứng 150.000. Con này thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là vật muỗi đứng nhá, 150.000 cho con vật muỗi đứng như này thôi. Đó, rồi ok. Vâng, lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó, thì hôm nay bên shop em lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ đây, các số hotline của bên em này. Ba số này đều có Zalo nhá. Zalo bên em thì đã bị đầy kết bạn rồi cho nên các bác cứ nhắn tin qua là bên em sẽ trả lời thôi. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái chai xịt muỗi nhá, hàng nội địa của Nhật. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một chai xịt muỗi như này. Đấy, các bác lên cho em là xịt muỗi này, đó, xịt muỗi. Giá của nó sẽ là 30.000 trên một chai nhá. 30.000 trên một chai xịt muỗi như này. Đấy, cái này thì về nhà các bác xịt trực tiếp này. Đấy. Các bác cứ này xịt trực tiếp vào cho em, vào cái khu vực nào mà nhiều muỗi kiến dán côn trùng là các bác xịt cho em. Đấy. Thì con này trọng tâm của nó vẫn là xịt muỗi nhá. Ngoài ra thì kiến này, dán này đều diệt được hết nhá. Đấy, muỗi kiến dán côn trùng. Nhưng mà trọng tâm của nó thì vẫn là muỗi cho nên là các bác mua về để xịt muỗi là rất là ok. Lên mã giúp cho em là xịt muỗi nhá, hàng nội địa của Nhật. Đây nó là một cái dòng sinh học cực kỳ là an toàn luôn nhá, sinh học cực kỳ là an toàn cho bà mẹ trẻ em, rất là ok luôn. Dùng an toàn nhá, 250ml. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một chai xịt muỗi như này nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop cũng có một cái dòng xịt chuột hàng sinh học của Nhật nhá. Đấy, xịt chuột hàng sinh học của Nhật đây. Đấy các bác này, đấy made in Japan nhá. Made in Japan, đây. Đấy, hàng của Tatsumatachi các này. Đấy, made in Japan này. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng nhá. Các bác lên cho em là xịt đuổi chuột vĩnh viễn nhá. Đấy, xịt đuổi chuột này, đuổi chuột vĩnh viễn. Đấy, giá thì sẽ là 30.000, 35.000 nhá. 35.000 cho một chai xịt đuổi chuột vĩnh viễn như này. 35.000 các bác nhá. Đó, xịt đuổi chuột vĩnh viễn luôn. Đó. Hàng này thì bên Nhật nó chuyên dùng trong các cái thành phố lớn này. Đấy, chuyên dùng ở các cái thành phố lớn và bán rất là chạy luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xịt đuổi chuột vĩnh viễn nhá. Giá của nó sẽ là 35.000 cho một chai xịt đuổi chuột vĩnh viễn như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ màu cầu vồng nhá. Các bác lên cho em là màu cầu vồng. Đây. Một hộp này của nó thì sẽ đầy đủ cho các bác như này các bác này. Đấy. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì, các loại màu luôn. Tổng của nó vào khoảng là 150 chi tiết nhá. Đấy, theo như mặc định của nhà sản xuất là 150 chi tiết. Đầy đủ to nhỏ lớn bé mẹ con. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì như này. Có cả kéo, cả tẩy, cả màu bột, màu sáp đầy đủ cho các bác luôn. Combo cho các bác một cái hộp một cái bộ màu như này. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi. Chỉ có 100 cành thôi các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là màu cầu vồng nhá, màu cầu vồng. Giá của nó sẽ là 100.000 cho cái bộ màu cầu vồng như này. Đấy, cái này thì rất là tiện các bác, cho trẻ em thì rất là tiện luôn. Lên cho em là màu cầu vồng nhá, màu cầu vồng này. Màu cầu vồng, giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho cái bộ màu cầu vồng như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình trà inox nhá. Bình trà inox thì bên shop về nó sẽ có dòng 2 lít. Đấy, sẽ có cho các bác là dòng 2 lít và dòng dòng 2 lạng. Đấy, dòng 2 lạng và dòng 4 lạng nhá. Đấy, sẽ có dòng 2 lạng và dòng 4 lạng. Đây. Đây thì nó sẽ là dòng 2 lạng này. 2 lạng thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là 3 màu nhá. 3 màu, màu đỏ đô, màu vàng gold và màu màu đỏ đô, màu vàng gold và màu bạc này. Đấy, màu đỏ đô, màu vàng gold và màu bạc. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là bình trà inox 2 lạng này, bình trà inox 2 lạng chất liệu bằng inox nhá, inox. Đấy, bình trà inox 2 lạng này. Có nắp, có gioăng giếc đàng hoàng nhá. Đấy, nắp có gioăng cao su. Đấy, các bác đựng trà, đựng cà phê, đựng các cái loại hạt cho em đều ok hết nhá. Đấy, các bác có thể đựng lạc, đựng muối vừng, đựng các loại hạt đều ok hết. Và đựng chè. Đấy, đựng chè bằng inox như này thì rất là sạch sẽ, bền bỉ và chắc chắn nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là bình trà inox nhá. Đấy, lên cho em là bình trà inox này. Bình trà inox này. Đấy, bình trà inox. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là dòng 2 lạng này. 2 lạng thì sẽ là 90.000 nhá. 2 lạng thì sẽ là 90.000. Đấy. 90.000 cho một con bình trà inox 2 lạng như này. Hàng nội địa của Nhật nhá. 90.000 cho một bình các bác nhá. Tiếp theo thì sẽ có cho các bác là dòng 4 lạng này, dòng 4 lạng đây. 4 lạng thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đỏ đô và màu vàng gold. Đấy, màu đỏ đô và màu vàng gold như này.
rất đẹp các bạn, đẹp lắm. Đó, màu đỏ đô, màu vàng gold. 4 lạng thì chỉ có 2 màu thôi nhá. 4 lạng chỉ có 2 màu thôi. 4 lạng này là 110.000 nhá. 110.000 cho một cái bình 4 lạng như này. Đấy, 110.000. 110.000 nhá. Đấy, chất liệu bằng inox sáng bóng đẹp này. Đấy, inox 304. Sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Đó, đây, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy, bên em về theo lô và giá thì cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy, chất liệu thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, dòng này sẽ là dòng 4 lạng nhá. 2 lạng thì sẽ là 90.000 nhá. Và 4 lạng thì giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000. 4 lạng là 130.000 các bác nhá. 130k. Đấy, em xin lỗi các bác là em bị nhầm giá một chút nhá. Đấy, cái bình 4 lạng của nó sẽ là 130.000. Đấy, 130.000 trong cái bình trà 4 lạng. Bình 4 lạng sẽ là 130.000 các bác. Đấy, 130.000 trong cái bình 4 lạng như này. Còn 4 lạng này là 130.000 nhá. Đấy. Đây cũng có nắp, có dòng giếc đàng hoàng này. Có nắp, có dòng giếc đàng hoàng, cẩn thận cho các bác luôn. Còn 4 lạng này sẽ là 130.000. 130.000 cho con 4 lạng như này. 4 lạng có 2 màu, màu đỏ đô và màu vàng gold. Còn 2 lạng thì nó sẽ có cho các bác là 3 màu. Màu đỏ đô, màu vàng gold và thêm một cái màu inox nữa nhá. Các bác muốn lấy màu nào lấy, không lấy màu bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa nhá. Cái này thì bên shop bán nhiều rồi thì em cũng lên nhanh thôi. Bộ quần áo mưa này thì đây nó sẽ là một cái bộ quần áo mưa rất là tiện ích cho các bác luôn. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là một bên trong là bằng hàng hai lớp nhá. Đấy, hàng hai lớp cho các bác luôn. Bên trong của nó thì nó sẽ là bằng bằng vải này. Bằng vải, bên ngoài thì nó sẽ là bằng bạt. Bằng bạt và có tráng ni lông nhá, cho nên là dùng nó rất là bền luôn. Nó là dòng vải bạt tráng ni lông. Đấy. Tráng ni lông cho nên là các bác dùng nó rất là dai. Đấy, nó rất là dai và không bị thấm nước. Đấy, vải bạt, vải siêu thấm nước. Đấy, siêu thấm hút và siêu chống thấm và rất là tiện ích cho các bác luôn. Thì đây nó sẽ là combo cho các bác một cái bộ như này. Đấy. Một bộ như đang mặc này các bác nhá, một bộ như đang mặc như này. Đấy, bộ này thì nếu mà ngoài cửa hàng họ sẽ bán cho bác khoảng 250-300. Nhưng mà riêng hôm nay bên shop gửi tới các bác cái giá chỉ có là 195.000 thôi. Lên cho em là bộ quần áo mưa nhá, bộ quần áo mưa này. Đó, bộ quần áo mưa. Giá sẽ là 195k nhá, 195.000 cho cái bộ quần áo mưa như này. Bộ này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Đấy, đây nó sẽ là một sen và một vòi như này. Đấy, một sen và một dây dẫn như này. Đấy, con này thì các bác dùng rất là tiện trong nhà tắm, nhà mình dùng nó rất là tiện luôn. Nhà bác nào cũng có nhà tắm, nhà vệ sinh dùng cái này rất là ok nhá. Thứ nhất là có đóng ngắt trên tay các bác này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác là đóng ngắt trên tay luôn. Đây, đóng ngắt trên tay như này. Có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước ở đây, rất là tiện, có cả dây cả vòi cho bác luôn. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 100 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt tăng áp nhá. Đấy. Nó sẽ có cánh quạt như này giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên cho em là sen quạt này. Đấy, sen quạt tăng áp giá sẽ là 100k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác nhá. Đấy, có thực tế cho các bác xem luôn này. Đó. Có cánh quạt này tăng giảm áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy, khi mà lắp vào cái nguồn nước thì khi vòi thường thì nó chảy rất yếu nhá. Đấy, cùng một nguồn nước luôn. Đấy. Nhưng mà lắp vào cái tăng áp này thì nó chảy rất là mạnh này. Ra tia nước đẹp này. Đấy, ở bên trong thì có lõi lọc các bác nhá, có lõi lọc luôn. Đấy, đây. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, sen quạt tăng áp nhá. Đấy các bác thấy không? Rất tiện luôn. Đây. Lắp vào thì giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy các bác thấy không? Và nước nó sẽ ra hình xoáy đan như này. Các bác có thể dùng để mình massage kỳ cọ rất là tốt. Có đóng ngắt trên tay luôn, rất là tiện. Đấy, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100 cành thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá. Tăng đơ 9D. Giá thì chỉ có 95 cành thôi. Đây nó sẽ là một con đơ tăng đơ với đa chức năng cho các bác luôn. Đa chức năng các bác luôn nhá. Đấy. Combo khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm là một thân máy này. Đấy. Một thân máy như này nhá. Một thân máy này. Đấy. Một thân máy này. Lưỡi của nó thì nó sẽ là hệ thống 3 chùm lưỡi kép như này nhá. 2, 4, 6 lưỡi này. 6 lưỡi nhân với 3 là thành 18 lưỡi kép này. Đấy, 18 lưỡi kép. Để các bác cạo râu cực kỳ là ngon luôn. Cạo râu này. Đấy. Các bác nghe tiếng râu em nó đứt chưa? Đó, đứt thẳng chạp nhá. Đấy. Cạo râu rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Đấy. Các bác nghe tiếng râu nó đứt chưa? Đây. Đấy các bác này. Đây. Đấy em vừa có đẩy đi thôi này. Đấy râu nó đứt đầy ra đây rồi các bác này. Các bác trông chưa? Đây. Đấy cạo râu rất là ngon luôn nhá. Đấy râu đứt đầy đây các bác này. Đấy thứ nhất là cạo râu này các bác tháo ra này. Đấy thì lắp cho em cái phần tăng đơ này vào này. Cái này để tăng đơ này. Tiếp theo là cái này để tỉa lông mũi này. Cái này tỉa lông mũi này. Đấy và cái này để các bác massage này. Các bác chỉ cần nhấn vào này cho em xong này.
Đấy, nhấn vào này cho em là xong. Đó, rất tiện luôn các bác nhá. Đó. Thì combo cho các bác một thân máy này, một thân máy này và bốn chi tiết như này. Đấy, bốn đầu luôn. Đấy. Chức năng chính của nó vẫn là cạo râu này. Đấy, có tỉa lông mũi nhá, có đầu tỉa lông mũi đây, có đầu tỉa lông mũi. Rồi tăng đơ, rồi nói chung là đa di năng luôn. Giá thì chỉ có 95k thôi. Nói chung là con này thì dòng này của nó phải nói là ngon bổ rẻ các bác nhá. Ngon bổ rẻ và được nhiều. Đấy, ngon bổ rẻ được nhiều cho các bác luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. 95.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là tăng đơ 9D nhá, tăng đơ 9D. Đấy, tăng đơ 9D này, tăng đơ 9D giá sẽ là 95k nha. 95.000 cho cái tăng đơ 9D này, không thể tin nổi luôn. Giá siêu tốt luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng giới thiệu nhanh thôi. Đây nó sẽ rất là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, một con cái súng như này. Một con súng như này các bác này. Đấy. Về nhà thì các bác lắp các cái đầu massage này vào cho em. Nó sẽ có cho các bác là bốn đầu massage lắp vào cho em. Đó, đây. Động cơ của nó là động cơ không chổi than, siêu bền bỉ luôn. Các bác chỉ cần nhấp này nó chạy thôi này. Đấy. Này, các bác massage các cái bắp tay, bắp chân này. Đấy. Cơ thể rất là tốt luôn nhá. Bác bị đau mỏi nhức này, cánh tay, cánh chân rồi là vùng lưng, cổ, vai gáy đều ok hết. Anh em các bác có thể mua để làm quà cho các cụ già nhà mình thì cũng rất là ok. Đấy, ông bà massage cho nhau hoặc là các bác có thể tự massage vòng ra đằng cổ, vai gáy đều được hết. Nó là một cái dạng hình khẩu súng rất là đẹp như này. Và cái giá thì cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đây, hình khẩu súng này. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Lên cho em là súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 170k thôi. 170k cho một em súng thư giãn như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp sách của bọn học sinh đây. Đấy, của các em học sinh. Đấy. Đặc biệt là học sinh cấp 1. Dòng này thì nó sẽ là hàng của Nhật, thiết kế để chống gù lưng nhá. Chống gù lưng thì nó rất là tiện. Đấy. Thì các bác nên mua cho các em. Cái giá thì rất là hợp lý rồi. Chỉ có hơn 100.000 thôi, hơn 100.000 cái cặp như này. Đấy, có quai kiếp các thứ đàng hoàng. Về nhà các bác đây, quai của nó đây. Đấy, rất là ngon nhá. Hàng của Nhật nó thiết kế đặc biệt để chống gù lưng nhá. Đấy, chống gù lưng cho các bác luôn. Đấy. Và bên trong của nó này. Là dòng này của nó là sẽ là thiết kế hình hộp vuông chống gù lưng. Đấy, lên cho em là cặp sách chống gù lưng nhá. Giá thì chỉ có 130 cành thôi. 130.000 cho cái cặp chống gù lưng nha. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp và có các cái phần quai đeo các thứ này. Rất là tiện luôn nhá. Đấy. Có phần bỏ đồ nữa nhá. Lên cho em là cặp chống gù lưng, giá sẽ là 130k. Đó. Cặp chống gù lưng này, đó. Cặp sách nhá, cặp sách chống gù lưng nhá. Chống gù lưng. Gù lưng giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho cái cặp chống gù lưng như này. Rất là hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái phao nước thông minh nhá, phao nước thông minh. Đấy, lên cho em là phao nước này. Ở đây thì đầy đủ cho các bác là băng keo non này và một cái phao như này. Đấy, cái vòi rời này là cái điều hướng nước này, còn các bác kết nối nguồn nước vào đây cho em và nước nó ngập lên 1 sen là phao nước sẽ tự đóng thôi. Rất đơn giản nhá. Giá thì rất hạt rẻ, chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. 70.000. Lên mã giúp cho em là phao nước nhá, phao nước. Đấy, phao nước giá sẽ là 70k. Các bác đi mua một cái phao nước truyền thống cũng mấy trăm nghìn mà nó không ra gì đâu. Cái này thì rất là ngon và tiện ích luôn, chỉ có 70.000 cái phao nước của Nhật như này thôi. Cực kỳ chất lượng luôn, đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Và mất an toàn khi không có ai ở nhà. Đây là sản phẩm sẽ giải quyết tất cả các vấn đề mà bạn mắc phải. Phao nước tự động là sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, thông minh, dễ dàng lắp đặt và sử dụng. Bên trong phao gồm một tấm lưới chắn rác để lọc những rác bẩn sẽ chảy theo nguồn nước vào bể. Phần còn lại sẽ là van nước có tác dụng khi hết nước van sẽ mở ra cho phép nước chảy vào bể. Và khi đầy van sẽ đóng lại không cho nước chảy vào bể. Độ bền của phao lên tới 5 năm. Hiện tại sản phẩm đang được đánh giá trên 4,5 sao. Với tiêu chí uy tín hàng đầu shop em đang hỗ trợ bảo hành lên tới 1 năm và đổi mới sản phẩm trong tháng đầu tiên ạ. Mọi người đặt hàng ấn vào giỏ hàng giúp em nha. Em xin cảm ơn. Rất tiện các bác nhá. Phao nước thông minh. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Khăn tắm của Hàn Quốc đây. Đấy. Thì một chiếc khăn tắm như này giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40.000 cho cái khăn tắm như này các bác này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Đó, khăn tắm của Hàn Quốc rất tiện ích cho các bác luôn. Kích thước của nó thì một chiều của nó sẽ là 70 và một chiều là 1m4. Chiều ngang là 70 và chiều dài là 1m4. Nó sẽ có hai mặt, một mặt là bông thô và một mặt là bông mịn. Các bác có thể dùng để mình vệ sinh khi mình tắm xong thì mình lau chùi. Đấy, rất là tiện luôn. Nó có phần quai đeo như này các bác này, rất tiện nha. Giá thì chỉ có 40 cành thôi, kích thước 40 70.
Đấy, chả các bác đi đâu mà mua được một cái khăn tắm đẹp như này mà giá chỉ có 40k nhá, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Lên mã cho em là khăn tắm Hàn Quốc, giá sẽ là 40k. Đó, khăn tắm Hàn Quốc này, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm nhá. Giá sẽ là 40k cho một con khăn tắm Hàn Quốc này, được ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi, các bác cứ yên tâm mà sử dụng thôi nhá và mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái bao lô da nhá, bao lô da này các bác này. Đấy. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Chiều ngang của nó thì nó được vào khoảng là gần 50 nhá, gần 50. À, chiều dài là gần 50, chiều ngang này là 20 và chiều cao thì khoảng 25. Con này nó sẽ là một con bao lô rất là tiện ích luôn. Đấy, vuông vức như này. Vuông vức như này nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Đấy, ở trong này thì nó sẽ có cho các bác là dây đeo này, dây đeo các bác nhá, dây đeo. Đây, nó sẽ là cái dây quay đeo như này, rất là tiện ích này. Dây quay đeo rất là tiện ích luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một ngăn khóa này, một ngăn khóa chống nước nhá, có túi bóng chống nước luôn. Đó. Và đây nó sẽ là một cái ngăn thường thì các bác bỏ các đồ lặt vặt linh tinh. Đấy, một cái ba lô như này. Và đây nó sẽ có cho các bác là một cái ngăn để mình gọi là để giày dép ở đây. Đấy, để giày vào đây rất là tiện luôn. Các bác đôi giày đôi dép mình bỏ vào túi bóng sau đó thì mình đút vào cái ngăn dọc này rất là tiện này, nó gọn này. Đấy, và bên này nó sẽ là quai. Và cái này nó sẽ là một cái quai để các bác đút vào cái ba lô du lịch của mình. Đó. Thì lên mã giúp cho em đó là ba lô da nhá, ba lô da. Đấy. Tên mã giúp cho em là ba lô da nhá. Giá của nó sẽ là 125k nhá. 125.000 cho cái ba lô da như này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 125.000 thôi. Lên cho em là ba lô da, giá sẽ là 125.000. Chất liệu của nó là bằng da lộn này, da lộn này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là ba lô tím nhá, ba lô tím. Con này thì nó là hàng vải. Con này thì nó sẽ là bằng vải và cái giá thì chỉ có 120.000 thôi. Ba lô tím sẽ là 120.000. Con này của nó thì cái kích thước của nó thì nó sẽ là ngắn hơn một chút. Đấy, ngắn hơn một chút. Con này kích thước của nó chỉ có 40 thôi. Nhưng mà đổi lại thì cái chiều ngang của nó lại rộng hơn. Thì tính về cơ bản thì kích thước nó cũng tương đương nhau thôi. Đấy, con này thì chiều ngang, chiều dài của nó chỉ được khoảng 40 thôi, 40-45. Đấy, nhưng mà nó nhiều ngăn, nhiều túi hơn. Nhiều ngăn, nhiều túi hơn. Còn cái bên trong của nó thì nó sẽ là một cái dòng cũng có một cái ngăn để các bác đựng giày dép này. Ngăn phụ chống nước này. Đấy, ngăn phụ chống nước đây. Đấy, đây nó sẽ là cái ngăn chống nước này. Và nó sẽ nhiều ngăn bên hông hơn một chút. Đấy. Đây nó sẽ có hai ngăn bên hông nữa và một cái ngăn bên hông đây. Đấy. Nhiều ngăn linh tinh hơn. Đấy, cũng có quai đeo quai sách đàng hoàng nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là ba lô tím nhá, ba lô tím. Con này thì giá sẽ là 120.000. 120.000 một con, 125 một con, 120. Giá nó cũng xem nhau thôi, tương đương nhau. Các bác muốn lấy con nào thì lấy. Lấy con tím thì lấy mà lấy con ba lô da thì lấy nhá. Đấy. Con này thì lên mã giúp cho em đó là ba lô tím, giá sẽ là 120.000, ba lô tím này. Đấy. Ba lô tím giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho con ba lô tím như này, 120.000. Tiếp theo thì nay bên shop lại tiếp tục về cho các bác cái dòng thảm các bác nhá. Đấy, thảm đây. Đấy thì hôm trước thì nó về cái mẫu vuông, hôm nay thì nó lại về cái mẫu thảm tròn như này, thảm tròn như này các bác này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nỉ nhá, bằng nỉ. Mặt trên thì là sẽ bằng nỉ đây, mặt trên bằng nỉ thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Mặt dưới của nó thì bằng cao su non chống trơn trượt nhá. Đấy, nó sẽ là bằng nỉ như này. Đấy, bằng nỉ này, thấm hút nước cực kỳ là tốt. Nên các bác lên cho em là thảm 46 nhá. Đấy, kích thước của nó là 40x60. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 45.000. Lên cho em là thảm 46 này. Thảm 46, giá sẽ là 45k nhá. 45.000 cho cái thảm 46 như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con hút bụi ống nhá. Con này thì cực kỳ là khỏe luôn. Rất là nhiều đầu ống nhá, rất là nhiều đầu ống. Đấy, có cáp kết nối đàng hoàng nhá, cáp nguồn đàng hoàng. Đấy, con này rất là khỏe luôn. Đấy. Máy chạy khỏe lắm, nó có thể hút được con điện thoại 2 lạng rưỡi luôn. Đây. Đấy, đây là con điện thoại của em 2 lạng rưỡi nhá, em hút cho bác xem này. Đấy, có thấy không? Đây. Đấy. Hút như này là khỏi phải bàn luôn nhá, hút mít vào luôn này các bác này. Đấy. Con điện thoại 2 lạng rưỡi này, các bác thấy chưa? Đó. Máy phải rất là khỏe thì nó mới hút được các bác nhá. Đấy, một con điện thoại 2 lạng rưỡi hút như không ấy. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu ống dẫn các kiểu luôn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, lên cho em đó là hút bụi ống nhá. Đấy. Hút bụi ống này. Lên cho em là hút bụi ống. Hút bụi. Có cái ống dài như này em lên nó là hút bụi ống nhá. Giá sẽ là 260k. Bỏ anh cái ví hồng. Tiếp theo thì em lên cho bác cái ví này. Thì em có hai mẫu ví hồng và ví xanh. Đây là cái mẫu ví móng tay nhá, chứ không phải là ví da nhá. Đấy, ví móng tay như này. Đấy, đây, con này sẽ là ví xanh này.
Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100 cành. Đấy, 100 cành con này thì rất là nhiều chi tiết cho các bác luôn. 4 cái bấm móng này, 1 2 3 4 cái bấm móng này. Rồi nạo gót chân này, rồi lấy dái tai nặn mụn này, rồi vệ sinh móng này, cắt da chết này, tỉa lông mũi đầy đủ cho các bác luôn. Combo cho các bác một cái bộ ví xanh đẹp như này. Mà cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ và ưu đãi luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh nhá, ví xanh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một con ví xanh như này nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là ví xanh này. Đấy. Ví xanh giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con ví xanh này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái sản phẩm đó là cái ví hồng nhá. Đấy, con ví hồng này thì giá chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho một con ví hồng như này. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, có một cái bấm khóe lạch đây. Đấy, ba bấm móng này, rồi cũng có kìm này, rồi nhíp này, rồi kéo tỉa lông mũi đầy đủ cho các bác luôn, dọn vệ sinh móng tay móng chân. Đấy, combo cho các bác các cái chi tiết như này. Giá thì cũng chỉ có cho các bác là 60k thôi. Các bác lên cho em là ví hồng nhá, giá sẽ là 60.000. Đấy thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Các bác muốn lấy ví xanh thì lấy, mà lấy ví hồng thì lấy nhá. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, lấy ví xanh được mà lấy ví hồng cũng được. Thì con này các bác lên cho em là ví hồng nhá. Giá của nó sẽ là ví hồng này. Giá sẽ là 60k cho cái bộ ví hồng như này nhá. 60.000 cho cái bộ ví hồng như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn lau kính nhá, khăn lau kính. Đây nó sẽ là một cái dòng khăn đặc biệt 50.000 một bịch như này, bao gồm 10 chiếc. Dòng này thì nó là dòng siêu đặc biệt luôn. Đấy, kích thước của nó là khoảng 20x20, trên 20 một chút nhá. Các bác chuyên dùng để mình lau vệ sinh kính này, rồi các cái đồ đoàn của mình rất là ok luôn. Cái này khăn bếp à? Cái này là khăn bếp các bác nhá. Đấy, em nhầm sang cái khăn lau kính, các bác lên cho em là khăn bếp nhá. Đấy, khăn bếp. Con này thì bỏ cho anh cả cái lau kính như đây. Đấy, cái này thì sẽ là 30.000 một 30.000 cho một bịch như này, bao gồm là 10 chiếc. Các bác dùng để mình lau bàn bếp, lau bát đũa, rồi lau các cái vật dụng trong nhà bếp đều ok hết nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khăn bếp nhá. Đấy, lên cho em là khăn bếp. Khăn bếp này, giá của nó sẽ là 30k trên bịch như này, bao gồm là 10 chiếc nhá. 30.000 cho một bịch như này, bao gồm là 10 chiếc cho em. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin nhá. Đấy. Bộ sản phẩm đốc sạc kèm pin như này thì giá sẽ là 65.000 các bác. 65.000 cho một bộ như này. Bên em chỉ có bán theo combo cả đốc sạc cả pin thôi, chứ nó không có pin để bán rời. Đấy, nhà sản xuất thì người ta bắt buộc phải là phải mua cả combo như này, và giá sẽ là 65.000. Đấy. Thì cái này các bác lên cho em là đốc sạc pin đồng hồ nhá. Đấy. Đốc sạc pin đồng hồ, đốc sạc này, đó. Đốc sạc và pin này nó là pin đồng hồ nhá, pin đồng hồ này, pin đồng hồ. Giá sẽ là 65k nhá. 65.000 cho một combo như này, bao gồm là cả đốc sạc cả pin luôn, đốc sạc pin đồng hồ 65.000. Đó, bán theo combo chứ nó không có pin để bán rời đâu. Thì các bác cứ mua combo này thôi. Còn cái đốc sạc thì mình để đấy mình dùng ra. Ngoài ra thì bên shop có bán cho các bác cái sản phẩm đó là cái pin 16850 nhá. Pin Lion 18650. Đây. Đấy, pin Lion 16850 này. Đấy, 16850. Giá sẽ là 30k cho một quả như này. 30.000 cho một quả như này. Về nhà các bác có thể dùng để mình thay tháo lắp vào những cái đồ đoàn linh tinh nhà mình đều ok hết. Pin 16850, giá sẽ là 30k. Đó. Các bác lên cho em là pin 16850 nhá. Đấy. Pin 16850, giá sẽ là 30k trên một viên. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy mài dao này. Đây nó sẽ là một con máy mài dao rất là tiện ích luôn. Đó, máy mài dao cắm trực tiếp điện 220, có công tắc đóng ngắt thế này. Các bác dùng để mài dao, mài kéo, rồi mài các cái vật dụng đa năng đều được hết. Ngoài ra có thêm viên đá mài đây. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. Con này dùng để mài dao, mài giếc cực kỳ là ngon luôn. Bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, có đầu cắm đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ việc cắm vào là dùng thôi. Rất là tiện. Lên theo là máy mài dao nhé. Giá sẽ là 80k. Đó, máy mài dao này. Máy mài dao. Giá sẽ là 80k cho con máy mài dao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn treo nhá, đèn treo này. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn rất là tiện ích luôn. Đó, đèn treo. Giá thì sẽ là 100. Đây, con đèn treo và có cả tấm pin năng lượng mặt trời luôn nhá. Có sạc pin năng lượng mặt trời này. Đấy, công tắc của nó này, pha của nó khá là rọi và sáng luôn. Đó, rất sáng các bác nhá, đèn rất là sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa này. Đấy, và có cả đèn bên hông như này. Thì các bác có thể dùng để mình ăn cơm ăn nước bằng cái đèn hông này cũng được. Đó, rất là tiện luôn. Cái đèn treo này bao nhiêu đấy?
thì các bác lên cho em là đèn treo nhá, giá sẽ là 125.000 đấy. Con này thì nó rất là tiện luôn, có cái quai để các bác treo lên như này, đây là bên em gọi nó là đèn treo nhá, rất là tiện luôn đấy. Ở đây thì nhà sản xuất còn tặng kèm cho các bác một cái bộ dây như này nhá, một cái bộ dây này nữa để các bác đeo vào đây, nó có hai cái phần mỏ mọc đây, mỏ đây các bác này, các bác đeo cái dây này vào cho em, và có cáp sạc nhá, có kèm thêm cáp sạc luôn, đầy đủ combo một cái bộ đèn treo đẹp như này mà giá chỉ có 125.000 thôi, pin piếc ngon lành cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn treo nhá, đèn treo giá sẽ là 125k đó, 125.000 cho con đèn treo như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn VIP nhá, đèn VIP đây. Con này thì sẽ là 100 con VIP này là 130 à? Đèn VIP ấy. Các bác lên cho em là đèn VIP nhá, giá sẽ là 140.000, hàng made in Japan này. Đó, hàng made in Japan. Thân vỏ của nó là bằng nhôm hết và có kèm cho các bác hai quả pin này luôn. Đấy, hai quả pin này luôn. 140.000. Con này thì cũng siêu sáng luôn. Về nhà khi các bác lắp nếu mà không đúng chiều thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy. Lắp nếu mà nó không lên thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, đảo chiều đi cho em là xong. Đó là nó sẽ lên thôi. Rất là đơn giản thôi. Đấy, hoặc nếu các bác lắp sai cái chiều pin này thì các bác đẩy ra, lắp lại cho em. Đấy. Tại vì nếu mà các bác lắp không đúng chiều âm dương là nó cũng không lên. Đấy. Thì âm dương các bác phải lắp đúng chiều nhá. Đấy, lắp đúng chiều cho em. Còn nếu mà lắp sai chiều là nó sẽ không lên đâu. Ngoài ra thì các bác lắp mà xoáy mà nó không lên thì các bác cắm sạc vào cho em. Đấy, tại vì hàng để lâu là sợ nó sẽ hết pin các bác nhá, hết pin. Đấy, con này thì sẽ là 140.000. 140.000 cho con đèn VIP như này. Đấy. Thân của nó thì thân vỏ bằng hộp nhôm. Đấy. Các bác lắp đúng chiều cho em là nó sẽ lên thôi. Đấy. Con này thì rất là sáng luôn các bạn, rất sáng luôn. Đấy, rất sáng luôn nhá. Và pha của nó rất là rọi này. Đấy. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này, pha rất là rọi luôn. Thân của nó bằng nhôm như này, hàng của Nhật này, made in Japan này. 140.000 nhá. Đây, pha của nó này. Đấy, ban ngày mà còn rọi này là các bác biết rồi nhá. Rất là sướng luôn. Đó. Giá thì chỉ có 140k thôi. Lên mã giúp em là đèn VIP nhá, có cáp sạc luôn. Có cáp sạc đầy đủ, về nhà các bác chỉ việc dùng thôi, không phải lan tăn gì cả. Đèn VIP giá sẽ là 140.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn VIP nhá. Đó. Đèn VIP này. Đèn VIP 140k cho một con đèn VIP như này, 140.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips nhá. Con này dùng cực kỳ khỏe và bền bỉ luôn. Đấy, hàng thương hiệu Philips đây. Đấy, rất khỏe bền bỉ cho các bác luôn. Hả? Bóc đi. Đấy. Không, cứ bóc đi thôi. Đấy, hàng rất bền bỉ và đẹp luôn nhá. 130.000 cho một con máy sấy tóc Philips nha. Lên cho em là sấy tóc Philips, giá sẽ là 130.000. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop em lại cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một dòng ổ điện chống va đập các bác nhá. Đấy, ổ điện chống va đập. Đấy, thì các bác lên cho em là ổ điện chống va đập nhá. Đấy, đây sẽ là một con ổ điện cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác thì giá rất là tốt luôn. Đó, giá rất là tốt cho một cái ổ điện như này. Đấy, một ổ điện như này. Về nhà thì các bác xoáy cho em hai cái ốc này ra này, xoáy hai cái ốc này ra. Sau đó thì các bác bắt dây vào đây cho em xong. Đấy, đầu dây đầu riếc của nó cực kỳ là chắc chắn luôn, có đèn báo nhá, có quay đeo như này. Hàng này thì nó là hàng chống va đập. Đấy, các bác nghe cái tiếng em đập là các bác đã biết rồi nhá. Đấy. Thoải mái cho các bác đập luôn. Đấy. Đánh rơi đánh riếc các thứ các bác dùng thoải mái nhá, hàng ốp nhá. Đấy, nhựa của nó cực kỳ chắc chắn luôn và rất là bền bỉ ngon lành cho các bác luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là ổ B1 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ B1 này. Đấy, ổ B1 giá sẽ là 65k nhá, 65k cho một cái ổ điện B1 như này. 65.000 trong cái ổ điện B1 như này. Con này thì nó sẽ có 1 2 3 chân cắm nhá, và có một cái chân 3 chân như này để các bác dùng để cắm các cái dòng ổ điện khó này. Còn lại là nó sẽ là dòng 3 chân như này. Dòng này của nó thì các bác dùng để làm thợ làm nghề hoặc là chiến công trình thì rất là ok nhá, đập phá thoải mái luôn, không hề có một vết xước luôn nhá. Đấy, lên cho em là ổ B1 giá của nó sẽ là 65.000 nhá. 65.000 trong cái ổ B1 như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thì các bác lưu ý là bên em có cả một cái ổ điện vàng 5 chân nữa nhá. Đấy thì các bác lưu ý xem, lưu ý không lại bị nhầm lẫn, nó mất công nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chai dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc. Con này thì giá sẽ là 40k cho một chai dầu nóng Hàn Quốc như này. Đấy. Của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng kem trắng như này các bác này. Đấy, các bác bôi vào thì nó giúp cho làm nóng cơ thể này, rồi đánh tan các cái phần đau như là đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng đều là khỏi hết cho các bác luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn.
lên mã giúp cho em đó là dầu nóng Hàn Quốc nhá, hàng thì của Hàn Quốc đây, đau mỏi đốt sống lưng, đốt sống cổ, vai gáy này, rồi các cái khớp tay khớp chân này đều khỏi hết cho các bác luôn nhá. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn, chỉ có cho các bác là 40k cho một chai dầu nóng Hàn Quốc như này. Để các bác lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 40k nhá, 40.000 dầu nóng Hàn Quốc này. Đấy, lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá, dầu nóng Hàn Quốc nhá, hàng của Hàn Quốc, giá sẽ là 40k. Dòng này của nó thì thị phần của nó là bán chạy số 1 Hàn Quốc luôn. Và bên shop cũng bán rất là nhiều cái mã này rồi. Thì các bác yên tâm sử dụng, chất lượng thì khỏi phải bàn rồi. Dòng nó Hàn Quốc giá chỉ có 40k cho một lọ như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mã nước hoa này. Thì đầu tiên nó sẽ là một cái dòng nước hoa Dubai nhá. Đấy, nước hoa Dubai. Dòng này nó sẽ là dòng nước hoa chiết nhá. Đấy. Giá thì chỉ có 65.000 cho một hộp như này thôi, bao gồm 5 lọ luôn. 1 2 3 4 5. 5 lọ nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, nam nữ đều dùng được hết nhá. Dòng này là nước hoa chiết, nó chỉ to bằng ngón tay cái này thôi. Đấy, nhưng mà nó rất là thơm các bạn, rất là thơm. Thì các bác có thể lăn ở các cái vị trí mà mình muốn sức nhá. Đấy, thì rất là tiện ích luôn. Đấy, mỗi lần đi thì các bác dùng cho em một mùi hương nhá, rất là đẹp, rất tuyệt vời và rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai này, made in Dubai nhá. Giá sẽ là 65k cho một hộp nước hoa Dubai như này. 65.000 cho một hộp bao gồm 5 chai. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, 65.000 cho hộp 5 chai như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ba nước hoa nhá. Đấy, các bác lên cho em là bộ ba nước hoa. Đấy, bộ ba nước hoa thì dòng này nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho anh em luôn. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy, rất chất lượng cho anh em luôn. Bộ ba nước hoa 150.000. Đợt trước bên em đang bán 150.000, đợt này về cho các bác cái giá tốt luôn nhá. Chỉ có 130.000 thì cái bộ ba nước hoa như này. Bao gồm cho các bác là 3 chai và mỗi chai này của nó thì dung tích của nó sẽ là 30ml các bác nhá. 30ml, 3 chai với 3 mùi hương khác nhau. Mùi hương thì cực kỳ là dịu nhẹ. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu thôi nhá. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Các bác có thể mua để làm quà mùng 8 tháng 3 này, hoặc là mua để dùng cho cả nam cả nữ đều được nhá. Đấy, dùng quà cho chị em hoặc là mua cho cả nam cả nữ đều được nhá. Đấy, các bác lên cho em là bộ ba nước hoa. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy. Lên cho em là bộ ba nước hoa nhá. Đấy. Bộ ba nước hoa. Bộ ba nước hoa bên em đang bán là 150k nhá. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 130k thôi. 130.000 thì cái bộ ba nước hoa như này. Lên mã giúp cho em đó là bộ ba nước hoa nhá. Giá chỉ có 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là kia bàn chải của Hàn Quốc nhá. Đấy. Thì một hộp này sẽ là 30 chiếc và bên shop sẽ bán cho các bác với giá đó là 110.000. Đấy, 110.000 cho một hộp như này. Đấy, 110.000 cho một hộp như này. Thì hôm nay bên shop sẽ xả cho các bác giá chỉ còn 100k cho một hộp 30 chiếc này thôi nhá. 100.000 cho một hộp 30 chiếc như này. Đấy, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy, có đầy đủ màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu vàng. Bàn chải thì của Hàn Quốc nhá. Đây, Korea có này. Nó bán cho các siêu thị Việt Nam mình là 36.000 đồng nhá. 36.000 đồng. Đấy, Korea đây các bác này. Đấy, Korea Hàn Quốc nhá. Đó. Thì bên shop sẽ bán theo combo cho các bác, giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Bán theo combo cho các bác, đợt này bên shop về cho các bác giá rất là tốt luôn nhá. Đấy. Mua 4 cái thì sẽ là bằng 20k này. Đấy. 10 cái thì sẽ là bằng 40k và mua cả hộp như này là 30 chiếc nhá. 30 chiếc này. Đấy, 30 cái, giá chỉ còn lại là 100.000 thôi. 100.000. Đấy, 100.000 cho 30 cái bàn chải, 30 cái bàn chải này. Mua về dùng quanh năm ngày tháng luôn nhá. 100.000 cho 30 cái bàn chải như này. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng sản phẩm cực kỳ là tiện ích cho các bác nam giới nhà mình. Đấy. Các bác nam thì dùng cái này rất là nhiều, đặc biệt là bác nào nhiều râu nhá. Đấy. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi nhá. Có lô em về thì là 36 lưỡi và thấp nhất nó sẽ có cho các bác là 30 lưỡi kép này. 30 lưỡi kép như này nhá. Kèm thêm cho các bác là một cái bàn cạo và một lọ kem như này. Và giá thì chỉ có cho các bác cực kỳ là hạt rẻ luôn. Chỉ có 60.000 thôi, chỉ có 60.000 cho một combo như này, bao gồm cho các bác là 30 lưỡi kép, tha hồ cạo râu cho các bác luôn, cạo quanh năm ngày tháng luôn, một lọ kem và một bàn cạo như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, giá bên shop tri ân khách hàng gửi tới các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn, chỉ có cho các bác là 30 lưỡi kèm thêm bộ sản phẩm như này, giá chỉ có 60.000 thôi nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem nhá. Các bác lên cho em là bộ lưỡi kem, giá sẽ là 60k cho một cái bộ lưỡi kem như này. Giá cực kỳ là hạt rẻ, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem này. Đấy, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem nhá. Đấy, lên cho em là bộ lưỡi kem. Giá của nó sẽ là 60k cho một cái bộ lưỡi kem như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái hũ gia vị nhá. Hũ gia vị.
thì giá sẽ là 15.000 trong hũ gia vị như này. Cái này rất là tiện các bạn. Đấy thì các bác dùng rất đơn giản thôi. Về nhà các bác đậy cái nắp này vào cho em này. Đấy, sau đó thì mình dùng như này. Đấy, nắp của nó đây. Đấy thì ví dụ như các bác đựng muối, mắm, mì chính, hạt tiêu, hạt điều rồi các loại hạt ngũ cốc các thứ. Đấy các bác đựng vào đây, rất là tiện. Có thì cho các bác xúc luôn. Đó. Giá thì chỉ có 15 cành thôi nhá. 15 cành cho một cái hũ gia vị như này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là hũ gia vị, giá sẽ là 15k. Đó. Hũ gia vị nhá, hũ gia vị này. Đó. Hũ gia vị giá sẽ là 15k cho một cái hũ gia vị như này. 15.000, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm của Đức, đó là đầu tiên nó sẽ là bộ thìa Đức này. Bộ thìa Đức một hộp này bao gồm cho các bác là 5 chiếc nhá. Một hộp này bao gồm cho các bác là 5 chiếc luôn. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng 5 chiếc thìa đẹp như này. Một hộp 5 chiếc thìa đẹp như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 nhá. Đấy 55.000 cho một hộp 5 chiếc thìa đẹp như này các bác này. Đấy 55.000. Đó tính ra vào chỉ có 5 chiếc thìa như này mà 55.000, tính ra vào chỉ có hơn 10.000 một chút thôi là các bác đã có một cái thìa đẹp như này rồi. Hàng của thương hiệu Winling hay người của Đức, tha hồ thoải mái bác sử dụng luôn. Hàng đẹp chất lượng. Đấy, vừa phải và giá thì rất là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thìa Đức nhá. Đấy, thìa Đức giá của nó sẽ là 55k. 55k cho một cái bộ thìa Đức này nhá. 55.000 cho một cái bộ hộp thìa Đức như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái hộp đũa nhá. Đây. Hộp đũa này thì nó sẽ một combo cho các bác bao gồm là 5 đôi, 1 2 3 4 5 đôi, 5 đôi đũa như này giá chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho 5 đôi đũa như này các bác nhá. Đấy, 60.000 cho 5 đôi đũa như này. Hàng cũng của thương hiệu Winling hay người của Đức này. Đấy, Su 304 nhá, Su 304. 60.000 cho một hộp 5 đôi đũa inox như này. Các bác dùng nó cũng rất là tiện để các bác dùng ăn cơm ăn nước này. Đấy, nó không bị nấm mốc, không bị các cái gọi là vi khuẩn xâm nhập nhá. Lên cho em là đũa inox nhá. Đấy, đũa inox giá thì sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái hộp đũa inox như này, 60.000 cho bao gồm 5 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác các dòng sản phẩm đó là cái bộ nam khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, nam khay inox siêu mỏng. Bộ này thì giá chỉ có 60k thôi. Hàng cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 cái khay inox luôn, 5 khay inox nhá. Đấy thì nó sẽ là khay nào vào nắp đấy luôn, khay nào vào nắp đấy nhá, rất là tiện dụng luôn. Có khay có nắp cho bác luôn. Đó và khi các bác không sử dụng nữa thì mình xếp vào nó rất là gọn này, xếp vào rất là gọn này. Các bác có thể mang đồ ăn đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch hoặc là sử dụng đồ ăn mình bỏ vào tủ lạnh cũng rất là ok luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ 5 khay inox siêu mỏng này, bộ 5 khay này. Đó, 5 khay inox nhá. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng. 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 60k nhá, 60.000. 60.000 cho cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này, rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thải miếng dán thải độc chân nhá. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng dán thải độc chân như này, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, các bác dùng mình dán lên các cái gan bàn chân cho em. Đấy, dán lên gan bàn chân thì mình giúp cho các bác là chống đau mức đau nhức đau mỏi chân, dùng nó rất là tốt luôn. Đấy, đây thì em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Có các bác anh chị nào như em không ạ? Do tính chất công việc phải đứng và đi lại nhiều, dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trong kinh nha mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó, giá thì chỉ có 40k thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, dán thải độc chân này. Các bác lưu ý không lại nhầm miếng dán ngải cứu nhá. Đây là miếng dán thải độc chân. Giá sẽ là 40k cho một hộp này, 50 miếng chỉ bằng một bát phở thôi. Các bác nên sử dụng rất tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Đấy, kéo hộp đỏ đây nó sẽ là một cái kéo rất là đa di năng cho bác luôn. Thì các bác có thể dùng để mình cắt cây, cắt cành rồi tỉa cây, tỉa cành làm vườn nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 nhá. 150k cho một em kéo hộp đỏ như này. Con này thì hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây, thân kéo thì ốp gỗ nhá, thân kéo bằng ốp gỗ hết này và hàng liền thân này. Đấy, hàng gia công cực kỳ là tỉ mẩn và chắc chắn cho các bác luôn. Cắt thì rất là ngon luôn các này. Đấy, cắt rất là ngon luôn các bác thấy không? Đây, cắt rất là bén luôn nhá. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đó, made in Japan.
đó, chữ triện của Nhật luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Lên mã giúp cho em đó là kéo hộp đỏ này, nó đựng trong một cái hộp đỏ như này. Đấy, thế nên bên em lên tên nó là kéo hộp đỏ luôn. Giá chỉ có 150.000 thôi nhá. 150k cho một con kéo hộp đỏ như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Lên cho em là kéo hộp đỏ này, kéo hộp đỏ nhá. Hộp đỏ giá sẽ là 150k. 150.000 cho em kéo hộp đỏ như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên em lại cập nhật các mã hàng đồ kim khí rất là đẹp để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy thì vít cân ký bên shop lại về nhá. Rồi thước rút từ hãm này, đấy, thước rút từ hãm hàng nội địa của Nhật lại về số lượng cho anh em và các bác luôn. Rồi kìm đa năng, đá cắt các thứ lại về đầy shop để phục vụ anh em nhé. Anh em xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên vẫn là vít cân ký anh em. Đấy thì đây là các cái loại vít của bên em này. Thì bên em khi mà bên em gửi cho các bác thì sẽ là đầy đủ cho các bác luôn, to nhỏ lớn bé mẹ con, dẹt múi đều đủ cả cho các bác nhá. Đấy, cơ bản nó sẽ là như này các bác này. Đấy, cơ bản nó sẽ là như này để cho các bác lựa chọn này. Đấy, thì bên em sẽ gửi theo combo. Đấy, thì một mớ của nó bên em sẽ bán theo cân. Đấy, một cân của nó thì vào khoảng từ 7 đến 10 chiếc nhá. Đấy, một cân của nó thì khoảng từ 7 đến 10 chiếc các bác. Đấy, đây một cân của nó đây này. Đấy, một cân của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, một cân của nó đây, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đấy, đây các bác, một cân của nó này. Đấy, từ 7 đến 10 cái nhá, hàng vít bãi Nhật cực kỳ là đẹp cho anh em luôn. Đó, từ 7 đến 10 chiếc cho anh em. Đó, rất là nhiều luôn. Thì bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên thôi các bác nhé. Có những cái nó sẽ thi thoảng có những cái đơn thì nó sẽ có những cái to này thì các bác thông cảm thôi, tại vì là hàng bãi thì các bác thông cảm, tại vì nó sẽ có những cái to cái nhỏ nhưng mà đầy đủ combo cho các bác luôn. Một cân như này. Đấy, một cân này thì giá chỉ có 110.000 thôi. 110.000 cho một cân như này các bác nhé. Đấy, 110.000 cho một cân như này, to nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy, 110.000 cho một cân như này. Đây, một cân như các bác này. Đấy, sẽ có cái to cái nhỏ, cái lớn cái bé, cái mẹ cái con. Đấy, tại vì các bác thông cảm, tại vì là hàng cân ký thì không thể tránh khỏi được các bác nhá. Đấy, hàng cân ký thì cũng không thể tránh khỏi được đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vít cân ký nhá. Đấy, vít cân ký. Các bác lên cho em đó là vít cân nhá. Đấy, vít cân này đó, vít cân thì một cân của nó 1 kg sẽ là 110k nhá. 110.000 cho 1 kg. Và các bác mua 0.5 kg thì giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000. Đấy, 60.000 cho nửa cân và một cân là 110.000 nhá. Một cân là 110.000, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đấy, thì hàng như trên video em đã gửi tới các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là đá cắt sắt inox nhá. Đấy, đây. Các bác lên cho em là lưỡi cắt sắt inox. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 100 lưỡi nhá. Một hộp này là 100 lưỡi. Hàng thì của thương hiệu Guda của Nhật này. Đấy, hàng thương hiệu Guda của Nhật đây. Đấy, hàng thương hiệu Guda của Nhật. Dòng này thì nó sẽ là một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng mà cái giá thì bên shop cũng đang phân phối gửi tới quý các bác anh chị, cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy, đây là cái thông số của nó các bác này, thông số của nó này. Đấy. 107 nhân với lại 1.2 nhân với 16 mm nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Guda nhá. Đây các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, hàng này thì mên lưỡi rất là dày nhá. Mên lưỡi rất là dày thì khi mà các bác sử dụng thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó, mên lưỡi rất là dày, khi các bác sử dụng thì không lo bị gọi là vỡ, và vỡ thì nó cũng không sợ bị nó bắn vào mặt nha, tại vì cái mên lưỡi nó dày thì vỡ nó chỉ mủn nó thôi. Đó, cho nên các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn. Hàng thương hiệu Guda, 107 x 1.2 x với lại 16 mm nhá. Con này thì các bác lên giá giúp cho em đó là lưỡi cắt sắt inox nhá. Lưỡi cắt sắt inox thì bên shop sẽ bán theo combo. Đấy, bên shop sẽ bán theo combo từ 5 cái trở lên. 5 cái là bằng 35.000 nhá. Đấy, 5 cái. 5 cái là 35k. Đấy, 5 cái 35.000. Bên em bán thấp nhất là 5 lưỡi là 35.000 nhá. Đấy. Còn một cái vỉ này của nó này.
Đấy, một cái vỉ này của nó là một vỉ này của nó là 25 lưỡi này, 25 lưỡi thì sẽ là 130.000, 25 lưỡi là 130k nhá, 130k. Đó. Còn các bác mua 100 lưỡi, 100 lưỡi thì mua 50 lưỡi, 100 thì sẽ là 380 nhá, 380k. 100 lưỡi là 380.000, còn mua 50 lưỡi thì sẽ là 230.000, 230.000. Đó. 50 lưỡi thì sẽ là 230.000. Đấy, 100 lưỡi thì sẽ là 380.000, còn 25 lưỡi là 130. Đấy, thì nếu như các bác mua 2 dây như này, 2 dây như này là 50 lưỡi này. 2 dây này là 50 lưỡi thì sẽ là 230.000 nhá. 50 lưỡi thì sẽ là bằng 230k. Đó, và bao ship cho các bác luôn. Còn mua một vỉ như này thì sẽ là 25 lưỡi là 130.000 nhá, 130.000. Và bán lẻ thì bên em bán từ 5 lưỡi trở lên. Đấy, không bán dưới 5 lưỡi nhá. Còn các bác mua cả hộp như này, cả hộp như này là 100 lưỡi này. Đấy, 100 lưỡi. Giá thì sẽ là 380k nhá, 380.000 cho 100 lưỡi. Đấy. Dòng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây, chất lượng nhá. Mền lưỡi dày cắt cực là ngon luôn. Đá thì nó sẽ chia ra làm 3 phân khúc nhá. Đá đỏ này, đá vàng này và đá xanh. Đá xanh là rẻ nhất và đá đỏ là đắt nhất các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là cái dòng thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước rút tự hãm thì bên shop lại về số lượng cho các bác. Nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. 5m, 7m rưỡi và 10m. Đấy, 5m, 7m rưỡi và 10m. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. 5m, 7m rưỡi và 10m này. Đấy. Đây, đây cái này là 10m này. Cái này là 7m rưỡi này. Và cái này là 5m này. Đấy, và cái này là 5m này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước rút tự hãm nhá. Hàng nội địa của Nhật này, Japan qua này. Đấy. Dòng này ưu điểm của nó là nó thiết kế rất là thông minh luôn. Đấy, người Nhật người ta thiết kế cái gì nó cũng rất là thông minh. Đấy, rút ra nó tự hãm, còn các bác thả này nó lại vào này. Đấy, rút ra nó tự hãm này. Thì khi mình đo đạc nó rất là tiện nhá. Đấy, đo đạc rất là tiện luôn. Bản lưỡi thì rất là to nhá. Đấy. Đấy, các bác cứ xả này là nó vào này, rất là tiện nhá. Thì khi mà các bác sử dụng nó tiện lắm. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, rút ra nó vào này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là theo từng loại thôi nhé, theo từng loại cho các bác luôn. Đấy, theo từng loại cho các bác luôn. Đó, giá rất là tốt cho các bác luôn. Thì nó sẽ có theo loại như sau. 5m này, 5m thì sẽ là bằng 40k này. Đấy, 5m bằng 40.000. 5m là 40.000 nhá. Đấy, 7,5m này, 7,5m thì sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy, và 10m thì sẽ là 60k. Đấy, giá rất hợp lý này. Chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Đấy, 5m là 40.000, 7m rưỡi là 50.000 và 10m là 60.000 nhá. Đấy, đây, 5m này. Đấy, con 5m các bác nhá. Đấy, con 5m này. Đấy. 5m này sẽ là 40.000 nhá, 40.000 này. 7m rưỡi này sẽ là 50.000 này. 50.000 cho một cái thước rút như này. Đấy, các bác chả đi đâu mà mua được cái thước giá hợp lý này đâu. 10m này, giá chỉ có 60.000 cho cái thước 10m này thôi nhá, 60.000 nhá. Đấy, rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mẫu kìm đó là con này thì nó về thì nó sẽ là về ba màu như này, nhưng mà bên em lên tên nó thì sẽ là kìm đỏ nhá. Đấy. Về thì nó sẽ là về ba màu, nhưng mà bên em lên tên thì vẫn lên tên là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy. Thì ở đây nó sẽ ba màu như này, nhưng mà bên shop sẽ lên tên nó là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm đa năng rất là tiện luôn. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100k thôi. Đây thì nó sẽ là thép CRV, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây, chữ Nhật đây các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật, chữ Nhật hết nhá. Và ở đây nó sẽ có cho các bác là một là tuốt dây này, hai là bấm cốt này, ba là cắt dây này, bốn là xoắn ốc này, đấy, năm là vặn này. Đấy, và sáu là xoắn dây, buộc dây này, rất là tiện cho các bác luôn. Một con kìm đa năng, đấy, có tới 5-6 chức năng như này. Và lò xo chữ V nhá. Luôn luôn là trạng thái đẩy ra như này thì các bác dùng nó rất là sướng, không cần phải lấy tay để đẩy mà mình chỉ cần bóp vào này thôi, còn tự nó đẩy ra. Đó, và đây nó sẽ là một con kìm đa di năng cực kỳ tiện lợi cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Đấy, nó về ba màu nhưng bên em lên nó là kìm đỏ. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k thôi. 100k cho một con kìm đỏ như này nhá. Đấy. Đây, nó sẽ có ba màu như này, nhưng mà em lên tên thì tên nó là kìm đỏ. Và cái giá thì sẽ là 100.000 cho một chiếc như này. Khi bên em gửi thì sẽ là gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn. Đấy, gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn nhá. 100k trong chiếc này thôi. Con này thì siêu tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý các bác anh chị cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Đó. Thì các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các số hotline của bên em đây các bác nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship, và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng.
Hello chào các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đấy, đây là các cái số hotline của bên em đây. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu đồng hồ Rolex nhé. Đồng hồ Rolex thì đợt này bên shop về nó sẽ có hai mẫu mặt, một là mẫu mặt đen và hai là mẫu mặt vàng. Đấy. Đây, một mẫu mặt đen và mẫu mặt vàng như này. Giá thì chỉ có 300 cành cho một cái con đồng hồ như này thôi. Đấy, 300.000 thôi các bác nhé. Giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Đây, mẫu đồng hồ của thương hiệu Rolex này. Đồng hồ này thì 100% là chạy bằng pin hết các bác nhá. Chạy bằng pin hết đây các bác này. Đấy, chạy pin mà có lịch liếc đàng hoàng nhá, có lịch liếc đàng hoàng, chạy bằng pin. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hết pin thì mình ra cửa hàng mình thay pin cho em, nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, không có cái gì phức tạp cả. Đây, các bác này. Đấy, đây. Hai con nhá, một con mặt đen và một con mặt vàng nhá. Các bác có thể mua cả đôi về để mình dùng dần hoặc là các bác có thể tùy theo cái nhu cầu, mục đích và mong muốn của mình có thể dùng một trong hai con này. Đấy, nó sẽ là đồng hồ Rolex. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300.000 trong con đồng hồ Rolex như này. Đấy, chỉ có 300.000 thôi. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy. 300.000 trong con đồng hồ Rolex như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex, giá sẽ là 300.000 nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex này, đồng hồ Rolex. Rolex giá sẽ là 300.000. 300k bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã đồng hồ đó là đồng hồ Longines nhá. Đấy, Longines thì bên shop cũng về nó có hai mẫu, mẫu mặt đen và mặt trắng này. Đấy, mặt đen và mặt trắng. Longines thì sẽ là 250.000. 250.000 trên cái mã đồng, còn cái mã còn cái nào mang nốt ra đây cho. Đấy, mẫu đồng hồ Longines này. Đấy. 250.000 nhá, 250.000 cho mẫu đồng hồ Longines như này. Nó sẽ có cho các bác là mặt đen và có cho các bác là mặt đen và mặt trắng này các bác nhá. Đấy, mặt đen mặt trắng như này. Đấy, nó sẽ có hai mẫu thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, mặt đen và mặt trắng như này. Con này thì sẽ là 250.000, đồng hồ Longines của Nhật các bác này. Đấy, Longines của Nhật. Đây. Đấy, đồng hồ Longines đây. Thương hiệu Longines các bác này. Đó, Longines đây. Rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, Longines đi các bác này. Một. Đấy. Rất chất lượng cho bác luôn, cái giá thì cực kỳ là tốt rồi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Longines nhá. Đồng hồ Longines. Đấy. Cái con mặt đen này thì có kim dây này, còn cái con mặt trắng này là không có kim dây nhá. Đấy, không có kim dây đâu. Đó thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Đó. Đây. Đấy. Giá thì chỉ có 250.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Longines nhá. Đồng hồ Longines. Giá sẽ là 250.000. Đó, 250.000 cho một em đồng hồ Longines như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Longines này. Đấy. Longines giá sẽ là 250.000. 250.000 cho con đồng hồ Longines. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con cốc gạt tàn các bác nhá. Đấy, cốc gạt tàn đây. Con này các bác chuyên dùng để gạt tàn thuốc cho em, rất là đẹp luôn. Đó, chuyên dùng để gạt tàn thuốc thì con này chấm hết luôn. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi nhá. Giá rất là ưu đãi cho các bác luôn. Một cái con gạt tàn thuốc như này, giá chỉ có cho các bác là 190.000 thôi. 190.000 nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là cốc gạt tàn nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là cốc gạt tàn nhá. Con này sẽ là 190.000, chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá. Đấy, hợp kim mạ đồng, cực kỳ dày dẫn chắc chắn và đẹp cho các bác luôn. Đó. Đây, hợp kim mạ đồng nhá. Đường nét các thứ rất là đẹp luôn, sắc nét. Giá thì chỉ có 190.000 thôi. Lên cho em là cốc gạt tàn nhá. 190.000 cho em cốc gạt tàn như này. 190.000 thôi nhá. 190.000 cho em cốc gạt tàn như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình trà to nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình trà 4 lạng này. Đấy, bình trà đồng 4 lạng này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn các bác luôn. Đó, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Bằng hợp kim mạ đồng rất đẹp cho các bác luôn. Sáng bóng đẹp. Đấy. Giá thì sẽ là 290.000 nhá. 290.000. Đấy, lên cho em là bình trà đồng 4 lạng này. Bình trà 4 lạng. Đấy, bình trà đồng 4 lạng giá sẽ là 290.000 và bao ship tại nhà cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ là bằng hợp kim mạ đồng, có tới khoảng 20% đồng ở đây. Thì các bác yên tâm sử dụng, bao bền bao đẹp, giữ màu cho các bác luôn. Đấy, tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc chuyên trị viêm xoang viêm mũi nhá. Đấy. Viêm xoang viêm mũi rồi dị ứng rồi kích ứng mũi các thứ, các bác dùng con này cho em rất là tiện. Con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Chuyên xoang mũi, đau mũi, dị ứng, kích ứng mũi. Đấy, các bác chỉ cần là mở nắp ra cho em này, sau đó thì mình xịt vào cái xoang mũi của mình này. Đấy, nó sẽ là dòng xương mảnh như này, các bác cứ xịt vào. Đấy, giúp cho các bác là rất là tốt luôn.
Đấy, các bác xịt thẳng lên khoang mũi của mình. Đấy, rất là tiện, giúp cho các bác là chống viêm mũi, đau mũi, dị ứng, kích ứng mũi. Bác nào bị lâu năm, bị bệnh xoang, bị viêm mũi lâu năm thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, thì từ 1 đến 2 lọ là mình sẽ khỏi cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là xịt xoang mũi nhá, xịt xoang mũi này. Đó, xịt xoang mũi, giá thì sẽ là 45k nhá, 45k cho một chai xịt xoang mũi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái sản phẩm kéo bếp này. Đấy, kéo bếp thì đây nó sẽ là cái con kéo bếp vàng. Con này thì chỉ có 35.000 thôi, 35.000 nhá. Đấy, 35.000 cho con kéo bếp vàng như này. Hàng nội địa của Nhật nhá. Đây, Japan con này, thép SK5 này, kéo bếp vàng, hàng nội địa của Nhật. Con này thì giá của nó sẽ là 35.000 cho con kéo bếp vàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái con kéo cao cấp hơn một chút, đó là kéo khui bia nhá. Đấy, con này thì các bác lên xem là kéo khui bia. Con này thì sẽ là 75.000 cho một con kéo khui bia như này các bác này, 75.000 đây. Đấy, Japan này, thép SK5 này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có phần khuyết để các bác cắt gà, cắt cá này. Tiếp theo là cái phần này để các bác khui bia này. Đấy, khui bia mở nắp chai này, rồi kẹp cua ghẹ này. Đây, kẹp cua ghẹ ở đây, mở nắp chai ở đây. Rất là tiện luôn. Con này thì đa di năng luôn nhá, dùng rất là tiện ích luôn và kéo cực kỳ là sắc bén luôn nhá. Rất là bén luôn con này. Đấy, rất bén luôn. Đó, kéo rất bén nhá. Cắt gà, cắt cá này, làm vảy cá này. Đây có cái phần răng cưa này các bác, đánh vảy cá rất là ngon luôn nhá. Đánh vảy cá mở nắp chai to dày dẫn chắc chắn này. To dày dẫn chắc chắn gấp đôi luôn. Con này thì các bác lên cho em là kéo bếp vàng giá 35.000 nhá. Còn con này các bác lên mã giúp cho em đó là kéo khui bia, giá sẽ là 75.000 cho con kéo khui bia như này nhá. 75.000 cho con kéo khui bia như này. Đấy, thì rất là tiện ích, các bác muốn dùng con nào thì dùng. Đấy, tiền nào thì của đấy thôi. Nếu muốn dùng nặng hơn thì mình dùng cái con to, con khui bia, còn dùng nhẹ nhàng bác ở bếp thì dùng con bé cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn cầm tay nhá. Con này sẽ là 100.000 ông nội à. 100.000 cho con đèn cầm tay này các bác này. Đấy, ở đây nó sẽ là có một đèn như này. Tiếp theo là hai đèn bên hông và một đèn pha dọi này. Đèn pha này cũng rất là dọi luôn, điểm sáng của nó rất là lớn nhá. Và có cả cổng sạc vào sạc ra và có cả tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Đây, có một tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, có cả cổng sạc vào sạc ra ở đây. Đấy, rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đây, các bác chỉ cần mở cái nắp ra cho em này. Đấy, cổng sạc vào sạc ra này, có báo pin cho các bác luôn này. Đó, rất tiện ích luôn. Đây. Đấy, cầm tay rất là tiện nhá. Đấy, hoặc các bác có thể để trực tiếp dưới đất này, dưới nền này để mình ăn cơm ăn nước nhá, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100k cho cái đèn cầm tay như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay. Đấy, đèn cầm tay này. Đèn cầm tay giá của nó sẽ là 100k cho một em nhá. 100.000 cho em đèn cầm tay như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bóng tròn nhá. Bóng tròn đây, giá sẽ là 80.000. Đây nó sẽ là một cái con bóng tròn có tích điện, có điều khiển cho các bác luôn. Có tích điện, có điều khiển nhá. Công suất mặc định của nhà máy là 120W này. Rất sáng luôn nhá. Và có tấm pin năng lượng mặt trời. Các bác cứ treo ở ngoài này thôi, treo ngoài sáng này. Lúc nào các bác bật thì dùng điều khiển cho em, có chế độ hẹn giờ này. Đấy, hẹn giờ on up đầy đủ cho bác luôn, hoặc auto này. Auto là tự động nhá. Đấy, thì ban ngày thì nó sẽ tự tắt và ban đêm nó sẽ tự sáng nhá. Có chế độ cảnh báo SOS các thứ đàng hoàng. Cái này các bác dùng để treo lên trước cửa mình, hoặc là khi mình ăn cơm ăn nước mình treo lên nó rất là tiện. Đấy. Nói chung là con này thì sử dụng là tính ứng dụng của nó rất là cao. Và cái giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 80k cho cái con bóng tròn như này thôi. Lên mã cho em là bóng tròn 80.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác một con đèn hộp nhôm nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn hộp nhôm. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái đèn hộp nhôm như này. Đấy, đèn hộp nhôm 100.000 đựng trong cái hộp như này. Có dây sạc, dây đeo cho các bác để tránh rơi này. Có nam châm hít này. Đấy, rồi có cả bật lửa cho các bác luôn. Có bật lửa nhá. Đầu tiên là chức năng là đèn này. Đấy, đèn thì siêu sáng rồi. Đấy, con này thì đèn thì rất là sáng các bạn. Sáng chói chang luôn. Đấy, con này. Đấy, rất sáng nhá. Có chế độ ánh sáng trắng, sáng vàng, rồi nhấp nháy cảnh báo. Các bác có thể dùng để mình đi ô tô này. Đấy, đi các cái phương tiện thì mình dùng cũng rất là tiện luôn. Đó. Ví dụ đi ô tô mà mình cần phải xe nó có vấn đề trục trặc, các bác cần cảnh báo, các bác treo cái này lên hoặc để lên chốc nóc ô tô nhá. Đấy, lúc mình dừng đỗ mình để lên cho em. Rất là tiện luôn. Đó, hoặc đi xe máy miếc. Có nam châm hít nhá. Và có bật lửa luôn, các bác giữ lì cái này cho em là cái bật lửa nó sẽ lên này. Đấy, đèn lên là bật lửa lên này. Đấy, lửa cháy đỏ lừ các bác này. Đấy. Và giữ lì cho em là nó lại tắt nhá. Giữ lì cho em là nó tắt này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 100k thôi. Có quai đeo các thứ đàng hoàng, đầy đủ các cái phụ kiện cho các bác đi kèm luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn hộp nhôm nhá. Đèn hộp nhôm. Đấy, đèn hộp nhôm giá sẽ là 100 cành. 100 cành cho con đèn hộp nhôm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái đồng hồ T8 nhá. 170.000 cho em đồng hồ T8 như này.
Dây của nó thì bằng dây da rất xịn sò luôn, có một đế sạc và một con đồng hồ. Con này khung xương của nó là bằng hợp kim hết nhá, khung xương bằng hợp kim hết. Về nhà các bác sạc thì đặt nó vào cái đốc sạc này cho em này. Đấy, đặt kết nối vào đốc sạc này cho em này. Đấy, sau đó thì mình cắm vào cái củ sạc điện thoại là xong. Con này thì có chức năng là đo nhịp tim, đo huyết áp, rồi đo bước chạy, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đấy, về nhà thì các bác bật nguồn lên cho em. Nếu mà bật nguồn mà không lên thì nó đang hết pin. Hàng vận chuyển từ nước ngoài về thì nó hay hết pin lắm. Thì các bác về các bác sạc pin cho em nhá. Đấy, nhưng con này lại hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em là xong. Đó, và mình dùng thôi. Con này thì bên em bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Đấy, có lỗi lầm gì các bác cứ gửi về bên em sẽ chịu trách nhiệm đổi mới cho các bác yên tâm. Lên mã cho em là đồng hồ T8 nhá. Đồng hồ T8 này, giá sẽ là 170.000 nhá. 170.000 thôi. Cho con đồng hồ T8 như này. Dòng này của nó thì nó hay bị hết pin đấy, nó hết pin mất rồi. Thì về nhà các bác sử dụng thì các bác sạc pin vào cho em thôi. Đó. Con này thì nó sẽ là một cái dòng rất là đa di năng luôn. Đấy, rất là đa di năng, tiện dụng cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình, nó rất là tiện các bạn. Đấy. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, đa số là hết pin hết rồi thì về nhà các bác sạc pin vào cho em là ok thôi. Đồng hồ T8. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái băng gâu nhá. Các bác lên cho em là băng gâu, một bịch này 100 cái luôn. Giá chỉ có 20.000 thôi. 20.000 cho một bịch 100 cái như này, to nhỏ lớn bé mẹ con. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện các bạn. Đấy, tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé, có cả hình tròn nhất cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ cần bóc con này cho em này. Bóc ra này, sau đó thì các bác đấy, các bác đặt cái miếng băng gâu này vào. Đấy, nó sẽ có miếng dán này. Đấy, cái này nó cái độ bám dính của nó rất là tốt nhá. Độ bám dính của nó rất là tốt này. Đấy. Các bác chỉ cần đặt vào này cho em là xong này. Đấy, đặt vào này cho em là xong. Đó. Lên mã giúp cho em là băng gâu nhá. Bên em bán theo combo cả hộp này luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 100 chiếc nhá. 100 chiếc luôn. Mua một lần dùng cả đời luôn các bác nhá. Khỏi phải lăn tăn các bác ơi. Đấy, quấn rất là ngon luôn nhá. Đó, bám dính rất là tốt, rửa nước thoải mái luôn. Lên cho em là băng gâu nhá. Đấy, băng gâu giá sẽ là 20k thôi. 20k trên một hộp như này. 20.000 cho một hộp băng gâu này, rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hút dung dịch các bác nhá, hút dung dịch. Đấy, hay còn gọi là vòi bơm đấy. Đấy, hút dung dịch nhá. Con này thì giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái bộ hút dung dịch này, bao gồm một đầu vòi này, một dây này và hai cái đai như này để cho các bác sử dụng nhá. Giá thì chỉ có 30.000 thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Mang đây. Đây các bác này. Đấy, thì con này các bác dùng cái tính ứng dụng của nó rất là cao luôn. Đấy. Bơm hút rượu này, xăng, dầu, rồi chất lỏng các thứ rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 30.000 cho một cái bộ hút này thôi. Thì nó rất là tiện để cho các bác sử dụng, mình sử dụng lâu dài. Đấy, sử dụng lâu dài mình bơm hút thôi, để đấy, để bỏ ra đấy. Đấy, rất là tiện cho các bác luôn. 30.000 nhá, 30.000 cho cái bộ này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái hút bụi, máy hút bụi chạy bằng pin nhá, hút bụi chạy bằng pin này các bạn. Đấy, con này chạy cực kỳ là khỏe luôn. Hàng của thương hiệu Tamasio này, Tamasio Made in Japan con này. Đấy. Con này hút cực kỳ là khỏe luôn nhá. Ở đây thì nó sẽ có là cả hút cả thổi luôn. Các bác ứng dụng như này thì trực tiếp như này nó sẽ là hàng để hút này. Đấy, để hút con này. Hút rất là mạnh luôn. Còn thổi thì các bác chỉ cần là lắp cái đít vào đây cho em này. Lắp cái đít vào đây thì nó sẽ là thành thổi này. Đấy, thổi nhá. Đấy. Đây con này, đây thổi, nó thổi hơi con này. Đấy. Thổi hơi đây các bác này. Đấy, thấy không? Nó thổi hơi rất là khỏe luôn. Thì các bác có thể dùng để mình bơm phao, bơm bóng rồi đa di năng được luôn các bác này. Đấy. Thổi rất là khỏe nhá, rất đầy hơi. Đấy các bác thấy không? Rất đầy hơi luôn. Đó. Hút rất là mạnh nhá. Đấy, đây các bác này. Để em thử hút cái điện thoại này xem. Đấy, hút rất là mạnh luôn các bác này. Đấy, đây. Những cái biển này là hút hút một luôn các bác này. Đấy, đây các bác này. Đấy, thấy chưa? Đó. Hút rất là mạnh nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 mấy nhỉ? Hút bụi pin. Các bác lên mã cho em là hút bụi pin nhá. Đấy, hút bụi pin này. Hút bụi chạy bằng pin, giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho con hút bụi chạy bằng pin như này. Con này thì tính ứng dụng rất là cao và các bác dùng nó cũng rất là tiện ích luôn. 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn hai đầu nhá. Con này thì sẽ là 260.000, cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Sản phẩm khi các bác nhận được hàng sẽ bao gồm cho các bác là một cái cáp sạc và một đèn như này, một cáp sạc một đèn như này. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng Made in Japan này, Made in Japan. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu như này. Đấy, cái pha này là sẽ là đèn pha gần nhá. Tiếp theo là đến SOS cảnh báo này, tiếp theo là đến một cái đèn
Đây bên này thì nó sẽ có cho các bác là một cái đèn pha dọi này, một cái đèn pha dọi. Đấy, pha dọi thì con này rất là dọi luôn này các bác. Đấy, pha của nó rất là khủng luôn. Ban ngày mà như này là các bác biết rồi. Dọi xa của nó thì từ 800 đến 1200 mét, các bác dùng cực kỳ là đã luôn. Con này thì em đã có rất là nhiều video quay test thực tế rồi, và một con đèn LED bên hông này nữa nhá. Đó, để các bác sử dụng này. Hai đầu nhá, hai đầu và bằng cao su, chống va đập rất là tốt luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con đèn hai đầu như này. Giá của nó sẽ là một sản phẩm như này sẽ là 260k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn hai đầu nhá, đèn hai đầu. Giá sẽ là 260k cho con đèn hai đầu như này, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái đèn mang sông nhá. Con này thì cái dây vàng như giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 125.000. Đấy. Hả? 120.000 thôi, giá siêu tốt cho bác luôn. Ánh sáng của nó là ánh sáng vàng này, ánh sáng vàng rất là đẹp luôn, và màu của đèn thì nó sẽ là màu đỏ đậm như này, màu đỏ tươi này. Đấy, rất là đẹp nhá. Con này thì có điều chỉnh chiết áp cho bác luôn, có điều chỉnh chiết áp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Đấy, các bác có thể đeo lên như này và có cáp sạc cho bác luôn, có cáp sạc, có điều chỉnh chiết áp. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Bên em thì ship code toàn quốc nhá. Ship code toàn quốc cho các bác luôn. Đơn từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi, bán hàng rất là dễ tính thôi. Đó, lên đã giúp cho em đó là đèn mang sông. Đèn mang sông này. Đó, đèn mang sông giá sẽ là 120k cho em đèn mang sông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn năng lượng mặt trời ba cánh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Đấy, một con đèn chạy bằng pin năng lượng mặt trời này. Đấy. Và nó sẽ có ba cánh có điều khiển trực tiếp cho các bác làm hàng nhá. Đây. Đấy, rất sáng luôn con này, rất sáng luôn, và có thể điều chỉnh này, có thể điều chỉnh ngoắt nhéo xoay 360 độ các kiểu con này điều luôn, và rất là sáng nhá. Đấy, về nhà thì các bác cắm cái đầu sạc vào đây cho em này, đầu sạc năng lượng mặt trời cắm vào đây cho em, đó là nó sẽ tự sạc thôi, không tốn 1.000 tiền điện nào cả. Giá thì sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho con đèn năng lượng mặt trời như này. Con này thì rất là tiện ích luôn, đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy. Nói chung là các bác dùng con này thì khá là hợp lý đấy các bác, mình dùng để sử dụng trong các cái ngoài cổng, ngoài cửa hoặc các khu vực nào cần phải chiếu sáng thì các bác dùng con này cho em. Có điều khiển trực tiếp đàng hoàng nhá. Đấy, lên trên là đèn năng lượng mặt trời nhá. Đấy, đèn năng lượng ba cánh này, đèn năng lượng này. Đèn năng lượng này, năng lượng ba cánh nhá. Đèn năng lượng ba cánh giá sẽ là 180k nhá. 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một số cái mã bóng đèn này. Đấy. Một số cái mã bóng đèn đây. Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác đó là cái bóng đèn con này nó sẽ là đèn 4 cánh mini nhá. Đèn 4 cánh mini nó nhỏ thôi. Công suất của nó sẽ là, con này thì siêu tiết kiệm điện luôn. Công suất của nó sẽ là 12W các bác. Đấy, 12W, 4 cánh nhỏ gọn này. Đấy, 12W các bác có thể dùng để mình, công suất của nó sẽ là, con này là 28W các bạn. 28W nhưng mà nó phải sáng như kiểu là 560W các bạn. Rất là sáng luôn. Và nó lại rất là nhỏ gọn thì các bác có thể dùng đa di năng được luôn. Đây, đấy, em bật lên cho bác. Rất là sáng luôn. Nó sáng tương đương với quả 450W luôn các bạn. Đấy, mà chỉ có 28W thôi. Sáng chói chang luôn các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, rất là sáng luôn nhá. Và có thể gấp gọn như này thì các bác có thể dùng các cái khu vực vị trí nào thì tùy ý mình nhá. Đấy, công suất của nó sẽ là 28W, rất là sáng luôn. Đó, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? 4 cánh. 40.000 nhá. Các bác lên cho em là, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn 4 cánh mini nhá, đèn 4 cánh mini này. Đấy. Bóng 4 cánh mini, bóng đèn này, đấy, bóng đèn 4 cánh này, bỏ trong cái ba màu này, 4 cánh mini nhá, đấy, bóng cánh 4 cánh mini giá sẽ là 40k nhá, 40k cho cái quả 4 cánh mini như này, đó, tiếp theo thì, bỏ cả cái đèn học đây, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con bóng 3 màu nhá, con này là bao nhiêu nhỉ, 30.000 cho con bóng 3 màu như này, đấy, các bác có thể lắp ở đây này, sau đó thì mình bật này, đấy, màu đỏ này, đấy, màu trung tính này, màu trắng này, màu đỏ này, đó, ánh sáng đỏ, ánh sáng vàng, ánh sáng trung tính nhá, nó có 3 màu như này. Con này thì với là công suất là 12W nhá. Đấy, con này là công suất là 12W các bác này. Đấy, công suất này thì con này công suất của nó là 12W nhưng mà cũng rất là sáng luôn. Thì con này dùng cũng khá là tiện. Các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng ở cái khu vực nào mà cần chiếu sáng mà cần vừa phải ánh sáng thì rất là hợp lý luôn, ngoài cổng, ngoài cửa, và nó 3 màu như này thì dùng nó cũng rất là thích. Ví dụ như các bác muốn tăng cái độ ấm thì mình dùng cái màu vàng cho em. Đấy. Các bác lên cho em là bóng 3 màu nhá. Bóng 3 màu, giá của nó sẽ là 30.000 nhá, bóng 3 màu. Đó. Bóng 3 màu
giá của nó sẽ là 30k. Con này thì nó nhỏ thôi nhá, nó chỉ bằng hai ngón tay này thôi các bác này, bằng hai ngón tay như này nhá, bóng ba màu 30k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là đèn học chống cận nhá, đèn học chống cận đây nó sẽ là một con đèn học rất là tiện ích cho các bác luôn. Đó, công suất của nó thì nó sẽ là như con đèn như này. Đấy, và cũng khá là sáng nha, các bác có thể dùng để cho các em học bài này, đọc sách cái thứ rất là ok luôn, rất sáng các bác nhá. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. 100.000 cho con đèn học chống cận như này. Công suất của nó sẽ là 2W đến 10W nhá. Ánh sáng của nó là 4.000 đến 4.500K, là một cái dòng ánh sáng phổ thông, rất sáng luôn các bác này. Đấy. Và có cảm biến bật tắt nhá, có cảm biến bật tắt và có cả cái khay ở đây để các bác đựng bút vào đây, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận nhá. Đấy. Đèn học chống cận, giá của nó sẽ là 100k cho con 100k cho con đèn học chống cận như này, có cả cáp sạc cáp trước đầy đủ cho các bác luôn. Có dây cáp sạc các thứ đầy đủ về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, rất tiện ích cho các bác luôn. Đèn học chống cận. Đấy, lên cho em là đèn học chống cận này. Đèn học này. Đèn học chống cận, giá của nó sẽ là 100k nhé, 100k cho con đèn học chống cận như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái đèn bão quạt nhá. Đèn bão quạt, con này thì nó là vừa là đèn bão và vừa là có cả quạt luôn. Đấy, đề phòng khi mà mưa gió bão bùng này, có tấm pin sạc năng lượng mặt trời này, kéo lên phát sáng trưng luôn nhá. Đấy, và có cả quạt luôn. Quạt thì rất là mát các bạn. Đấy, quạt rất là mát luôn các bạn. Đấy. Các bác nghe tiếng gió nó kêu là các bác biết rồi. Và thời gian mát của nó thì từ 3 đến 5 tiếng. Thì nhà mình có người già hoặc trẻ em khi mất điện các bác dùng rất là ok. Hoặc là khi nào hết pin thì các bác có thể lắp thêm pin con thỏ vào đây nhá. Lắp thêm pin con thỏ nhỏ vào đây cho em. Đó. Mất 3 của pin con thỏ nhỏ nữa thì các bác có thể dùng tiếp được khi mà nó hết pin năng lượng, hết pin tích. Thì nói chung là nó rất là đa di năng cho các bác luôn. Một con đèn như này nhá. Đấy, có quai sách quai cầm đàng hoàng nhá. Có quai sách quai cầm như này rất là tiện. Và giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho con đèn bão quạt này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn bão quạt đây. Để này ăn cơm ăn nước rất là tiện. Có pin năng lượng mặt trời cho các bác luôn. Và con này nó sẽ có sẵn dây cáp sạc như này, về nhà các bác chỉ cần cắm sạc vào cho em là xong. Đấy, cắm sạc vào cho em là xong nhé, rất là tiện luôn. Đèn bão quạt, giá thì chỉ có cho bác là 100.000 cho một con đèn bão quạt như này thôi. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão quạt nhá, đèn bão này. Quạt giá sẽ là 100k nhá, 100k cho con đèn bão quạt như này. Con này cũng có sử dụng pin năng lượng mặt trời cho nên nó rất là tiện dụng cho các bác khi mà các bác sử dụng trong gia đình nhà mình. Đấy, rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi tưới cây tăng áp bằng đồng này. Đấy, đây nó sẽ là một đầu vòi và ba đầu kết nối như này. Giá thì chỉ có 50k thôi nhá, 50k. Đây là vòi tưới cây tăng áp bằng đồng. Đấy. Về nhà thì các bác có những cái đầu để các bác kết nối với nguồn nước này và nó sẽ chia ra là xịt thẳng này, xịt hoa sen và xịt tưới cây này. Đấy, rửa xe và các đầu kết nối như này nhá, rất tiện ích luôn. 50k cho cái vòi tưới cây như này. Nhà bác nào cũng có nguồn nước, cũng có đầu vòi để tưới tắm các thứ thì dùng nó rất là tiện. Rồi, ok. Hello chào các bác nhé, hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục cập nhật các mã hàng. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi, các bác cứ yên tâm mua hàng thôi. Rất đơn giản, chỉ có 200.000 trở lên đã bao ship cho các bác luôn. Đó, bên em ship code toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đây các số hotline của bên em này. Nay thì bên shop cập nhật một số mã hàng mới này. Đấy, bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu kéo của Nhật này. Đấy, mẫu này thì nó sẽ cao cấp hơn một chút nhá. Mẫu này cao cấp hơn một chút, đấy, hộp đựng các thứ đàng hoàng. Rất là đẹp luôn. Đó, đây. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy, đây các bác này. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này các bác này. Đấy, con này thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đầu có đai điếc đàng hoàng các bác này. Hàng nội địa của Nhật nhá. Con này là thép SK5 không gỉ. Các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, thức ăn đều ok hết nhá. Thép SK5 như này đó. Thì bên shop về cho các bác nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một mẫu kéo vàng thường và một mẫu kéo vàng dòng cao cấp đây. Đấy, thì có hai mẫu như này thì em sẽ lên cái này thì nó sẽ là kéo bếp vàng rồi. Con này thì em sẽ lên nó khác tên đi một chút. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là kéo khui bia nhá. Đấy, nó có cái chức năng là khui bia này. Đấy, khui bia này, cắt gà này và mở nắp chai này, kẹp cua ghẹ này, rồi đánh vảy cá này, rất là đa di năng luôn. Một con kéo cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Cắt thì cực kỳ là ngon luôn con này. Đấy, cắt rất là ngon luôn các theo. Đấy, cắt rất là ngon luôn. Đó, các cái dây bóng dài mỏng như này cắt được hết nhá. Rất là ngon cho các bác luôn này. Đấy thì hàng của Nhật đây, Japan các bác này. Đấy, thép SK5 không gì. Nó có cái chức năng khui bia ở đây cho nên là các bác lên cho em là kéo khui bia. Giá sẽ là 75k nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kéo khui bia, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn.
Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là kéo khui bia này. Kéo khui bia. Đấy, kéo khui bia giá của nó sẽ là 75k nhá. 75.000 cho một con kéo khui bia như này. Giá của nó sẽ là 75k. Con này thì dùng thì cực kỳ chất rồi các bác này. Đấy, cực kỳ chất cho các bác luôn. Thép SK50 gì nhá. 75.000 cho con kéo khui bia như này. Ngoài ra thì bên shop có cái con kéo này thì các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 35.000 cho một con kéo bếp vàng này thôi. Hàng này nó cũng là hàng của thương hiệu của Japan, của Nhật đây. Đấy, và thép SK50 gì nhá. Cái này thì các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng. Đấy, nó đựng trong một cái vỉ như này các bác này. Đấy. Lên cho em là kéo bếp vàng. Con này thì giá của nó sẽ là 35.000 nhá. Kéo bếp vàng này cũng đều là hàng của Nhật nhá. Đó. Kéo bếp vàng, giá của nó sẽ là 35k nhá. Đấy, con kéo bếp vàng này thì sẽ là 35k. Đó, 35k cho mỗi em kéo bếp vàng như này. Còn con này các bác lên cho em là kéo khui bia nhá. Đấy, kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 75.000 cho một con kéo khui bia như này. Giá sẽ là 75k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn các bác lên mã giúp cho em đó là đèn tròn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn tròn. Đấy, lên cho em là bóng tròn. Bóng tròn. Con này thì nó sẽ là một cái dòng có tích điện cho các bác luôn, có tích điện đây. Đấy, công suất mặc định của nhà sản xuất là 120W nhá, 120W và có tích điện các bạn. Đấy, có 3 chế độ sáng này, có chân sạc của các bác luôn. Các bác có thể dùng chân sạc này và có cả điều khiển luôn nhá. Điều khiển đây, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy thì một cái con đèn tròn như này, bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá, 80.000 trong cái đèn tròn như này thôi. Đấy, dung lượng pin của nó thì sẽ là 2.500 mAh này, 2.500 mAh. Hàng thì nó sẽ là một đèn như này. Con này thì có pin năng lượng mặt trời luôn. Đấy, có sạc năng lượng mặt trời các bác này. Đấy. Và công suất mặc định của nhà sản xuất là 120W luôn, rất sáng quá nhá, rất sáng. Đấy, có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu và có nhấp nháy nhá. Đấy. Nhấp nháy cảnh báo các bác này, rất là an toàn luôn, thì các bác có thể dùng thì mình sử dụng các cái công việc đều rất là tiện, đặc biệt là các bác đi ngoài đường này hoặc là sử dụng ở nhà ăn cơm ăn nước thì chỉ cần treo lên này cho em là xong. Đó, có sạc năng lượng mặt trời luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn tròn nhá. Đấy, đèn tròn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên mã giúp cho em là bóng tròn nhá. Bóng tròn. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Các bác lên cho em là bóng tròn này. Đó. Bóng tròn. Giá của nó sẽ là 80k cho một cái bóng tròn như này nhá. 80.000 cho một cái bóng tròn như này thôi. Đó, bóng tròn 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo đa năng có nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là keo đa năng này. Đấy, đây nó sẽ là một cái lọ keo đa năng xanh như này các bác nhá. Keo đa năng xanh như này. Con này thì được dán được mọi chất liệu trên mọi bề mặt luôn. Đấy, lên cho em là keo đa năng xanh. Keo đa năng xanh này. Đó. Keo đa năng xanh. Giá thì chỉ có cho các bác là 20k trên một típ như này thôi. 20.000 cho một típ như này và lấy từ 3 típ trở lên thì bên em sẽ tính cho các bác với giá là 50.000 nhá. 50.000 cho 3 típ keo như này. Con này thì rất là đa năng luôn. Các bác có thể dùng trên để gắn tất cả các chất liệu đều ok hết nhé. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Giới thiệu với các bác một lọ keo thay thế đinh vít. Chỉ cần mở ra và xịt lên những chỗ cần dán như này. Dính kim loại, dính gỗ, dính nhựa, thiết bị điện hay các đồ vật trong gia đình của các bác. Mà độ chắc về loại keo này thì không phải bàn nữa các bác ạ. Các bác bấm mua dưới góc trái màn hình nhá. Giới thiệu với các bác một lọ keo thay thế đinh vít. Chỉ cần mở ra và xịt lên những chỗ cần dán như này. Dính kim loại, dính gỗ, dính nhựa, thiết bị điện hay các đồ vật trong gia đình của các bác. Mà độ chắc về loại keo này thì không phải bàn nữa các bác ạ. Các bác bấm mua dưới góc trái màn hình nhá. Đó, rất dính cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá. Con này thì nó là dòng khóa đặc biệt và rất là tiện ích khi mà các bác sử dụng. Rất đơn giản thôi, các bác chỉ cần là sử dụng là khi mà mình sử dụng bình thường thì nó sẽ là một cái khóa bình thường nhá. Và khóa của nó là khóa rãnh chìa này thì rất là tiện ích luôn các bác này. Đấy, các bác chỉ cần là mở này cho em. Đấy, thì khi mà các bác đóng mở bình thường thì nó sẽ là một cái khóa bình thường như này. Khi mà các bác đảo chiều như này thì nó sẽ hú này. Đấy các bác nhá. Đấy. Có thấy không? Đó. Đấy. Và nó sẽ hú rất là lâu. Đấy, thấy chưa? Có thấy không? Rất là tiện ích luôn nhá. Đấy các bác thấy không? Tức là có người chạm vào là nó sẽ kêu. Thì nó rất là tiện ích khi mà các bác muốn dùng tính năng chống trộm đúng nhất thì con này nó rất là tiện ích cho các bác luôn. Đó. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 80k cho một cái ổ khóa chống trộm này thôi. Chỉ có 80.000 thôi các bạn. Đấy, khá là tiện ích cho các bác sử dụng. Mình có thể sử dụng lâu dài và có tới 3 chìa liền nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm. Rất tiện ích luôn. Giá chỉ có cho các bác là 80k cho một cái ổ khóa chống trộm này thôi.
thì các bác cũng nên sử dụng nó khá là phù hợp trong cái điều kiện sử dụng mà khi mà mình đi ra ngoài mà cần phải có chức năng là còi hú cảnh báo chống trộm thì các bác dùng con này chị em, rất là tiện luôn đó. Nên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm này, khóa chống trộm, khóa chống trộm giá thì chỉ có cho các bác là 80k nha, 80k cho mấy em khóa chống trộm như này, rất tiện ích luôn. Con này thì các bác nên dùng. Đấy, rất tiện ích và rất phù hợp với công năng và nhu cầu mục đích sử dụng các bác nhá. Đấy, khóa chống trộm 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá. Đấy, Cúc Cu của Hàn Quốc này. Công suất của nó thì nó sẽ là 1500W này. Đấy, 2,5 lít nhá. Đấy, 1500W và 2,5 lít. Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Đây. Đấy, sẽ là một con ấm như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi, 130.000 cho một con ấm Cúc Cu như này nhá, 130k. Đây các bác giải ra cho em này. Đấy, bên trong của nó này, đấy, inox sáng bóng đẹp nhá. Bên ngoài thì bằng nhựa chống nóng nhá. Đó, rất tiện ích cho các bác luôn. Đây. Đấy, hàng của thương hiệu Cúc Cu này, 220 V này, 1500W và dung tích của nó sẽ là đây. 2,5 lít thao thoải mái các bác sử dụng luôn. Đây cái đế của nó đây các bác này. Rất dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, một con ấm siêu tốc như này. Có lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000, rất hợp lý cho các bác luôn. Hàng thương hiệu Cúc Cu này thì khá là phù hợp cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày, đun nước, đun nôi rồi pha trà rồi đun nước tắm như kia. Rất là ok. Lên cho em đó là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Đấy, ấm siêu tốc này, ấm siêu tốc Hàn Quốc giá sẽ là 130k cho một em. Đấy, 130.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chống giật bình nóng lạnh nhá. Chống giật bình nóng lạnh thì con này bên shop sẽ bán theo combo. Các bác phải thay cho cả kết nối vào cả hai dây luôn. Giá sẽ là 40k trên một chiếc nhá. 40k trên một cái. Đấy, 40.000 trên một cái như này. Chống giật nóng lạnh rất là tiện luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Là cái bình nóng lạnh này. Máy cũ hay là máy mới? Đây là van chống giật dành riêng cho bình nóng lạnh. Nếu nhà bạn có máy nước nóng thì nhất định phải lắp đặt. Cách cài đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần tháo đường ống vào và ra của máy nước nóng, vít trực tiếp van chống điện này vào, nó có thể bảo vệ sự an toàn cá nhân của chúng ta rất tốt. Đây là van chống giật dành riêng cho bình nóng lạnh. Nếu nhà để đảm bảo an cáp chống giật của sinh nhật tâm quyền Trung Quốc để đảm bảo an toàn phòng chống điện giật và cháy nổ thì anh em đây là van chống giật dành riêng cho bình nóng lạnh. Nếu nhà bạn có máy nước nóng thì nhất định sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn wifi nhé. Con này thì giá chỉ có 130.000 trong con đèn wifi này thôi. Một đèn và một cáp sạc cho các bác luôn. Con này thì rất là tiện này. Đấy. Hàng của Đức, xuất sang Nhật này, made in Germany các bác này. Đó, con này dùng rất là ngon cho các bác luôn. Đấy, đây. Đầu của nó này, đây. Ở đây thì nó sẽ là một con đèn như này. Đấy. Pha của nó thì khá là giỏi luôn nhá. Pha của nó khá là giỏi luôn các bác này. Đó. Và con này thì cái pha của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim nhá. Pha của nó bằng hợp kim, rất là giỏi cho các bác luôn, các bác thấy không? Đó. Pha rất là ngon nhá. Đấy, pha rất là gọi, các bác có thể tùy chỉnh pha này. Rất là ngon luôn. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cảm biến nhá. Đây. Các bác cứ gạt qua này nó sáng này, gạt qua này nó tắt này. Rất tiện luôn. Đó các bác thấy không? Đây. Đấy, rất tiện nhá. Pha của nó thì cũng khá là giỏi luôn và rất là tiện ích nhá. Giá thì bên shop đang đây, đèn rất là sáng luôn các bác này. Đấy, đèn rất sáng luôn các bác thấy không? Đó, rất sáng luôn nhá. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đoàn đèn wifi nhá. Có dây đeo dây điếc cho các bác đàng hoàng luôn. Đấy, có dây đeo dây điếc đàng hoàng, có báo pin nhá. Đấy, có sạc vào và có cả sạc ra cho điện thoại luôn. Có sạc vào sạc ra cho điện thoại đầy đủ. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. 130.000 cho một con đèn wifi như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi này. Đèn wifi giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con đèn wifi như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tô vít vạn năng nhá. Cái tô vít vạn năng, con này thì rất là tiện. Giá chỉ có 80.000 cho con tô vít vạn năng này thôi. 80.000 các bác nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là tới 8 đầu tô vít này. 8 đầu tô vít như này. Đấy. Thì các bác dùng nó rất là sướng, mình dùng một con tô vít như này to nhỏ lớn bé, dẹt tròn ba khe đều được hết nhá. Đấy, các bác không cần phải quá nhiều chi tiết làm gì cả, không cần phải dùng quá nhiều thứ. Đấy, mang đi một cái tô vít lằng ngoằng các bác có thể dùng để làm thợ, làm nghề, sửa chữa. Và đây nó sẽ có một cái đầu đèn nữa này, các bác về lắp pin vào. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Nên mã giúp cho em đó là đèn tô vít đa năng nhá. Đấy, tô vít đa năng. Tô vít đa năng, đấy, tô vít vạn năng. Tô vít vạn năng giá sẽ là 80k nhá. 80k cho con tô vít vạn năng như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Con này thì rất phù hợp và tiện ích cho các bác sử dụng nha. Tiếp theo. Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng.
Thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic dây nhá. Mic dây hàng của Nhật và của Mỹ. Đó thì con này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác nhá. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Bao gồm cho các bác là cả mic, cả dây như này. Đấy, hàng của thương hiệu Tomahawa made in Japan các bác này. Đấy, Tomahawa made in Japan cho các bác luôn. Đấy, mic cực kỳ là ngon luôn. Mic thì cầm thì chắc nhá. Tiếng mic thì cực kỳ là hay, nghe trầm trầm và đầm ấm nhá, nghe rất là hay luôn. Đấy các bác thấy không? Đây, Tomahawa. Đấy, made in Japan. Mic của nó thì nó sẽ dài, dây dài khoảng từ 4 5 mét nhá. Dây dài từ 4 đến 5 mét, dây cũng là hàng nội địa Nhật cho bác luôn. Đây, made in Japan này các bác này. Đó, made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 250.000 nhá, 230.000 cho cái mic dây như này. Đấy, 230.000 cho cái mic dây Nhật như này các bác này. Đó. Các bác lên cho em đó là mic dây Nhật nhá. Đấy, mic dây. Mic dây Nhật giá của nó sẽ là 230.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó, 230.000 bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mic của Mỹ nhá, mic của Mỹ đây. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, mic Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn, hàng của thương hiệu JBL này. Đấy, hàng thương hiệu JBL, mic Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân mic như này. Đấy, cũng có dây dài khoảng từ 4 5 mét nhá. Đấy, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng của Mỹ này. Đấy, đầu kết nối điện bằng đồng hết này các bác này. Đấy, kết nối bằng đồng hết nhá. Đây, các bác cũng lắp vào cho em là xong này. Đấy, lắp vào cho em. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, JBL nhá, made in USA nhá, made in USA. Đấy, đây là cái đầu mic của nó này. Đầu mic của nó rất chắc luôn, tiếng mic nằm trầm ấm này, made in USA nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con mic Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 280.000 và cũng bao ship tận nhà cho các bác luôn. 280.000 cho con mic Mỹ như này, bao ship lên tận nhà cho các bác luôn nhá. Đấy, nhận hàng các bác có thể cắm vào hát thử và ok thì các bác thanh toán tiền nhá. Ok các bác thanh toán tiền cho em. Đấy, cả mic cả dây như này. Đấy, cả mic cả dây nhá. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 280.000 nhá. 280.000. Đấy, nguyên cái khâu đóng hộp của nó cũng rất là chất lượng nhá. Đấy, nguyên khâu đóng hộp của nó rất chất lượng. Nhá. Các bác lên cho em đó là mic Mỹ nhá. Đấy, mic dây Mỹ này. Đấy, mic dây Mỹ. Giá của nó sẽ là 280.000 và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đó thì bên shop sẽ có hai mẫu mic, đó là mic Nhật và mic Mỹ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhá. Các bác lên cho em là ấm pha trà. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, dung tích của 1 lít và có lưới lọc như này. Có lưới lọc này thì khi các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại nước mình cần lọc vào đây thì nó rất là tiện, không bị chảy ra ngoài nhá, không bị rót ra ngoài. Đó, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Inox 316 nhá. Con này các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha các cái loại hạt tiết các thứ thì đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con mic như này. Giá của nó sẽ là 110.000 thôi. 110.000 nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Dung tích 1 lít, màu đen rất là đẹp luôn. Bên mã giúp cho em đó là ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Đó, ấm pha trà. Giá của nó sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho con ấm pha trà như này, rất tiện ích luôn. Đấy, các bác chỉ cần bỏ vào đây là mình sử dụng thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá. Các bác lên cho em là viên xin lỗi các bác, đó là cái viên tẩy lồng giặt nhá. Đấy. Thì cái này thì nó rất là tiện đây. Ví dụ như là một năm thì các bác nên vệ sinh cái lồng giặt cho em là từ 10 đến 12 lần. Thấp nhất là 10 lần thì ở đây nó sẽ có cho các bác là 12 viên. Đấy, 12 viên mỗi tháng dùng một lần cho em. Mỗi tháng dùng một lần cho em thì các bác chỉ cần bỏ cái viên này vào thôi. Sau đó thì các bác bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên. Đấy, và cái giá thì bên shop đang cái tẩy lồng giặt này bao nhiêu? 25. Qua lên cho em là tẩy lồng giặt nhá. Đấy, tẩy lồng giặt. Giá của nó sẽ là 25.000. Nhà nào cũng có máy giặt rồi, các bác nên dùng thường xuyên cho em để vệ sinh cái máy giặt đi cho nó khỏi vi khuẩn này, khỏi bụi bẩn, rồi nói chung là đa di năng luôn. 25.000 cho một cái hộp tẩy lồng giặt như này. Cái này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đây nó sẽ là một con đèn ngủ này, vừa là đèn ngủ vừa là có tính năng đuổi muỗi cho các bác luôn. Đó thì các bác chỉ cần cắm vào điện như này thì thứ nhất của nó sẽ là làm đèn ngủ và thứ hai là có tính năng để giúp đuổi muỗi. Đấy, xua đuổi muỗi rất là tốt cho bác luôn. Đèn ngủ đuổi muỗi. Qua lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi, giá của nó sẽ là đèn ngủ đuổi muỗi này. Đó, đèn ngủ đuổi muỗi. Đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho cái đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dầu gội đầu hàng của thương hiệu Clear nhá. Giá sẽ là 80.000 cho một lọ như này. Lọ này thì dung tích của nó sẽ là vào gần 450ml các bác nhá. Đấy. Giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Có hai màu, màu trắng và màu xanh.
Đấy, thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, màu xanh này thì bạc hà nó sẽ mạnh hơn, còn màu trắng này thì cũng có bạc hà, nam nữ đều dùng được cả. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Unilever này, Unilever, và hàng nội địa của Thái Lan nhá. Đây, Bangkok Thái Lan qua này. Đấy, Bangkok Thái Lan. Giá thì sẽ là 80k nhá. 80k cho một lọ dầu gội đầu Thái Lan như này. Đó, dung tích của nó thì sẽ là 450ml các bạn này, 450ml nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp em đó là sen cao su nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái đầu vòi sen như này. Một cái đầu vòi sen như này các bác này. Đấy, một đầu vòi sen như này. Có đóng ngắt trên tay như này nhá, có đóng ngắt trên tay và có cái đầu cao su này, thì các bác dùng tắm rửa thì mình kỳ cọ massage nó rất là tiện ích luôn. Đấy, đây. Và có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước ở đây nhá. Đấy, và có kèm cho các bác là dây nối dây nước đàng hoàng như này. Dây nối dây nước, dây cáp dẫn nguồn đàng hoàng nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cao su. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Đấy, sen cao su. Giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ vòi sen cao su như này. Cái này thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn gió bếp ga nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chắn gió bếp ga như này. Các bác chỉ cần đặt lên cái phần bếp ga nhà mình thôi, thì khi mà các bác đun nấu rồi mình sử dụng thì nó sẽ không bị cái gió nó tạt mất gió đi, nó gây cho các bác là hao ga nhá. Thì con này dùng rất là tiện. Lên cho em là chắn gió bếp ga, giá là 25k. Các bác chỉ cần đặt vào cái bếp ga nhà mình thôi, đặt vào cái phần bếp ga nhà mình, khi mình đun nấu thì có gió giếc là nó sẽ không bị tạt và các bác dùng nó đỡ hao ga hơn rất là nhiều luôn, và nó giữ cái nhiệt ở trong cái đáy bếp thì khi các bác đun nó rất là tiện ích nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lọ thuốc nhỏ mắt nhá. Đây, lọ thuốc nhỏ mắt này. Hàng này thì sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Đấy, thuốc nhỏ mắt, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, hàng này thì cực kỳ tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật này, bổ sung cho bác vitamin E, B6, N, A và vitamin K này. Đấy, 100% hàng nội địa của Nhật, yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá, giá của nó sẽ là 60k cho một lọ như này, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Để mai giúp cho em đó là thuốc nhỏ mắt, giá sẽ là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình 20 nhá. Bình 20 dung tích của nó sẽ là 2 lít. Đấy, các bác lên cho em là bình 20 này. Bình 20 dung tích của nó là 2 lít và 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá chỉ có 80k thôi. Chất liệu của nó thì bằng inox 304. Đấy, có nắp đậy miếng đàng hoàng như này. Các bác có thể dùng để mình đựng các cái loại nước uống, đồ uống rất là tiện ích nhá. Đấy, nắp đậy có gioăng cao su mềm như này, rất là tiện ích, an toàn vệ sinh. Đấy, không lo bị vi khuẩn xâm nhập này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng inox 304 nhá, dày dẫn sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì không có chức năng giữ nhiệt thôi, nó chỉ là một cái bình đựng nước thông thường thôi. Thì các bác có thể dùng để mình đựng nước này, pha trà, pha cà phê, rồi pha các cái pha đựng nước uống, nước lọc, rồi nước chè, nước chiếc các bác bỏ vào đây cho em. Đấy, mình đựng nước uống rất là tiện. Bình 20 giá thì dung tích là 2 lít cả vỏ và giá thì chỉ có 80k thôi. 80k cho một con bình 20 như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là một cái ghế hơi này, đây một cái ghế hơi, nó sẽ là bao gồm là một cái nhỏ, một cái to như này. Về nhà thì các bác ra cửa hàng mình họ bơm hơi cho các bác là mình sử dụng thôi. 350.000, lên mã giúp cho em đó là ghế hơi nhá, ghế hơi, giá sẽ là 350k. Thì về nhà các bác mang ra cái cửa hàng sửa chữa xe máy hoặc nhà các bác nào có máy bơm hơi thì các bác bơm vào cho em. Đó, các bác bơm vào cho em rất là tiện luôn. Đây, nó sẽ to như này. Con này thì cái chiều cao của nó là 1m16 này. Đấy, chiều rộng của nó là 98 này. Đấy, đây hai chiều đây. Đây nó có cái thông số đây các bạn này. Đấy, thông số đây. Đấy, để cho các bác sử dụng nhá. Nó rất là tiện luôn đây. Thông số này, cao 1m16 này, chiều về sau là 83 này và chiều rộng này là 98 này. Đó, còn con này thì 3162. Đó, hai con nhá. Đấy, đầy đủ các cái thông số đây như này để các bác sử dụng luôn. Nên mã giúp cho em là ghế hơi, giá của nó sẽ là 350.000 cho ghế hơi như này nhá. Bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái con máy mài gót chân này. Đấy, đây nó sẽ là một con máy rất là tiện, có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đấy, một đầu máy và hai viên đá mài nha. Các bác có thể dùng để mài các cái phần da khô nứt nẻ ở tay này, chân này, rồi các cái phần như là gót tay, gót chân này. Đấy, các cái phần nào các bác hay bị khô này, bị nứt nẻ này, mùa nồi nồm hanh khô này, các bác dùng cái máy này xem. Đấy, các cái phần mà da nó thừa, da nó chết ấy, các bác mài đi xem. Đó, thì nó vừa vệ sinh này, vừa sạch sẽ này. Đấy, nó tái tạo da và bên shop có bán kèm cả cái cao ngựa luôn. Đấy, thì một cái máy mài gót chân như này thì giá của nó sẽ là 100 các bác nhá. 100, còn cao ngựa là 30.000.
Lên trên là máy mài gót chân, giá của nó sẽ là 100k cho con máy mài gót chân như này đây. Đấy các bác dùng để mài gót chân này rồi tay chân đều được hết nhá. 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên mã giúp cho em đó là cái súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Đây nó sẽ là một cái súng như này các bác này. Đấy. Chất liệu của nó thì bên trong của nó là bằng bằng đồng nhá, quận bằng đồng, và hàng này của nó thì nó sẽ là chạy bằng pin sạc nhá, pin sạc rất là tiện. Các bác có thể dùng để massage này, các bắp tay bắp chân này. Đấy, dùng massage này rất là tiện các bạn. Đấy. Máy chạy rất là mạnh luôn và có tới 6 cấp độ nhá. Các bác có thể sử dụng tới 6 cấp độ luôn. Đó. Rất là mạnh luôn. Rất tiện ích luôn nhá. Đó, dùng rất là mạnh luôn. Con này thì giá chỉ có 170.000 thôi. 170.000 cái súng massage này thôi. Và nó sẽ có cho các bác là 4 đầu như này nhá. Đấy, 4 đầu như này để các bác thích sử dụng cái đầu nào thì mình sử dụng. Đấy, đầu nhọn, đầu tròn, đầu đấm đầy đủ cho các bác luôn. 170.000 cho một con súng thư giãn như này. Đấy, nó sẽ là một cái hình khẩu súng nhá. Hình khẩu súng các bác có thể tự cầm tay hoặc là mượn người khác, ông bà vợ chồng mình đấm thay cho nhau cũng rất là ngon luôn. Đây nó sẽ là mình hình khẩu súng như này các bác này, hình khẩu súng như này. Lên theo là súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn. Giá sẽ là 170k nhá, 170k cho cái súng thư giãn như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Con này thì sẽ là 100.000. Đấy, hàng thì sẽ kèm sẵn pin cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc là lắp pin vào cho em là xong. Đấy, riêng cái dòng này thì nó đã có sẵn cho các bác một đôi pin rồi. Và bác cứ đặt đây là mình sử dụng thôi. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn nhá. Đấy, mặt của nó là mặt kính cường lực, cân được tối đa lên tới 180kg. Đây em sẽ cân cho các bác xem này. Đấy, cân nặng của em thì hiện tại bây giờ đang là 67 các bác này, 67 cân này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái cân sức khỏe như này các bác nhá. Lên mã giúp cho em là cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 100k tròn, 100.000 cho cái cân sức khỏe như này. Con này thì nó rất là tiện ích, các bác có thể vừa dùng để làm cân sức khỏe này, vừa cập nhật cho các bác cả nhiệt độ luôn. Ở đây nó có nhật cho các bác cả nhiệt độ luôn. Đấy, nhiệt độ là 17 độ C. Đấy, thì một con cân như này giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe giá sẽ là 100.000, cân sức khỏe này. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000 cái cân sức khỏe như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bình nhiệt hàng quân đội Mỹ nhá. Đấy, lô này bên shop về thì nó sẽ có cho các bác là màu đỏ, màu xanh đen và màu đỏ đen thôi ạ. Màu đỏ, màu đen và màu inox nhá. Đấy, có màu đỏ, màu đen và màu inox, ba màu như này. Dung tích là 1,5 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá. Con này thì dung tích 1,5 lít luôn. Hàng của nó theo mặc định của nhà sản xuất thì là giữ lạnh là 36 tiếng này, giữ nóng là 24 giờ nhá. Đấy, có lưới lọc như này. Ưu điểm là hàng bình to 1,5 lít nhá, inox 304 các bác này, su 304, bình to 1,5 lít, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Dung tích 1,5 lít luôn. Đấy. Các bác đừng con này để mình đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch, đi phượt đều ok hết nhá. Đấy, có nắp nhá, có nắp. Hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật nhá. Đấy. Hàng quân đội Mỹ. Hàng quân đội Mỹ nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ, giá thì sẽ là các bác lên trên là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Giá của nó sẽ là 180k. Đấy. Đây mã giúp cho em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ này. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ này. Đó, bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá sẽ là 170k nhá. 170 180. 170.000 nhá. 170.000 cái bình nhiệt quân đội Mỹ này. Giá rất hợp lý các bác nhá. Trước là bên em bán 8 giờ chỉ về cho bác 170.000 thôi. 170k. Giá rất hợp lý, quay đeo quay sách đàng hoàng. Hàng chất lượng, giá tốt cho bác luôn. Cái này bên shop bán rất là nhiều rồi. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các máy hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng thì rất là đơn giản thôi, từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua đủ cho em 200 là bên em sẽ bao ship. Số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Bên em thì ship code toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop về cho bác một cái mã đó là cái thuốc nhỏ mắt các bác nhá. Thuốc nhỏ mắt con này thì nó sẽ là 60.000 cho một lọ như này. Một lọ này của nó là 12ml. Đấy, bổ sung cho các bác vitamin E này, vitamin B6 này, vitamin K này, đấy, NA nữa. Đây nó sẽ là một cái dòng thuốc nhỏ mắt cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, thì các bác dùng nó rất là tốt. Đấy, hàng nguyên đai, nguyên tem, nguyên kiện như này. Hàng nội địa của Nhật nhá. Một lọ này của nó thì rất là nhiều luôn. Và các bác dùng thì rất là thích luôn. Hàng này thì đủ cho các bác về đầy đủ các thông số nhá. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan cho các bác nhá. Đó, đây.
bổ sung các cái dưỡng chất này đấy, vitamin E này, B6 này, NA này, rồi K này, đấy đều là các cái dưỡng chất rất là tốt cho đôi mắt của mình luôn. Và một lọ này sẽ là 60k. Các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá, thuốc nhỏ mắt giá sẽ là 60.000. Đấy, lên cho em là thuốc nhỏ mắt này, đấy, thuốc nhỏ mắt nhá, giá sẽ là 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái lót toilet nhá. Đấy, lót toilet như này. Thì con này nó sẽ là có cho các bác cái miếng dán đi kèm này, có cho các bác cái miếng dán đi kèm ở đây luôn. Thì về nhà các bác chỉ cần bóc cái miếng dán này ra, sau đó thì mình dán lên cái bệt toilet thì mình là xong. Thì con này nó rất là tiện luôn. Lên cho em là lót toilet nhá, giá sẽ là 35k. Lót toilet 35.000. Cái này thì nó sẽ là bằng cái dạng như là một cái dòng xốp mềm nhá, dòng xốp mềm như này. Thì các bác ngồi nó rất là êm và không bị lạnh nhá, không bị lạnh. Đặc biệt là miền Bắc này mùa đông lạnh thì các bác dùng cái này cho em. Giá của nó sẽ là 35k cho một cái lót toilet như này các bác nhá. Lót toilet 35.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái xi đánh giày này. Xi đánh giày thì giá rất là ưu đãi cho bác luôn, chỉ có 30k cho một lọ xi đánh giày như này thôi. 30.000 cho một lọ xi đánh giày như này thì con này nó rất là tiện. Đây nó sẽ có cho các bác là một lọ xi như này và kèm thêm cho các bác là một cái miếng bông đây, một cái miếng bông như này. Đấy thì các bác chỉ cần là bóc cái xi này ra này, sau đó các bác chấm vào, sau đó thì các bác đánh vào giày cho em. Đấy thì nó rất là tiện ích luôn. Bao gồm cho các bác là combo một lọ xi. Đấy, một cái miếng mút như này để các bác trà đánh rất là tiện ích luôn. Thì bên shop về nó sẽ có hai màu nhá, một là màu đen, hai là màu nâu. Thì con này các bác dùng chuyên để đánh giày cho em rất là tiện luôn. Đó, hàng thì cực kỳ là cao cấp cho các bác nhá. Đây, hàng của thương hiệu Biki này, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và con xi đánh giày này thì nó sẽ có màu đen và màu nâu. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k nhá. Các bác lên cho em đó là xi đánh giày này hoặc là xi giày nhá. Xi giày này, giá của nó sẽ là 30k cho một lọ như này nhá. 30.000 cho một lọ xi đánh giày như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ nạo 3 món nhá. Đấy, nạo 3 món thì đây nó sẽ là một cái nạo rất là tiện dụng luôn. Đấy, bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 món để các bác sử dụng nhá. Và cái giá thì chỉ có 25.000 cho cái nạo 3 món như này thôi. Giá chỉ có 25k thôi. Đây nó sẽ là một cái nạo đứng này. Đấy, một cái nạo đứng này. Thì cái nạo đứng này nó sẽ có hai mặt, là một là nạo sợi, hai là nạo vỏ bình thường này. Đấy, tiếp theo là một cái nạo này thì nó sẽ là một cái nạo nằm ngang như này và có cái đầu này để các bác khoáy cái phần sâu này. Đấy, và có cho các bác là một con dao như này, một con dao kèm cái nhíp này để các bác nhổ lông gà, lông ngan, lông vịt này. Đấy, và cái này làm lòng gà, lòng cá rất là ok. Đấy, bộ sản phẩm bao gồm là 3 món như này nhá, combo 3 món như này. Mà cái giá thì cực kỳ ưu đãi cho bác, chỉ có 25.000 thôi. Bây giờ nếu các bác mua một cái nạo thường ở ngoài chợ họ cũng phải bán cho các bác là 20.000 rồi, 15-20.000 rồi. Thế mà đây cả cái bộ 3 món để các bác làm trong nhà bếp như này mà giá chỉ có 25.000 thôi, 25.000. Giá rất là ưu đãi cho các bác luôn. Đấy. Lên đã giúp cho em đó là nạo 3 món nhá, nạo 3 món. Giá sẽ là 25k. Đó, nạo 3 món này. Nạo 3 món, giá của nó sẽ là 25k nhá. 25.000 thì cái bộ nạo 3 món như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn các bác lên cho em đó là khăn lau các bác lên cho em là khăn lau kính nhá. Con này thì nó thấm hút các cái dòng bụi bẩn rất là tốt luôn. Đó, tại vì ở đây nó sẽ là một cái lớp dạng như là một cái lớp xốp này. Đấy, nó nói chung là nó một cái chất để nó hút được cái bụi bẩn cái kính vào, cho nên là khi các bác lau nó rất là sạch và nó không để lại vệt đâu. Đấy thì một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc. 10 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000. Thì các bác chuyên dùng để lau kính này, kính ô tô này, cửa kính rồi tủ kính rồi bể cá bể kia các thứ, nói chung là rất là tiện luôn. Các bác dùng chuyên về cái đồ kính cho em thì rất là tiện. Đặc biệt là bác nào có ô tô con ấy mà hay phải lau chùi thì các bác dùng cái này cho em nó cũng rất là mê ly luôn. Dùng nó tiện và lau nó rất là sạch và không để lại vết nhá. Đấy, lên cho em là khăn lau kính nhá. Lên cho em là khăn lau kính này. Khăn lau kính, số lượng của nó là 10 chiếc và giá sẽ là 50k nhá. 50k trên một bịch như này bao gồm 10 cái thì nói chung là giá cũng chỉ vào 5.000 một chiếc thôi. 5.000 cho một chiếc này thôi và cũng rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái băng gạc các bác nhé. Đấy, băng gạc đây. Đấy. Cái này chưa bán bao nhiêu đây? Cái băng gạc này. Băng gạc nhá. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ là to nhỏ lớn bé đầy đủ, này là 100 cái nhá, 100 chiếc luôn. Đó, hộp này là 100 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000. Cái này thì các bác nên để trong 20 à? Giá là 20.000 nhá. Thì các bác nên để, giá rất là tốt luôn, chỉ có 20.000. Tính ra vào chỉ có 200 con cho một chiếc như này thôi. Đấy, mà các bác có cho em là tới 100 cái luôn, to nhỏ lớn bé mẹ con đủ cả. Đấy, cái này thì rất là đơn giản này thôi. Đây các bác chỉ cần là bóc nó ra này. Đấy, sau đó thì các bác bị đau, bị tay,
tay chân bị xây xước, bị đứt chảy máu ở đâu đấy, hoặc các bác nặn mụn nặn miếc thì các bác chỉ cần dán vào cho em là xong này. Đấy, con này của nó thì cái độ dán của nó rất là tốt luôn, độ bám của nó rất là tốt. Thì các bác bị đau chân rồi đau tay rồi chảy máu tay máu chân thì các bác dùng cái này cho em rất là tiện. Lên mã giúp cho em là băng gạc nhá. Đây, nó sẽ có cho các bác kích thước này, to này, nhỏ này, nhỡ này và tròn này. Đấy, dài tròn dẹt đầy đủ cho bác luôn. Độ bám dính của nó rất là tốt nhá. Cái này các bác rửa nước thoải mái luôn. Lên mã giúp cho em đó là băng gạc nhá. Lên cho em là băng gâu này. Đấy, băng gâu. Băng gâu nhá. Giá của nó sẽ là băng gâu, giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k trên một hộp như này thôi. 20k trên một hộp này. Hộp này của nó sẽ bao gồm cho anh em các bác là đi 100 miếng luôn, 100 miếng theo hồ thoải mái sử dụng nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ khay các bác lên mã giúp cho em là khay nhả kem nhá. Đấy, khay nhả kem. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái bộ còn sản phẩm bao gồm cho các bác là ba cái cốc như này, ba cốc này các bác này. Đấy. Ba cái cốc và một cái khay như này. Đây. Một cái khay như này nhá. Con này thì nó sẽ có từ hít cho các bác luôn, có từ hít này, con này. Đấy. Có từ hít thì các bác dùng rất là thích luôn. Ở đây thì các bác cho cái lọ kem đánh răng vào đây nhá, và nhấn này là kem nó sẽ chảy ra này, xoáy cái nắp này ra. Xoáy cho em cái giòn này ra này. Đấy, xoáy lọ kem đánh răng vào đây là xong. Đó, và các bác nhấn nha, nhấn cái bàn chải vào đây. Đây thì cái hộp để các bác đựng đồ linh tinh này. Và đây nó sẽ kèm cho các bác là cái móc dán này, hai cái móc dán luôn, các bác dán lên tường là xong, mình không cần phải khoan đục gì. Đấy, nó rất là bất tiện nhá. Đấy thì ở đây nó sẽ có cho các bác là combo đầy đủ cho các bác luôn để các bác sử dụng nhá. Giá thì một cái bộ như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là cái này bao nhiêu nhỉ? Thì khay nhả kem này này. Cái này lên là khay nhả kem à? Cái này các bác lên cho em là kệ nhả kem nhá, kệ nhả kem, kem đánh răng, giá chỉ có 180k thôi. Đây em sẽ có cái video sử dụng thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Bộ này của họ thì có 2 cái ly thôi. Đấy, như bộ nhà em là có tới 3 cái ly luôn để cho các bác sử dụng nhá. Đấy. Đấy bác theo. Ấn vào là ngon này. Tốt quá, hôm nay mình mới bốc thêm một cái. Dán thêm cái trong nhà vệ sinh tầng dưới. Loại này mình mua thì có hơi hát chứ cái đầu một chút. Nó chỉ có 2 ly nhưng tới 2 đầu nhả kem rất phù hợp và hoàn tiện cho các bác lắp vào là xong. Hay dùng kem đánh răng riêng biệt. Ngoài 2 cái hát biệt về đầu bắt kem và ly ra. Thì cái kệ này còn có thêm một cái hộp để mình có thể đựng lược hoặc là dụng cụ vệ sinh. Xoáy lọ kem ở đây cho em xong này. Nhấn nhả ra là xong này. Đấy. Hết đâu cũng có thêm một cái hộc tủ để mình có thể đựng bông để che hoặc là món đồ gì đó sợ bị ướt. Đầu bắt kem thì cực kỳ dễ lấy luôn, mình chỉ cần ấn một lần là đã ra kem rồi. Nếu muốn kem ít thì mình ấn nhẹ, còn nếu như muốn kem nhiều thì mình ấn mạnh nha. Còn nói về độ bám rất kem là ngon luôn các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Lên cho em là kệ nhả kem nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái set thìa của Đức nhá. Đấy các bác lên cho em là thìa Đức này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 chiếc hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Và con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là kệ nhà... À xin lỗi các bác là bộ thìa Đức nhá. Đấy, lên cho em là hộp thìa Đức. Giá thì chỉ có cho các bác là... Lên cho em là hộp thìa Đức này. Đấy, lên cho em là hộp thìa Đức nhá. Đó. Hộp thìa Đức giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một hộp thìa Đức như này bao gồm cho bác là 5 chiếc. Đấy, 5 cái. 60.000 trên 5 cái nhá, trên 5 cái cho các bác luôn. Hàng đẹp sáng bóng tuyệt vời cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái đây các bác nhá, cái máy vắt cam nha các bác nhá, máy vắt cam. Thì con này thì nó sẽ là dòng của thương hiệu Socani. Hàng Nhật xuất sử dụng của nó sẽ là đây. Điện 220 đến 240V 50Hz, công suất là 45W. Chuyên dùng để các bác vắt cam rất là ngon luôn. Con này vắt cam tiện lắm. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ rồi. Một con máy vắt cam ngon lành chất lượng như này em đã có rất là nhiều cái video em quay test thực tế cho các bác rồi. Đấy, đây, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, một con máy như này các bác. Đấy, sẽ có cho các bác là cái khay này. Đấy, và một cái ô này. Cái ô này thì các bác có thể tháo ra như này. Đấy, cắm điện vào cho em nhé. Các bác cắm sử dụng điện trực tiếp điện 220 cho em. Lắp vào này. Đấy, các bác để lên đây cho em. Để lên cho em là các bác bổ cam ra là mình cắm điện vào là nó sẽ chạy thôi. Cắm điện vào nó sẽ chạy các bác nhá. Thì nó rất là tiện luôn. Con này thì giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 200. Cái máy vắt cam này bao nhiêu đấy? 190.000 cho cái máy vắt cam này thôi nhá. Đấy. Trước em đang bán là 200 mấy đấy, đặt này về chỉ có 190.000 cho một con máy vắt cam này thôi. Cắm trực tiếp điện 220 cho em này. Đây em cắm trực tiếp điện này. Đấy các bác chỉ cần nhấp này là máy chạy này. Đây, đây nhá, nhấp này. Đấy, nhấp này. Đây, ví dụ tay em là quả cam này. Đấy các bác theo. Đây. Nó chạy rất là tít luôn nhá. Đấy các bác theo không? Đây. Đấy, các bác nhìn tay em này. Đấy. Đây. Thì các bác cứ nhấp này là nó chạy thôi.
lực của nó rất là tốt luôn nhá. Đấy, các bác muốn nó xoay ngược lại thì mình nhả ra nhấp là nó sẽ xoay ngược lại rất là tiện nhá. Máy vắt cam như này, giá thì chỉ có cho bác là 190.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy vắt cam nhá, máy vắt cam, giá sẽ là 190k cho em máy vắt cam như này. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ vịt nhá. Đây, một cái chổi cọ vịt như này các bác này. Đấy, một con cọ vịt như này rất là tiện cho bác luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu chổi này, một miếng dán này. Đấy, cái này thì sẽ kèm cho các bác luôn là cả một cái lông như này nữa này. Đây, một cái đầu này các bác lắp vào cho em này. Sau đó thì các bác không dùng nữa mình đặt lên nha, rất là tiện luôn. Và đây nó sẽ có miếng dán này, các bác dán lên tường nhá. Đấy, dán lên tường, treo lên tường cho em rất là tiện. Đấy, lấy ra thì như này, đặt vào nó sẽ là như này. Đấy, lên cho em là cọ vịt nhá. Đấy, lên cho em là cọ vịt, giá thì cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Một cái bộ cọ vịt như này giá chỉ có cho các bác là 60k nhá. Các bác lên cho em là cọ vịt này, giá nó sẽ là 60.000 cái cọ vịt như này. Rồi, ok. Bàn chải vệ sinh, nó còn miếng dán chắc chắn ở đằng sau, dán nó lên tường, không chiếm không gian và không ảnh hưởng đến việc dọn dẹp. Bàn chải hình vịt chất liệu của silicon mềm có thể chải khe hở sâu của bồn cầu. Tất cả các loại góc cạnh của nhà vệ sinh đều có thể chải được. Đến nhà hàng xóm mới biết đây là bàn chải vệ sinh, nó còn miếng dán chắc chắn ở đằng sau, dán nó lên tường, không chiếm không gian và không ảnh hưởng đến việc dọn dẹp. Bàn chải hình vịt chất liệu của silicon mềm có thể chải khe hở sâu của bồn cầu. Tất cả các loại góc cạnh của nhà vệ sinh đều có thể chải được. Rồi, ok các bác nhá, giá thì chỉ có 60.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em con này nó sẽ là bật lửa tre nhá. Con này thì rất dễ sử dụng thôi. Các bác chỉ cần là trước khi mà muốn lửa nó lên ấy là các bác sạc đầy pin cho em nhá. Sạc đầy pin thì nó là nguyên tắc rồi. Tại vì là nó chạy bằng pin nhá. Đấy, và khi các bác dùng thì các bác chỉ cần là thổi nhẹ vào này thôi. Đấy, các bác chỉ cần thổi hơi vào là nó sẽ lên lửa các bác này. Đấy, còn khi tắt thì các bác chỉ cần đậy nắp vào này là nó sẽ tắt này. Đấy, còn các bác là thổi hơi vào nó sẽ lên lửa nhá. Đây em thổi lại cho bác xem này. Đấy, các bác chỉ cần thổi nhẹ cái là nó đã lên lửa rồi các bác này. Đấy, lên lửa đỏ chói rồi này. Còn khi tắt thì các bác cứ đậy nắp vào này nó sẽ tắt này. Đậy nắp vào này nó sẽ tắt nhá. Đấy, còn các bác muốn lên lửa thì các bác chỉ cần thổi hơi này. Đấy, thổi hơi này là nó sẽ lên lửa luôn, thì rất là tiện. Các bác không cần phải động tay động chân gì cả, rất là tiện luôn nhá. Đấy, nó sẽ là như một cây tre luôn, hô biến được luôn nhá. Đó, thì lên mã giúp cho em đó là bật lửa tre. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 70.000 cho một cái bật lửa tre như này thôi. Lên cho em là bật lửa tre nha, nó hình cây tre như này. Hình cây tre như này rất là tiện luôn, thổi này. Đấy, các bác chỉ cần thổi nhẹ vào, đúng là nó sẽ lên lửa đây các bác này. Đấy, còn khi tắt đi thì các bác cứ đậy nắp vào này là nó sẽ tự nó tắt. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000, thì các bác có thể dùng để mình hút thuốc lá này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để đeo vào móc khóa được luôn, nó rất là tiện nha. Đấy, đeo vào móc khóa một chiếc rất là tiện, và đít sạc thì ở đây. Đấy, nó sẽ có một cái dây đeo như này cho các bác đeo vào móc khóa, rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa tre nhé, bật lửa tre. Giá thì sẽ là, đây, nó sẽ có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này. Về nhà mà các bác cắm cái cục sạc điện thoại cho mình thôi. Bật lửa tre, giá của nó sẽ là 70k cái bật lửa tre như này. Đây em sẽ có cái video đây các bác này. Đấy. Đấy, các bác chỉ cần hơi thổi nhẹ vào nó lên thôi. Đấy. Đấy, các bác thấy chưa? Rất tiện luôn nhá. Đấy, các bác cùng dùng nữa mình đậy nắp vào cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa la bàn nhá. Đấy. Đồng hồ la bàn. Đấy, cái này thì vừa là đồng hồ, vừa la bàn, vừa là bật lửa luôn. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ la bàn nhá. Đấy, đồng hồ la bàn như này. Đấy, bật lửa la bàn này các bác nhá. Cả bật lửa, cả đồng hồ, cả la bàn luôn. Đây. Con này thì đấy. Về nhà các bác bơm ga vào cho em nhá. Bơm ga vào. Đó. Về nhà các bác bơm ga vào cho em là xong. Đây. Đó, sẽ có cho bác là một cái đồng hồ này, đồng hồ đang chạy bình thường này. Đó, một cái la bàn này. Đấy, rồi chức năng bật lửa này, bật lửa lên nó sẽ có đèn luôn này. Có tính năng khui bia này. Đấy, khui bia rồi mở nắp chai đầy đủ nhá. Đấy, có dây như này cho các bác này. Con này thì các bác lên cho em đó là bật lửa la bàn nhá. Đấy, bật lửa la bàn. Giá thì sẽ là 120.000. Đấy. 120.000 cái bật lửa la bàn như này. Đấy. Bật lửa la bàn nhá. Đó. Bật lửa la bàn. La bàn hoặc là đồng hồ la bàn được, giá sẽ là 120k nhá, 120.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái xi đánh giày, thì nó sẽ có màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu. Đó, bên shop có hai màu, màu đen và màu nâu. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đó. Thì đây nó sẽ là một cái lọ xi như này. Giá thì chỉ có 30 cành cho một lọ xi như này thôi. Đấy, 30 cành nhá. Về nhà các bác xoáy ra cho em này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái nắp kèm thêm là một cái miếng mút như này, các bác chấm vào cái phần xi này cho em. Đó, sau đó thì mình đánh vào giày của mình. Đấy, cái này thì
tiện dụng này, đấy, bóng đẹp này, nói chung là dùng con này thì rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 30k thôi. Nên mã giúp cho em là xì đánh giày nhá. Giá sẽ là 30k cho một hũ như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái sản phẩm, đó là cái con dao các bác này. Đấy đây. Nó sẽ là một con dao như này. Đấy, một con dao như này rất là tiện ích luôn. Nên mã giúp cho em đó là dao vân gỗ nhá, dao vân gỗ. Con này thì đợt này về cho các bác giá tốt luôn, chỉ còn 120.000 cho một con dao vân gỗ như này thôi. 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng made in Japan nhá, hàng made in Japan này. Khâu đầu khâu đuôi rất là đẹp các bác này. Đây. Hàng thì siêu bén luôn các bác này. Đấy. Dao thì độ bén này khỏi phải bàn này các bác này. Đấy, độ bén này khỏi phải bàn đâu. Rất bén các bác nhá. Đấy, rất bén luôn các bác thấy không? Đấy, rất là bén luôn. Thì con này dùng nó rất là tiện ích các bác nhá. Đó, đây các bác này. Rất bén luôn các bác thấy không? Rất bén luôn. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao vân gỗ nhá. Dao vân gỗ, giá sẽ là 120k. Đó. Lên mã giúp cho em là dao vân gỗ 120.000. Đấy, dao vân gỗ này. Dao vân gỗ. Giá sẽ là 120k cho cái dao vân gỗ như này. 120.000 cho con dao vân gỗ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái máy sấy giày các bác nhá, máy sấy giày. Con này thì giá sẽ là 100 cái máy sấy giày này bao nhiêu nhỉ? 195.000 cho cái máy sấy giày như này các bác nhá. Đấy. Về nhà thì các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 như này. Các bác chụp giày vào đây hoặc là mũ nón hoặc là các cái đồ mà nó ấy, còn khi cái công tác này là nó có sẽ có cho các bác là 30 phút và 90 phút nhá. Đấy, 30 phút 90 phút như này. Và nó sẽ có dơ le nó tự ngắt cho các bác luôn, rất là tiện. 195k trong con máy sấy giày như này các bác này. Đây. Đấy, công suất của nó sẽ là 50Hz này, 220V nhá. Đấy, 220V. Rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Có cho các bác là 30 phút, 60 phút, 90 phút và 120 phút. Các bác nâng cái này lên, xỏ giày, xỏ dép vào đây. Đấy, sau đó thì mình bật lên là xong. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy sấy giày. Giá sẽ là, lên cho em là máy sấy giày nhá. Đó, máy sấy giày này. Máy sấy giày giá sẽ là 195k. 195k cho con máy sấy giày như này các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái... các bác lên cho em là cưa dây nhá. Cái này thì các bác dùng để mình cưa ống nước rồi, nói chung là cưa đa di năng được hết này. Đấy. Giá chỉ có 30k thôi. Đấy, khi các bác dở ra thì nó khá là dài luôn. Đặc biệt là bác nào làm thợ điện nước này hoặc cưa cây cưa cối cũng đều ok hết. Đấy, nó sẽ là như này. Thì các bác lên cho em là cưa dây xích nhá, cưa dây xích này. Đấy, nó sẽ là hàng dây xích như này. Chiều dài của nó vào khoảng 50cm thì các bác dùng để cưa nó rất là tiện. Đây. Đấy, lên cho em là cưa dây xích. Giá sẽ là 30.000. 30.000 cho một cái cưa dây xích như này, rất là tiện luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, ví dụ như là các cái ống nước như này mà các bác muốn cưa bằng những cái cưa truyền thống thì rất là khó cưa. Nhưng mà các bác đưa cái này và các bác giật cho em, rất là tiện ích luôn, bác thấy không? Đó. Sau đó thì mình nối vào cho em, rất tiện này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Chỉ có cho các bác là 30k cho một cái cưa dây xích thôi. Đây mã giúp cho em đó là cưa dây xích nhá. Đấy, máy móc các thứ không vào được nhưng mà các bác có thể cưa rất là tiện luôn. Đây nó có thể cưa được cả cây luôn các bác này. Đấy. Cưa cả cây. Đấy, rất là tiện luôn, đặc biệt là anh em thợ điện nước này, rất tiện ích luôn nhá. Đó, thấy chưa? Đấy, cây gỗ khô nó cũng cưa được hết luôn, rất tiện ích. Giá này chỉ có 30.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con cốc gạt tàn nhá. Con cốc gạt tàn giá thì sẽ là, cái con cốc này là bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 190.000 cho một con cốc gà tàn như này nhá, 190k. Đó, đây nó sẽ là một con cốc rất là đẹp luôn các bác này. Đó, chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá. Đấy, trên đầu của nó thì sẽ có ngậm một đồng tiền như này, có đính một cái viên ngọc màu hồng này. Đó, rất đẹp luôn. Đế thì có lót cao su này, rất chắc chắn nhá các bác nhá. Đó. Chất liệu thì bằng hợp kim mạ đồng. Các bác có thể dùng để deco trang trí này, dùng để gạt tàn thuốc này hoặc là trưng bày cũng rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 190.000 cho con cốc gà tàn như này nhá. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là cái con voi gà tàn nhá, con voi gà tàn. Giá thì cũng là 190.000 cho một em voi gà tàn như này. 190.000 các bác này. Đấy. Chất liệu của nó thì đều là bằng hợp kim mạ đồng hết, dày dẫn chắc chắn. Đấy, giá sẽ là 190k nhá. Đấy, 190.000 cho em voi như này. Đấy, voi cóc đều là 190.000 hết nhá. Chất liệu bằng hợp kim mạ đồng các bác này. Đấy, rất chắc chắn luôn các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ bộ chuyên đồng nhá. Đấy. Cái bộ này thì nó sẽ là một cái bộ qua lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên chén hoàng gia nhá. Đấy. Bộ chuyên chén hoàng gia, đây nó sẽ là một cái bộ chuyên chén cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Đựng trong một cái hộp như này. Các bác có thể mua về để mình vừa sử dụng vừa trưng bày luôn, rất là đẹp nhá. Thì bộ hoàng gia này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là bộ chuyên chén hoàng gia nhá, giá sẽ là 700.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là
một cái chuyên rất là to luôn. Đây, một chuyên rất là to này. Sẽ có cho các bác là 6 cái chén luôn các nhá. Đấy, một chuyên 6 chén và có cho các bác là một cái khay, một cái đĩa như này. Đó. Một chuyên 6 chén và có bộ sản phẩm này cho các bác luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 700.000 nhá. 700.000 một bộ này. Và bên em bao ship cho các bác luôn. Đấy. Chất liệu thì là bằng đồng nhá, chất liệu bằng đồng. Đó. Chất liệu bằng đồng cho các bác. Bộ này các bác dùng thì miễn chê rồi, miễn chê các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn, quay theo. Đó. Rất là đẹp nhá, sắc nét các bác nhá. Mình có thể mua để về mình uống trà, uống rượu này, hoặc là các bác dùng để trưng bày, rất là đẹp. Đó, trưng bày này. Đấy, các bác trưng bày trong tủ nha, rất là đẹp nhá. Đấy, gia đình có công có việc thì các bác mang ra mình sử dụng này. Đấy, các bác dùng để mình đựng rượu mình nhậu cũng được. Đấy, các bác châm rượu vào đây này. Đấy, có 5 7 anh em, 6 anh em đến nhậu các bác rót vào đây chưa, rất là tiện luôn. Đó, chất liệu thì bằng đồng nhá, rất là dày dẫn chắc chắn và đẹp cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 700.000 nhá, 700.000. Lên cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia, giá sẽ là 170k cho một cái bộ chuyên hoàng gia như này. Đấy, lên cho em là bộ chuyên hoàng gia này, bộ chuyên hoàng gia nhá. Đấy, bộ chuyên hoàng gia, hoàng gia, giá sẽ là một bộ như này sẽ là 700.000 nhá, 700.000 cho cái bộ chuyên hoàng gia như này. Đấy, 700k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có một cái bộ nó nhỏ hơn một chút. Đấy, thì bộ này của nó thì giá thì chỉ có cho các bác là 400.000 thôi. Cái bộ chuyên chén đồng này là 400 à? Bộ chuyên chén đồng ấy. Bộ này thì sẽ là 400.000 nhá. Bộ này thì nó sẽ là một chuyên nhá. Đấy, một chuyên 6 chén và một đĩa như này. Đấy, một chuyên 6 chén một đĩa như này. Giá thì sẽ là 400.000 các bạn. Đấy, 400.000. Nó sẽ đầy đủ cho các bác luôn, bao gồm cho các bác là chuyên. Đấy, một chuyên 6 chén này. Đấy. Một chuyên 6 chén như này. Cái chuyên này của nó thì đợt này về nó sẽ là hoa văn hình rồng phượng nhá. Hoa văn hình rồng phượng rất là đẹp luôn. Đấy. Chất liệu của nó thì bằng đồng nhá, chất liệu bằng đồng như này. Đấy, bộ này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 400.000, 400.000 cho mỗi cái bộ chuyên chén đồng như này. Bộ này thì các bác lên cho em là bộ chuyên chén đồng nhá, giá sẽ là 400k. Đó. Cái chuyên này thì nó sẽ là vừa trong lòng bàn tay như này thôi. Đấy, vừa trong lòng bàn tay như này. Nhỏ xinh, các bác uống trà từ 3 đến 6 người là ok nhá, từ 3 đến 6 người là ok. Đấy, hoa văn hình rồng phượng rất là đẹp luôn. Các bác có thể mua để decor trang trí này hoặc sử dụng này. Đây. Đấy, đây là cái đĩa của nó nhá. Đấy, cái đĩa của nó hình rồng phượng rất là đẹp luôn các bác này. Đấy. Các bác lên xem là bộ chuyên chén đồng nhá, bộ chuyên chén đồng. Bộ này thì sẽ là 400.000. Đấy, bộ chuyên chén đồng này. Bộ chuyên chén đồng. Chuyên này, chén này. Đồng nhá, giá sẽ là 400k. 400k cho cái bộ chuyên chén đồng thôi nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái tất chân nhá. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là dòng tất hộp như này. Tất hộp này thì một vỉ của nó sẽ là 5 đôi nhá, một vỉ là 5 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 85.000 nhá. 85.000 cho một vỉ 5 đôi như này. Đấy, cái này thì bên em có màu đen và màu ghi nhá, màu đen và màu ghi. Đấy, màu đen và màu ghi. Giá thì sẽ là 85.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật nhá. Đấy, 85.000 cho một vỉ 5 đôi như này. Đấy, các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá. Đấy, lên cho em là tất hộp 5 này. Tất đựng trong hộp và nó là dòng 5 đôi nhá. Lên em tất hộp 5. Giá sẽ là 85k nhá. Có màu đen và màu ghi các bác nhá. Tiếp theo thì tất vỉ 10 đôi nhá. Tất vỉ 10 đôi thì sẽ có cho các bác là màu trắng và màu đen. Đó, màu trắng và màu đen như này. Đấy, cái này thì nó sẽ ngắn cổ hơn một chút nhá. Đấy, nhưng mà dòng này của nó là 10 đôi các bạn. Dòng này là 10 đôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này thôi. 90.000 cho một vỉ 10 đôi. Hàng rất là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn, rất dày dẫn chắc chắn và đẹp nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy, cho một vỉ 10 đôi như này nhá. Bao gồm cho các bác là 10 đôi luôn. Tha hồ mình thoải mái đi. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật nhá. Đấy. Tỷ lệ cốt tông của nó là lên tới 85% luôn. Chống hôi chân, chống nấm mốc rồi, nói chung là các bác đi thì nó rất là thoáng và bí không bí quá nhá. Đấy. Lên cho em là tất vỉ nhá. Tất vỉ này. Đấy, lên cho em là tất vỉ này. Đấy. Tất vỉ 10 nhá. Tất vỉ 10. Giá sẽ là 90k nhá. 90k cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy. Có màu đen và màu trắng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 2 SIM. Các bác lên cho em là điện thoại 2 SIM hàng của thương hiệu Nokia. Đó. Điện thoại 2 SIM của Nokia. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Giá rất là tốt luôn. Đấy, một con điện thoại 2 SIM Nokia như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 nhá. 230.000 cho một cái điện thoại 2 SIM này thôi các bác nhá. Bao SIM tại nhà cho các bác luôn. Đó.
230k. Ở đây thì các bác sẽ có cho em là một điện thoại này, một đốc sạc và một viên pin như này, hàng của thương hiệu Nokia chính hãng luôn nhá, Nokia chính hãng. Con này thì sẽ có cho các bác là hai sim, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là một con điện thoại hai sim như này, giá sẽ là 230.000 nhá, điện thoại hai sim giá sẽ là 230k. Đó, 230.000 con điện thoại hai sim như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là kia đèn, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn đèn wifi nhá. Con này sẽ là 130.000 con đèn đèn đeo đầu wifi như này. Có kèm cho các bác một cáp sạc. Và ở đây thì con này nó sẽ có cho các bác là cái chân sạc ra cho điện thoại luôn và có cảm biến nhá. Có cảm biến các bác này. Đấy, có cái mắt cảm biến như này. Các bác gạt qua nó sáng, gạt qua nó tắt, rất là tiện ích và có điều chỉnh zoom như này nhá. Pha của nó cũng khá là giỏi luôn, pha rất là giỏi các bác này. Thì rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Lên mã cho em là đèn wifi. Hàng này thì hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá. Đấy, made in Germany này. Đó, made in Germany. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Giá siêu rẻ luôn cho một con đèn như này, có cảm biến cái thứ đàng hoàng, pha rọi ngon lành. Lên tiệm là đèn wifi, giá sẽ là 130k. Đèn wifi 130.000 nhá, 130k thôi. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi, rất đơn giản thôi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con chống rung máy giặt các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là chân chống rung. Đấy, chân chống rung thôi, nó dễ. Đấy. Hoặc các bác lên cho em là chân đỡ đa năng này. Đấy, chân đỡ đa năng. Cái này thì nó là một cái chân đỡ đa năng của dòng cơ khí điện tử SH này. Đấy. Thì một bộ của nó sẽ bao gồm là 4 chân như này. Về nhà các bác có thể để trên máy giặt này, rồi tủ, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn, các bác để đâu cũng được. Đấy thì nó sẽ có điều chỉnh cho các bác là nâng lên hạ xuống này và có cái hít này. Đấy, có cái hít như này thì các bác hít lên xuống đất như này. Đấy, để nó chống rung cho máy giặt này, cho tủ lạnh này. Đấy, và các cái thiết bị khác đều ok hết nhá. Vừa là kê xa cao lên khỏi mặt đất thì nó chống, nó gọi là khi mà các bác kê cao lên thì nó sẽ đỡ bị thấm rột này, bị ẩm mốc này, rồi là bị han gì các bác nhá. Đấy, đây. Lên cho em là chân đỡ đa năng nhá, chân đỡ đa năng. Giá của nó sẽ là 50k cho một bộ như này. 50.000 cho một bộ chân đỡ đa năng như này các bác nhá. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Không thể bỏ qua sản phẩm này. Máy giặt khi sử dụng lâu ngày thường rung lắc gây ồn và ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy. Ngay đây có chân đế cao su giúp cố định máy giặt, giảm độ rung lắc, chống sốc và tăng tuổi thọ của máy. Phù hợp hầu hết với các loại máy giặt, tủ lạnh. Combo 4 chân đế máy giặt chống rung chống ồn, mang đến sự êm ái trong quá trình vận hành. Vừa là chân nâng đỡ các sản phẩm gia dụng hiệu quả, giúp cho đoạn vệ sinh điện khách trở nên dễ dàng và thuận tiện. Nhanh tay. Rất là ngon các bác nhá. Đó. Thì giá thì chỉ có cho các bác là chân kê máy giặt tủ lạnh nhỏ như cầu bỏ, khả năng chịu lực lớn cho máy giặt chiến ký, tủ lạnh có thể lên đến 450 lít, chiều cao tối đa 12 cm và có thể điều chỉnh cân bằng, đáy rộng có hít chống rung cực kỳ hiệu quả nhé. Hôm nay giới thiệu cho cả nhà một cái chân kê máy giặt tủ lạnh nhỏ nhưng có vỏ, khả năng chịu lực lớn cho máy giặt chiến ký, tủ lạnh có thể lên đến 450 lít, chiều cao tối đa 12 cm và có thể điều chỉnh cân bằng, đáy rộng có hít chống rung cực kỳ hiệu quả nhé. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 50k một bộ thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia tăng đơ. Đấy, thì cái này nó sẽ là một cái mã gọi là tăng đơ, đây là A1 à. Cũng hai mã như thế rồi. Các bác lên mã giúp cho em đó là tăng đơ A1 nhá. Đấy, bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu tăng đơ, một đầu cạo râu và một đầu tỉa lông mũi. Đấy, nó sẽ có 3 đầu như này. Giá bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 160.000 nhá. Các bác lên cho em là tăng đơ A1 này. Đấy, tăng đơ A1. Gọi là tăng đơ thôi chứ còn combo của nó thì sẽ là 3 món. Đấy, tỉa lông mũi này, cắt tóc và cạo râu. Đó. Cái này thì nó đang bị hết pin nhá. Thì về nhà các bác sạc vào cho em nhá, sạc vào cho em. Đấy. Cái này thì các bác dùng nó rất là an toàn luôn, dùng rất là an toàn này. Đấy, ví dụ người già trẻ em là dùng thoải mái luôn, không lo bị ăn da ăn giếc các thứ là nó không chạm vào quá nhá. Nên là nó rất là an toàn. Thì về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ A1. Giá sẽ là 160.000. Đấy, cái này nó đang bị hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin cho em nhé. Về nhà các bác sạc pin cho em. Đây. Đấy, đây. Cái nào các bác nhận hàng mà nó hết pin thì các bác sạc pin cho em nhé. Đấy, các bác sạc pin cho em. Đấy. Sản phẩm thì rất là cao cấp cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng đồng nhé.
chất liệu bằng đồng rất là cao cấp luôn. Đấy đây các bạn này. Đấy. Vâng nhá. Tăng đơ đang chạy này. Vâng thấy không? Đó, và cái này của nó thì chống ăn da rất là tốt nhá, chống ăn da rất là tốt luôn. Đấy, giá sẽ là 160.000, có kèm chân sạc cho các bác luôn, có kèm chân sạc nhá. Tiếp theo là đến cái đầu cạo râu này. Cạo râu thì các bác nhấn này là cạo, các bác nghe cái tiếng râu nó đứt này. Đấy. Các bác nghe tiếng râu nó đứt xèn xẹt luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái đầu tỉa lông mũi nhá. Đầu tỉa lông mũi đây. Đấy thì các bác xoáy cái đầu cạo râu này ra cho em. Đấy, xoáy cái đầu cạo râu này ra này. Sau đó thì các bác lại lắp cho em cái đầu tỉa lông mũi này vào này. Đấy. Lắp cái đầu tỉa lông mũi này vào. Thì nó sẽ là hàng 3 chức năng nhá. Đấy. Cắt tóc này, cắt tóc chấn viêm này, cạo râu này và tỉa lông mũi luôn. Hàng 3 chức năng cho các bác trong một cái tăng đơ như này. Mà giá thì chỉ có 160.000 thôi, 160.000. Đấy, đây là cái chức năng tỉa lông mũi này. Đấy, các bác lắp vào là mình sử dụng thôi. Lắp vào mình sử dụng nó rất là tiện nhá. Giá thì rất là rẻ cho các bác luôn, 160k. Lên mã giúp cho em đó là tông đơ A1 nhá. Đấy. Tông đơ A1 này, A1 giá sẽ là 160k. 160.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tăng đơ lược không nhá. Đấy. Cùng cái mã tăng đơ em lên hai mã tăng đơ luôn cho các bác. Đấy. Đây nó sẽ là một cái tăng đơ lược này. Con này thì nó sẽ sử dụng là cáp sạc này. Đấy, con này thì thiên về cắt tóc, chỉ có sử dụng để cắt tóc thôi các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái cáp sạc như này, các bác cắm vào đít này cho em này. Đấy, tăng đơ bật lên này. Đấy, và đây thì con này cũng có nấc điều chỉnh nhá, có nấc điều chỉnh như này. Đấy, từ 0.8mm đến 1.7mm. Đấy, đây các bác dùng cắt tóc rất là ngon luôn. Đó, đây các bác này. Cắt tóc chấn viêm chấn viếc rất là ngon luôn. Đó. Thì rất là đa di năng các bác nhá. Đó. Tiếp theo là sẽ có cho các bác là các cái mẫu cữ đây, các cái mẫu cữ này. Đấy, các cái đầu cữ như này. Đấy, từ 0.0 mấy đấy. Từ 3mm đến 0.0 mấy đấy các bác nhá. Đó. Và một cái lược như này, một cái lược, một lọ keo giỏ như này. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ lược, giá sẽ là 101 nhá. Đấy, tăng đơ lược này. Tăng đơ lược 110k. Đó, 110k. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái mã đó là tăng đơ hộp nhá. Đấy, nó đựng trong cái hộp rất là đẹp như này. Đó. Hàng này thì nó sẽ là hàng xuất đi khá nhiều nước luôn, Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu. Đấy, ở đây thì về nhà các bác chỉ việc bật là lên thôi và các bác lắp pin vào cho em. Đấy, có pin nhá, có pin. Khi các bác lắp pin thì lắp đúng chiều pin cho em. Lắp đúng chiều pin cho em là nó sẽ chạy này. Đấy. Đấy, lắp đúng chiều pin là máy sẽ chạy thôi. Và con này thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái đốc sạc pin. Tại vì pin nó là pin rời thì nó sẽ có đốc sạc pin riêng nhá. Đấy. Có đốc sạc pin nhưng mà không có củ đâu. Về nhà các bác cắm cái củ điện thoại nhà mình thôi. Đây một cái đốc sạc pin như này, cũng có cữ kiếc này. Cha dầu cha riếc đàng hoàng. Đây con này. Đấy. Con này thì nó cũng là dòng chấn viêm rồi chống ăn da riếc đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 tròn nhá. Đấy, 100.000 tròn cho một cái mẫu tăng đơ hộp như này. Đấy, lên cho em là tăng đơ hộp nhá. Đấy. Tăng đơ hộp giá sẽ là 100k nhá. 100k cho cái mẫu tăng đơ hộp. Đấy, đó là ba cái mẫu tăng đơ của bên em. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, muốn lấy mẫu nào thì lấy. Ba mẫu tăng đơ của bên em. Tiếp theo thì em lên cho bác dòng sản phẩm đó là cái bếp ga mini nhá, bếp ga mini. Con này thì giá chỉ có 100 cành thôi. Các bác dùng để mình đi du lịch này. Đấy, đi phượt, mình dùng nó rất là tiện, đi du lịch, đi phượt hoặc là các bác đi câu đi kẹo mà mình muốn chế biến thức ăn ngay tại chỗ. Đấy, các bác anh em đi câu này, mang thêm bình ga với cái nồi đi. Đó, câu được con cá thì mình mang lên mình sử dụng ăn lẩu ăn liếc rất là ok nha. Cái này nó sẽ có cho các bác cả ấy luôn, có cho các bác là đánh lửa tự động luôn, rất là chắc chắn nhá. Đấy, có chân trên chân dưới đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt, 100.000 cho một con bếp ga mini hàng nội địa của Nhật như này. Đấy, đây đặt lên nó rất là vững chãi này. Thì các bác có thể dùng để mình sử dụng rất là tiện ích nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga mini. Giá chỉ có 100k thôi. Bếp ga mini giá sẽ là 100k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái giấy lau. Cái này là giấy lau gì nhỉ? Giấy lau dầu mỡ nhá. Đấy thì bao nhiêu bịch? 25.000 một bịch giấy lau dầu mỡ như này. Con này thì các bác chuyên dùng trong nhà bếp, nó rất là tiện cho em. Đấy, trong nhà bếp các bác có dầu mỡ rồi thực phẩm thức ăn. Đấy, nó bị bám dầu bám mỡ. Ở đây khi mà các bác sử dụng thì nó sẽ có cho các bác là một cái lớp xà bông như này các bác này. Đấy, xà bông ra như này và nó sẽ giúp lau tẩy cho các bác luôn. 25.000 cho một cái bịch như này nhá. 25k. Lên cho em là giấy lau dầu mỡ, giá sẽ là 25.000.
Đấy, 25.000 các bác nhá. Các bạn này. Đang đang một cái to như này sẽ gồm có 80 miếng khăn lau, chất liệu vừa dai vừa chắc chắn nên khi lau sẽ không lo bị rách. Trong miếng khăn ướt này đã pha sẵn chất tẩy rửa rồi. Nên khi nấu nướng xong có thể rút khăn ra và sử dụng luôn, không cần phải vất vả một tay cầm bình xịt, một tay cầm khăn lau như trước đây nữa. Với một chiếc khăn ướt nhỏ, chúng ta có thể dễ dàng lau sạch vết dầu mỡ trên bếp ga, bụi bẩn hay là cặn canxi bám trên bề mặt của lò vi sóng, máy hút bụi, tủ lạnh. Một loại khăn vừa tiện vừa sạch có thể xử lý hầu hết các vết bẩn trong bếp. Chỉ trong đợt giảm giá này tôi đã mua luôn cả một thùng. Phụ nữ nào cũng nên có một gói này trong bếp. Đây là miếng khăn ướt lau bếp đa năng, một miếng to như này sẽ gồm có 80 miếng khăn lau, chất liệu vừa dai vừa chắc chắn nên khi lau sẽ không lo bị rách. Trong miếng khăn ướt này đã pha sẵn chất tẩy rửa rồi, nên khi nấu nướng xong có thể rút khăn ra và sử dụng luôn, không cần phải vất vả một tay cầm bình xịt, một tay cầm khăn lau như trước đây nữa. Với một chiếc khăn ướt nhỏ, chúng ta có thể dễ dàng lau sạch vết dầu mỡ trên bếp ga, bụi bẩn hay là cặn canxi bám trên bề mặt của lò vi sóng, máy hút bụi, tủ lạnh. Một loại khăn vừa tiện vừa sạch có thể xử lý hầu hết các vết bẩn trong bếp. Chỉ trong đợt giảm giá này tôi đã mua luôn cả một thùng. Đấy, rất tiện ích các bác nhá. Đấy, các bác lên thêm là giấy lau bếp này. Giấy lau bếp giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá giấy lau dầu mỡ giá thì sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Đấy, thì con này nó cũng là một cái dòng giấy, nó cũng có tẩm sẵn các cái chất tẩy rửa rồi. Đấy, chất tẩy rửa rồi thì các bác chỉ việc là rút ra như này, rút ra cho em một tờ như này, sau đó thì mình lau lên giày dép của mình là xong. Đó, lau lên giày dép, ví dụ giày dép bẩn này, ví dụ đây cái đôi dép của em đang bẩn như này nhá. Đấy, các bác cứ lau này cho em. Lau này này cho em, sau đó các bác lấy cái khăn khô mình lau lại nhá, là nó sẽ sạch đẹp sáng bóng luôn. Đưa cho anh cái khăn gầm. Đấy, đây em sẽ thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đấy, em lau đi cái đôi dép của em nó lại như mới luôn nhá. Đấy, như mới luôn. Đó, nó là A1 này. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây. Lau lên cái như mới luôn các nhá. Như mới luôn, các bác thấy không? Đó. Thì các bác có thể dùng để mình lau giày, lau dép, lau bàn, lau ghế đều ok hết nhá. Giá sẽ là 15.000 ạ. 20.000 nhá. Lên cho em là giấy lau giày nhá. Đấy, giấy lau giày. Giấy lau giày này, đó, giấy lau giày. Giá sẽ là 20k cho một bịch như này nhá. 20.000 cho một bịch giấy lau giày như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là chổi lau bếp nhá. Chổi lau bếp. Thì đây nó sẽ là một cái chổi như này. Con này thì cũng rất là tiện ích nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái miếng mút này. Có cho các bác là một cái miếng mút như này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái miếng mút như này các bác này. Đấy, và về nhà thì các bác tháo cái này ra cho em. Tháo cái này ra cho em. Đấy. Các bác tháo cái này ra này, sau đó thì các bác đẩy cái này lên, sau đó thì mình lắp cái này vào này. Đưa cho anh cái đèn. Lắp cái này vào này. Đấy, các bác lắp cái này vào cho em. Đây. Đèn gì ạ? Đấy cái đèn này. Đấy các bác lắp cái này vào cho em. Đèn này này. Các bác lắp cái này vào nhá. Lắp cái này vào này. Đấy, ở đây nó sẽ có cái lẫy, các bác chỉ cần trượt vào là xong. Đấy, trượt cho em cái lẫy này vào. Đó, ok, sau đó thì mình bắt đầu mình lau nhá, lau này. Đẩy đi lau bàn, lau ghế, lau bàn bếp, bàn giếc này rồi cửa kính cái giếc, sau đó thì mình vắt, thì mình chỉ cần đẩy vào này nó sẽ tự vắt này. Kéo này nó sẽ tự vắt này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Đấy, và con này thì rất tiện ích rồi. Mà giá thì chỉ có 40 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là chổi lau bếp nhá, chổi lau bếp giá sẽ là 40k, rất rẻ mạt các bạn. Chổi lau bếp giá sẽ là 40k nhá, 40k cho một em chổi lau bếp như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho anh em các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy nó sẽ là một con chổi như này. Các bác dùng mình lau bàn bếp ga này, rồi cửa kính này, rồi bàn ăn, bàn giếc này, tủ tivi này. Đấy, vắt thì rất là tiện ích luôn. Đấy, chỉ cần đẩy vào cái là vắt được luôn. Đó, rất sạch nha, mình không cần phải động tay động chân nhá. Lau tủ kính, lau các mục đều được hết. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thước rút tự hãm nhá. Đấy, à xin lỗi các bác là cái thước móc khóa nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con thước móc khóa như này. Chiều dài của nó là 2m, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, của thương hiệu Senda quá này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Lô này em về thì chỉ nó chỉ có màu bạc như này thôi nhá. Đấy, chỉ có màu bạc như này thôi. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 50 cành cho một con thước như này thôi. Lên cho em đó là thước móc khóa nhá. Rất là tiện luôn và đẹp này. Các bác có thể treo vào móc khóa này. Thì các bác có thể dùng để co trang trí này, hoặc là anh em nào làm thợ làm nghề mà muốn có thước để mình đo thực tế ngay, đo nhanh nhá, thì các bác dùng con này cho em. Rất là tiện luôn. Đó, giá thì chỉ có 50k thôi. À, diện tích của nó là 2m nhá, và cái chiều bản của thước là 6mm nhá, 2m x 6mm này, hàng nội địa của Nhật nhá. Lên cho em là thước móc khóa, giá sẽ là 50k cho một em thước móc khóa như này nhá, 50.000, dài 2m. Đấy, rất đẹp các bác này, rất đẹp, rất tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để bỏ túi đi làm thợ làm nghề hoặc đo đạc nhá. Số to rõ ràng, rất tuyệt vời cho bác luôn. Tiếp theo thì em về cho các bác một cái sản phẩm, đó là cái túi nam. Đây là một cái mẫu túi. Mẫu túi em bán rất là chạy luôn các bác nhá. Đấy, mẫu túi em bán rất là chạy luôn này. Đấy, mẫu túi nam như này. Chiều cao của nó là 25cm, chiều ngang chiều một chiều là 25 và một chiều là 20.
và bản của nó thì rộng khoảng 10 cm. Đấy, có quai đeo quai điếc như này nhá. Bên trong thì có ngăn phụ này, bên trong một ngăn to là có một ngăn phụ này, ngăn phụ chống nước này. Tiếp theo là đến mặt đằng trước có hai ngăn khóa này, mặt đằng sau một ngăn khóa nữa, quai đeo quai sách đàng hoàng. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi nhá, 110k thôi. Lên mã giúp cho em đó là túi túi nam nhá, túi nam rất đẹp luôn. Con này thì các bác nên mua. Đấy, dùng để đi du lịch này. Đấy, đựng đồ đựng đoàn hoặc các bác đi uống cà phê, đi nhậu hoặc là đi đâu cũng được. Mình có đồ đoàn mình bỏ vào đây, điện thoại, giấy tờ các thứ bỏ hết vào đây cho em. Lên cho em là túi nam nhá, túi nam. Giá thì chỉ có 110k thôi. Giá cực kỳ là rẻ mạt cho các bác luôn, 110.000. Giá rất rẻ mạt cho các bác luôn nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Hôm nay thì bên shop em lại cập nhật các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Các cái mã hàng mới bên em về rất là nhiều nhá. Thì em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác này. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là một cái mã một cái phễu qua nhá. Đấy. Các bác lên cho em là phễu rót dầu nhá. Đấy, phễu rót dầu như này. Đấy, một cái phễu bằng inox rất là đẹp luôn. Con này thì miễn chê luôn các bạn, bằng inox nó khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Khá dày dẫn. Dày lắm các bạn, dày chắc chắn này. Đấy, hàng Su 304 của Nhật này. Cái này thì các bác có thể dùng để rót dầu, rót xăng này, dầu ăn, dầu yếc rồi nói chung là mình làm cái gì cũng được. Đấy, nó là một cái phễu như này. Đấy, các bác lên cho em là các bác lên cho em là phễu nhá. Giá thì sẽ là 70k. Đó, lên cho em là phễu này. Đó, phễu. Giá sẽ là 70k nhá. 70k cho một cái phễu như này. Đấy, 70.000 cho một cái phễu như này các bác này. Đấy, hàng inox 304 nội địa của Nhật. Rất dày chắn chắc chắn, đường kính của nó đi vào khoảng trên 10 cm nhá. Đấy, nó sẽ có cái đít như này và có quai cầm như này. Các bác có thể dùng để rót dầu ăn, để rót thực phẩm các thứ, ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm đó là cái bật lửa đây. Đấy, thì các bác lên cho em là bật lửa móc khóa nhá. Con này thì nó sẽ là dòng bật lửa móc khóa như này. Đấy, và nó sẽ là dòng sạc pin nhá, dòng sạc pin thì nó rất là tiện luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây là cái nắp của nó, các bác có thể xoáy ra này. Đấy, xoáy ra. Và đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là cái phần bật lửa như này. Đây, đây là một cái đầu bật lửa đây. Đấy, để em sẽ test cho các bác xem luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Hôm nay thì em lại tiếp tục cập nhật các mã hàng để lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến các bác không nhận hàng các bác nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Bên em bán hàng rất là dễ dãi thôi. Đấy, còn nếu mà các bác mua dưới 200 thì hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhé. Đó, mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bát úp mì nhá, bát úp mì. Con này thì cái dung tích của nó chắc là vào khoảng là nửa lít nhá, vào khoảng nửa lít. Đấy, nửa lít trên nửa lít một chút, cũng rất là to luôn, sâu lòng các bác này. Đấy, to sâu lòng. Đấy, lô này về hàng to hơn, dày dẫn hơn, chắc chắn hơn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi, 50k. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bát úp mì nhá, bát úp mì này. Đó. Bát úp mì. Giá sẽ là 50k cho một em như này nhá. 50.000 cho một cái em bát úp mì như này, rất đẹp này, dày dẫn chắc chắn này, có quai như này các bác cầm không nóng này, nắp này của nó đậy rất là khít luôn. Ngoài úp mì pha mì thì các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín để vào trong tủ lạnh đậy nắp lại rất ngon luôn nhá, 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu túi da bò nhá. Túi da bò thì bên shop sẽ có cho các bác là 3 mẫu, túi vuông, túi hông và túi chéo này, túi vuông, túi hông, túi chéo. Những cái dòng này thì em lên video rất là nhiều rồi thì em giới thiệu qua thôi. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên, các bác có thể dùng để mình sử dụng rất là ok luôn nhá. Cái này em bảo hành cho các bác luôn, các bác đốt thoải mái nhá, đốt thoải mái cho em. Đấy, về nhà các bác cứ lấy bật lửa đốt vào cái chỗ không có chỉ khâu là được nhá. Đấy, bao đốt cho các bác luôn. Đây, chất liệu 100% da bò tự nhiên này các bác này. Đấy, da bò tự nhiên là nó cắt nguyên miếng này các bác này. Đấy, và cái này thì giá rất là tốt cho bác luôn. Thì bên shop về nó sẽ có là mẫu túi vuông này. Đấy, túi hông này và túi chéo này. Đấy, túi vuông, túi hông, túi chéo. Đó. Túi hông thì nó sẽ có là màu đen và màu xanh, màu đen và màu xanh này. Đấy, túi hông thì sẽ là màu đen và màu xanh. Cái túi hông này thì giá của nó sẽ là túi hông là 130.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là túi hông nhá. Đấy. Túi hông sẽ là 130k nhá, 130k cho cái mẫu túi đeo hông như này nhá. 130.000 và sẽ có cho các bác là hai màu này, mũi tấu đeo, túi đeo hông như này. Tiếp theo là túi chéo sẽ là 140.000 nhá, túi chéo này, cái này để các bác đeo chéo nhá. Đấy, lên cho em là túi chéo nhá. Đấy, túi chéo
giá sẽ là 140k nhá. Đó. Và tiếp theo nữa là sẽ là một cái mẫu túi vuông như này nhá. Gọi là vuông thôi nhưng mà nó sẽ cao là 25 và rộng là 20. Và cái chiều này của nó thì khi mà mở căng này thì nó vào khoảng là từ 8 đến 10 phân nhá. Đấy, lên cho em là túi vuông nhá. Túi vuông này, đấy túi vuông. Giá của nó sẽ là 180k trong mẫu túi vuông nhá. 180.000 cái mẫu túi vuông này. Đấy, túi hồng, túi chéo, túi vuông. Đó, ba cái mẫu túi như vậy, chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên nhá. 100% da bò tự nhiên. Hàng máy cực kỳ là kỹ luôn, hàng này sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. 100% là da bò tự nhiên các bạn này. Đấy, da bò tự nhiên hết này. Đấy, rất là đã luôn các bác nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy, dùng cực kỳ là đã luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái em phích đun sôi nhá. Dung tích thì nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá. Phích đun sôi, dung tích là 3 lít cả vỏ. Đây nó sẽ là một con phích như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Cúc Cù nhá, Cúc Cù của Hàn Quốc này. Đấy. Hai cách nhiệt này. Đấy, hai cách nhiệt độ luôn cho các bác luôn. Đó. Giữ nóng giữ lạnh cho các bác cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy, dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ. Đây. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Cúc Cù nhá, hàng thương hiệu Cúc Cù. Đây. Rất chất lượng cho bác luôn, giá chỉ có 180.000 thôi. Đây. Đấy, con này giữ nhiệt của nó là lên tới 24 giờ luôn các bác này. Về nhà các bác chỉ cần xoáy nắp này ra này. Đấy. Các bác cho nước vào đây cho em, sau đó thì đặt vào đây. Đấy, và nó sẽ tự sôi nhá. Đấy, nó sẽ tự sôi cho các bác luôn. Khi sôi xong rồi thì nó sẽ ngắt nhá. Nhiệt độ thì nó luôn giữ cho các bác là vào khoảng là 70 độ C. Đấy, 70 độ C, và khi các bác dùng thì các bác lại đặt vào là nó lại nóng. Thì các bác nếu các bác để liên tục thì nó sẽ là luôn luôn giữ cho bác là từ 90 100 độ C. Đấy, rất là tiện này. Khi nào rót thì mình rót ra thôi. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ đây. Đấy. 220V này, 50Hz này, 1300W và 3 lít nhá. Đấy. Lên mã giúp cho anh em đó là phích đun sôi nhá, 3 lít cả vỏ nhá. Đấy. Phích đun sôi này. Lên cho em là phích đun sôi. Phích đun sôi này, 3 lít cả vỏ nhá, 3 lít. 3 lít cả vỏ. Cả vỏ nhá, giá sẽ là 180 cành thôi. 180.000 thì cái phích đun sôi 3 lít cả vỏ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một túi như này này, một hộp là một túi như này, giá sẽ là 30.000. Một túi này của nó thì nó sẽ là vào là 80g nhá, 80g cho một túi như này. Hàng đấy nó sẽ là hàng của Thái Lan nhá, hàng của Thái Lan các bạn. Đấy, Thái Lan này các bạn này, hàng nội địa của Thái Lan. Đấy, hàng này thì thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan và toàn thế giới luôn. Đó, con này thì các bác chuyên các loại chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng nhá. Đấy, đều là bị tiêu diệt cả nhá. Ưu điểm của con này là nó sẽ thu hút cả đàn đến ăn luôn, một con đến ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Đấy, lên cho em là kẹo chuột nhá. Kẹo chuột. Giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một hộp như này thôi. 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Hàng của Thái Lan cực kỳ chất lượng luôn, bán thị phần số 1 Thái Lan, dùng thì cực kỳ là an toàn quá nhá. Đấy, các bác rất là nên dùng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao của Đức nhá. Dao Đức đây. Đấy. Con này là dao chặt Đức, cân nặng của nó thì khoảng 4-5 lạng. Đấy, khoảng 4-5 lạng. Con này thì cũng khá là bén luôn. Các bác dùng để mình chặt gà, chặt vịt, chặt xương đều ok hết nhá. Đấy, khoảng từ 4 đến 5 lạng. Đấy. Con này thì nó vào khoảng là 4 lạng nhá, vào khoảng 4 lạng. Con này các bác dùng để thái băm chặt rất là ok. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 các bác nhá. 150.000 thôi, để em test thử dọc giấy cho các bác xem nào nhá. Ui giời. Rất bén luôn các bác này. Đấy, rất là bén luôn. Dao chặt mà như dao thái như này, sắc bén như này là các bác dùng yên tâm rồi. Đấy, thấy chưa? Đó. Hàng thì của thương hiệu Winling hay người của Đức này, Made in Germany nhá. Đó đây. Made in Germany các bác thấy chưa? Đó, chữ khắc chìm luôn. Rất đẹp, rất chắc chắn nhá. Có móc treo này, có cả cái này để các bác dằn thịt, gõ xương, gõ xiếc đều ok hết nhá. Chiều dài thì vào khoảng là gần 30 cm. Đấy, bản này của nó thì vào khoảng là 9 đến 10 cm nhá. Đó. Một con dao như này rất chất lượng như này nhá. Đấy, lên cho em là dao chặt Đức nhá, dao chặt Đức. Giá chỉ có 150.000 thôi. Thép của nó sẽ là thép trắng không gỉ nhá. Đấy, thép trắng không gỉ. Thì con này dùng cực kỳ là sạch sẽ và vệ sinh luôn. Chặt gà chặt vịt rất là ok nhá. Đấy, lên mã giúp em là dao chặt Đức, giá sẽ là dao chặt Đức này, đó. Dao chặt Đức nhá. Dao chặt Đức 150.000, 150k, nặng khoảng 4 lạng nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ máy rửa xe nhá, máy rửa xe. Đó thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hệ thống dây dài từ khoảng từ 3-5 mét này, đấy, đầu vòi xịt này, đấy, rồi xịt tuyết này, rồi thân máy này, cáp sạc này và pin này, đấy. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong nhá, đấy, lắp vào cho em là xong này, đấy, dùng rất là ngon luôn các bác, đấy, các bác chỉ cần kết nối vào cho em là xong, máy rửa xe chạy pin nhá, đấy, combo cho bác là một thân máy này, một cục pin này, đấy.
một cái đầu vòi xịt tuyết này, đấy, một đầu vòi xịt tuyết như này, một cáp sạc này và một cái bộ dây nguồn các thứ nhá, bộ dây nguồn các thứ luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 300.000 tròn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là máy rửa xe pin nhá, máy rửa xe pin 300k thôi. Đấy. 300.000 cho con máy rửa xe pin như này. Con này thì rất tiện ích luôn. Đó. Lên cho em là máy rửa xe pin này. Máy rửa xe này. Rửa xe chạy bằng pin nhá. Giá sẽ là 300k nhá, 300.000 và bao ship luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo cành cam nhá, kéo cành cam. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đó. Con này thì bên shop đang lên là kéo cành cam rồi, thì các bác cứ lên cho em là kéo cành cam thôi. Đó, hàng made in Japan này, thép SK5 không dỉ này. Made in Japan nhá, thép SK5 này, có lò xo này. Đấy, con này cắt cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy, cắt rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Chuyên để các bác cắt cây, cắt cành, rồi nói chung là tỉa răm, tỉa riếc đều ok hết nhá. Cắt rất là ngon luôn. Một con kéo cắt cành như này có cái khuy này nhá. Đây, cái khuy này các bác đẩy vào đây cho em này. Đó, rất là ngon. Lên cho em là kéo cành cam nhá. Giá thì chỉ có 80k cho một con kéo cành cam này thôi. 80.000 nhá. Hàng nội địa của Nhật nhá. Made in Japan các bác luôn. Đấy, lên cho em là kéo cành cam nhá. Kéo cành cam này, đó, kéo cành cam. Kéo cành cam giá sẽ là 80k cho một chiếc nhá. 80.000 cái kéo cành cam như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái khoan mini nhá, khoan mini. Đấy, con này thì nó dùng bằng pin. Đấy, dùng bằng pin. Đấy, bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là một đầu khoan như này nhá, một đầu khoan như này các bác này. Đấy, và cái này thì có đảo chiều nhá, có đảo chiều. Và các bác có thể là ấn cái lẫy này để mình xoay sang theo kiểu là thẳng như này được các bác này. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, thì các bác chỉ cần đưa vít vào là mình sử dụng thôi. Xoáy rất là ngon luôn các bác này. Đấy, rất là ngon luôn. Đây, em sẽ xoáy thử cho các xem nhá. Đây. Đấy, đây là cái ốc này các bác này. Đấy, đây là xoáy vào này. Đấy. Xoáy vào nhá. Xoáy ra thì mình lại đảo chiều nó sẽ xoáy ra các bác này. Đấy. Rất là ngon luôn các bác nhá. Đấy. Đấy, thì các bác ấn cái đảo chiều này là ấn đúng cho em nhá. Đấy, xoáy ra này con này. Xoáy ra. Đấy, xoáy vào nhá. Đấy. Rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Máy chạy rất là khỏe luôn. Con này thì giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Đấy, các bác có thể nhấn cái lẫy này, nhấn cái lẫy này để mình xoay ra đây. Đấy. Và cái này thì nó có rất là nhiều chức năng luôn. Đấy. Có cả đầu mũi khoan này, cáp sạc này, rồi có cả 30 cái đầu mũi vít như này. To nhỏ lớn bé lục giác hoa thị đầy đủ cho các bác luôn. Nói chung là con này thì nên mua. Cái bộ này cực kỳ là hữu ích và rất là tiện. Có đầu lục giác, đầu ba khe này. Đấy, rồi có cả cái tay lắc như này nhá. Có cả tay lắc như này các bác. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Có cả tay lắc như này và có cả đầu lục giác luôn, có cáp sạc đi kèm này các bác này. Đấy, rất là ngon lành như này. Giá thì chỉ có 180 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy khoan pin nhá. Đấy, máy khoan pin nhá. Máy khoan pin này, đó, 180k cho con máy khoan pin như này nhá, 180.000. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cái mẫu nhỏ hơn đó là cái mẫu máy vít nhá, máy vít như này. Thì cái này nó sẽ là bao gồm một thân máy này, một thân máy, một cáp sạc và có cho các bác là kèm là hai đầu mũi vít như này nhá, có kèm hai đầu mũi vít, một dẹt một tròn. Đây, một dẹt một mũi như này, một dẹt một mũi như này. Đấy, cũng kèm cho các bác hai đầu vít, chỉ cần lắp vào đây như là xong. Đấy. Con này thì cũng có xoáy ra xoáy vào nhá, rất là tiện luôn. Đó. Xoáy ra xoáy vào. Đấy, nó có đảo chiều ra vào. Đây các bác nhá. Đây. Xoáy ra các bác này. Xoáy ra thì mình ấn cái mũi tên đi lên này. Đấy. Xoáy vào các bác này. Đấy, thì cũng rất là tiện luôn. Đấy, thì có xoáy ra xoáy vào như này. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 120.000 thôi nhá. Đấy, 120.000 thôi. Lên mã giúp cho em là máy vít nhá. Máy vít này. Máy vít giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho con máy vít như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm một cái mã đó là cái mã cân nhá. Đấy, cân sức khỏe thì bên shop về thêm một cái mã cân sức khỏe này thì nó sẽ là các bác lên cho em là cân sức khỏe VIP nhá. Con này thì có kết nối cả, các bác có thể về tải cái ứng dụng này về này để kết nối là cân nặng này, rồi tỷ lệ các cái chỉ số nó sẽ nảy trên cái cân này hết luôn. Đó. Thì đây nó sẽ là một cái dòng cao cấp cho các bác luôn. Có kèm sẵn pin nhá, có kèm pin như này. Về nhà các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong. Con này thì nó đắt hơn cái cân sức khỏe thường là 30.000, thì con này nó sẽ là 130.000 các bạn. Đấy. Thì các bác lên cho em là cân sức khỏe VIP. Đấy, cân sức khỏe VIP. Con này thì hàng này rất là cao cấp cho các bác luôn. Đó, đây các bác chỉ cần là lắp vào cho em này, lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Đó. Và nó có cái ứng dụng về nhà, các bác tải cái ứng dụng về sau đó thì các bác cài đặt vào cho em để mình đo chỉ số, các cái chỉ số cơ bản này. Đấy, 180 cân nhá. Đấy, cân mắc của nó lên tới 180 cân. Đấy. Đo các cái chỉ số đây này, kết nối vào Bluetooth này. Đấy, rồi đo các cái chỉ số ở đây nhá. Đó, thì cơ bản là như vậy. Thì về nhà các bác tự kết nối mình làm. Còn em chỉ giới thiệu qua thôi. Cái này thì em cũng không có chuyên sâu
em không có giới thiệu kỹ. Đấy, ở đây thì nó sẽ có báo số này, cập nhật nhiệt độ, độ ẩm cho các bác này. Đây. Đấy, em sẽ cân thử luôn nhá. Đấy. Em bây giờ hiện tại đang là 66,7 kg. Đấy. Nhiệt độ miền Bắc hôm nay rất lạnh các bác này, 14 độ C này. Đấy, 14 độ C cho bác luôn. Đó. Cân thì sẽ có nhớ số luôn nhá. Đấy thì về nhà các bác có thể là mình kết nối vào điện thoại. Đấy, qua chức năng Bluetooth này. Đấy, Bluetooth các thứ này. Để mình đo nhịp tim, đo huyết áp, rồi nói chung là đa chức năng ở đây luôn. Đấy, tỷ lệ cân nặng, máu mỡ các thứ đấy. Thì cái này em chỉ giới thiệu qua thôi. Về nhà các bác kết nối và mình sử dụng nhá. Đấy, em chỉ giới thiệu qua thôi. Còn chức năng cơ bản thì vẫn là cân thông thường. Thì các bác cứ nhảy lên cân là nó cân thôi. Đấy, thì các bác lên cho em là cân sức khỏe VIP. Đấy, cân sức khỏe VIP. Giá sẽ là 130.000. Đó, cân sức khỏe này. Cân sức khỏe VIP nhá. Dòng này nó VIP hơn một chút nên gọi là cân sức khỏe VIP. 130.000. Còn bên shop vẫn có cái cân thường là 100.000 các bác nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship thôi. Đấy, ví dụ như cái nồi lẩu 2 tầng này thì bên shop gửi tới các bác cái giá là 230.000, đã bao gồm phí ship cho các bác luôn, 230.000. Ở đây nó sẽ có 2 tầng như này. Con này thì dung tích của nó sẽ vào khoảng cho các bác là, đây là một con nồi lẩu 2 tầng rất là tiện dụng. Và đây thì sẽ có cho các bác là đây. Đấy. 28 cm nhá, điện 220V này, công suất là 1000W này. Đấy, rất là tiện luôn. Đây, thông số của nó này, 50Hz này. Đấy, công suất 1000W nhá. Có tráng đá chống dính nhá. Cái này các bác có thể dùng để rán này, chiên này, xào nấu này. Đấy, hoặc là hấp này, hoặc ăn lẩu này. Đấy, thì đây nó sẽ rất là tiện như này. Đấy, các bác có thể dùng để hấp này, hấp xôi này, rồi là hấp gà, hấp vịt này, hoặc là dùng trực tiếp này để chiên rán xào nấu này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác một cái cáp như này, một cái cáp như này nữa nhá. Đó. Combo cho các bác này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là điều chỉnh số ở đây nhá, số 1, số 2, số 3 này. Đấy. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Dòng này thì nó rất là tiện, cắm điện có đèn báo sẵn luôn. Vùng thì bằng kính cường lực như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu 2 tầng nhá, nồi lẩu 2 tầng. Các bác lên cho em là nồi lẩu 2 tầng nhá. Nồi lẩu 2 tầng này. Nồi lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230.000 nhá. 230.000 cho cái lẩu 2 tầng. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tiếp theo thì em lên cho bác cái nồi lẩu Osaka. Đấy. Con này thì dung tích của nó sẽ lớn hơn một chút này. Đấy. Đây, dung tích là 3,5 lít này. Điện áp 220V, tần số 50Hz và 1360W nhé. 1360W. Đấy, một con nồi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì nó cũng là dòng đa chức năng nhé. Đấy, công suất của nó rất là khỏe luôn. Con này các bác dùng để chiên rán xào nấu cũng đều ok hết cho em nhá. Chiên rán xào nấu đều ok hết. Đấy, combo khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là bao gồm là một cáp này, một cáp có điều chỉnh tăng giảm này. Đấy. Và đây là cái đai để các bác bắt vào cái vung này. Đây cái đai bắt vào cái vung này cho em này. Đó. Và đây là cái nồi các bác này, đây là cái nồi của nó đây. Đấy, nồi của nó đây. Đấy. Con này thì có dập vân chống dính nhá, dập vân chống dính. Hàng rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Siêu dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, siêu dày dẫn chắc chắn và có quai B như này. Thì các bác B này nó không sợ bị nóng này, không sợ bị nóng này, rất là tiện luôn. Đó, và cắm điện vào đây cho em. Và đây thì nó sẽ có cái cục nguồn này, là nó sẽ có cái chiết áp để điều chỉnh này, có chiết áp điều chỉnh như này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái bộ nồi nồi lẩu Osaka như này nhá. Đấy, một cái nồi lẩu Osaka tuyệt vời ông mặt trời như này. Giá chỉ có cho các bác là 390.000 thôi. Đấy, 390.000. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu Osaka nhá. Đấy. Nồi lẩu Osaka này, nồi lẩu Osaka. Đấy, giá sẽ là 390.000 nhá. 390.000 cho cái nồi lẩu Osaka nhá. Đấy. Các bác lên đúng tên chưa? Là nồi lẩu Osaka. Giá sẽ là 390.000. Đây, Osaka này, 390.000 các bác. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và hàng thì rất hợp lý rồi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái các bác lên cho em là các bác lên mã giúp cho em đó là cái bếp nướng nhá, bếp nướng. Đấy, đây nó sẽ làm con bếp nướng như này. 350.000 trong con bếp nướng này thôi. Con này rất là tiện này. Các bác dùng để mình là sản xuất mình chế biến đồ nướng các thứ, nó rất là tiện các bạn. Chế biến đồ nướng nồi niếc là tiện lắm. Đấy, các bác dùng để mình chế biến đồ nướng này. Đây, cái này thì có tráng đá chống dính này và có cái ngăn này nó chảy ra đây, thì các bác chiên nướng thịt dầu mỡ thì nó sẽ chảy ra cái này, hứng cái bát vào là xong. Đó, và có dây nguồn, có công tắc chiết áp nhá. Đây, sử dụng điện 220V này, 50Hz này. Công suất của nó là 1500W nhá, 1500W. Nói chung con này rất là tiện đấy, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 350.000 thôi. Đấy, các bác lên cho là bếp nướng nhá, bếp nướng. Giá sẽ là 350.000. Lên cho là bếp nướng này, đó. Bếp nướng, giá sẽ là 350.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn, 350.000 cho một con bếp nướng như này.
rất đẹp, rất tuyệt vời, hàng có bảo hành cho bác luôn. Bảo hành các bác yên tâm sử dụng nhá, 350.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là cái bình tông nhá. Đấy, bình tông. Thì con này dung tích của nó sẽ là dòng 2 lít các bác. Đấy, dung tích của nó là 2 lít. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nga. Đây, CCCP này. Đó. Dung tích là 2 lít, tha hồ thoải mái sử dụng luôn. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. 130.000 nhá. Ở đây con này nó sẽ có nắp, có gioăng này, và nắp thì nó đai sẵn ở đây luôn là chống mất này. Các bác thấy không? Sáng bóng luôn, soi gương được luôn các bác này. Đấy, rất là sáng bóng, soi gương được luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá. Bình tông. Giá sẽ là 130.000 cho một con bình tông như này. Đấy, cái này thì các bác nên mua. Mình sử dụng thì nó vừa tiện ích, các bác có thể 2 lít luôn, bình tông 2 lít nhá. Các bác có thể dùng để mình đựng bia, đựng nước ngọt, rồi đựng rượu, đi nhậu, đi nhiếc, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, nó sẽ có sẵn cho anh em các bác một cái bao da như này nữa này. Đấy, có sẵn cho anh em các bác một con bao da như này luôn. Đấy, đây, các bác kéo cái quai này ra cho em. Có sẵn cái bao da như này, có sẵn cái bao da như này để các bác sử dụng này. Đấy, mình đeo vào, rất là tiện luôn nhá. Bao da này nó cũng có đai, có ấy hết này. Đấy, em đang để cái mút này nó khó cho vào. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá. Bình tông giá sẽ là bình tông này, đó. Bình tông giá sẽ là 130.000 thì cái bình tông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tẩy xanh. Cái này thì chuyên dùng để mình tẩy xoong nồi, rồi vành bánh ô tô, rồi vỏ ô tô nhá. Đấy, giúp cho các bác là làm sạch tẩy trắng nhá. Đấy, hàng thì rất là cao cấp cho các bác luôn. Giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một cái tẩy xanh như này. Chuyên để tẩy xoong nồi, bát đĩa, vành bánh ô tô. 25.000 cho một hũ. Đây các bác nhá. Đấy, sản phẩm dùng test thực tế luôn các bác này. Đấy. Một cái xoong rất là bẩn này, các bác đưa vào đánh đi cho em này. Đấy, sáng bóng luôn cái chảo này. Đó, đánh đi này. Thấy các bác thấy chưa? Đó. Bếp này. Sáng bóng luôn nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh thôi, 25.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mẫu bơm xe nhá. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một con bơm 2T như này. Đấy. Một con bơm 2T như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 230 cành cho một con bơm 2T và bao ship nhá. Khung xương của nó thì được sơn tĩnh điện rất là chắc chắn này. Đấy, và thân bơm thì xi lanh thì được làm bằng inox sáng bóng này. Đấy, khung xương sơn tĩnh điện, khung xương cực kỳ chắc chắn luôn. Con này là 2T, giá sẽ là 230.000, bơm 2T nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bơm 2T này. Bơm 2T. Bơm 2T xạ 230.000 nhá. 230.000 thì con bơm 2T như này. Ngoài ra thì bên shop con này thì có đồng hồ báo nhá, và cân tổng được là 10 kg nhá, 10 kg hơi. Đấy, bơm ô tô xe máy thoải mái luôn. Đấy, ngoài ra thì sẽ có cho các bác là con bơm 1T này. Đấy, con 1T. Con 1T này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho các em bơm 1T như này nhá, 100.000. Dây này của nó thì sẽ là bằng dây cao su non và bọc dây dù này. Đấy, và có các cái đầu kết nối này, các cái đầu kết nối nhá. Đấy, bơm xe đạp xe máy ok hết. Giá thì con này chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 cho con bơm 1T như này. Đấy. Con một xi lanh này thì nhỏ gọn lắm, các bác có thể dùng để mình bỏ vào trong cốp xe cái thứ, rồi mình đi công tác, rồi đi làm, đi ngoài đường nhiều thì các bác dùng con này kia. Đấy. Hàng đẹp, chất lượng, giá rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là 100 cành thôi. 100 cành cho con bơm 1T như này. Đấy, 100 cành con bơm 1T như này nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là một cái con bơm tẩu ô tô. Đấy, nó sẽ dùng bằng điện, hàng của thương hiệu Toyota nhá. Hàng thương hiệu Toyota. Con này thì nó sẽ là dùng bằng điện ô tô, tức là các bác cắm trực tiếp cái này vào cái tẩu ô tô cho em. Đấy. Cắm trực tiếp cái này vào cái tẩu ô tô cho em thì nó rất là tiện nhá. Hàng của thương hiệu Toyota nó sản xuất để nó tặng cho khách hàng này. Đấy, bật lên cho em này. Đấy. Rất là ngon luôn, dây của nó đây. Đấy, đây là cái dây đầu dây bơm này. Đấy, đây là đầu dây bơm này. Còn cái đầu dây này các bác cắm vào cái tẩu ô tô cho em nhá. Cắm vào tẩu ô tô cho em. Đó. Con này thì sẽ là 180.000 nhá. 180.000 thôi. Hàng của thương hiệu Toyota. Bác nào có ô tô thì nên bỏ một cái con này vào ô tô để đề phòng khi mà mình bị mất hết hơi này. Đấy, buổi sáng đến mình kiểm tra xe nó bị hết hơi, hoặc là mình đi đường. Đấy, nó hết hơi thì các bác dùng con này cho em. Lên mã giúp cho em đó là bơm tẩu ô tô nhá. Đấy, bơm tẩu ô tô chỉ dùng cho ô tô được thôi. Bơm tẩu ô tô giá sẽ là 180.000 nhá, 180.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp em đó là cái chống giật bình nóng lạnh nhá, chống giật bình nóng lạnh. Đấy, đây nó sẽ là một con chống giật như này, bao gồm cho các bác là hai bên cả dây nóng cả dây lạnh luôn. Giá sẽ là 40.000 cho một chiếc như này nhá, 40.000 một chiếc như này. Khi các bác thay thì thay lắp thì phải lắp đồng bộ cả một đôi luôn.
Đấy, tức là các bác phải mua là 2 chiếc là 80.000 nhá. Đấy. Thì các bác về các bác lắp vào cái đường nước dẫn xuống cho em, cả đường nóng đường lạnh. Đây em sẽ có cái video lắp đặt thực tế để cho các bác xem và cực kỳ là an toàn luôn. Đây các bác này. Của máy nước nóng có thể ngăn chặn rò rỉ. Đây là cặp van chống giật cho bình. Đây là van chống giật dành riêng cho bình nóng lạnh. Nếu nhà bạn có máy nước nóng thì nhất định phải lắp đặt. Cách cài đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần tháo đường ống vào và ra của máy nước nóng, vít trực tiếp van chống điện này vào, nó có thể bảo vệ sự an toàn cá nhân của chúng ta rất tốt. Đây là van chống giật dành riêng cho bình nóng lạnh. Nếu nhà bạn có máy nước nóng thì nhất định phải lắp đặt. Cách cài đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần tháo đường ống vào và ra của máy nước nóng, vít trực tiếp van chống điện này vào, nó có thể như là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh, lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể nguy hiểm quá. Các bạn hãy cẩn thận với điện của máy nóng lạnh khi đang trong một đồng dép vớt này. Đèn sáng như này chứng tỏ máy nóng lạnh đã bị rò rỉ điện. Để an toàn cho con cái và cả gia đình, các bác hãy nên lắp thêm bộ van chống giật này. Nó chỉ có hơn 20.000 một chiếc thôi. Các bác nên mua 2 chiếc để lắp vào 2 đầu ống nước ra của mình, ống nước nóng và ống nước lạnh. Lắp đặt nó rất dễ dàng. Đầu van phi 21mm nên vừa mọi loại bình trên thị trường. Các bác yên tâm mua nhé. Đấy, rất ok nhé.